Đúng vậy, Ly và đại đầu, hỏa dược, tiểu lý thám hoa đích thực là đang diễn kịch thôi. Bọn họ muốn giết người, còn Tần Lạc muốn cứu người. Do vậy, Giê-xu không dễ dàng gì mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc sẽ càng thêm cảm kích Tần Lạc. Nhưng, không hiểu sao câu tôi đang diễn kịch từ miệng của Ly lại làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Trình biểu diễn của em thật cao, Tần Lạc khen ngợi, tôi còn tưởng là em muốn làm thật. Bằng không, anh tưởng là bắt được tay của tôi thì tôi không giết được hắn à? Ly quơ quơ con dao trong tay. Ừ nhỉ, nếu như Ly thật muốn giết hắn, thì đã xong một dao rồi, ở đâu nghe lời mình khuyên can nữa. Tần Lạc đành cười khổ. Nếu mà để Giê-xu nghe thấy, chắc chắn hắn phải mắng chửi những kẻ hoa hạ này thật quá xảo quyệt. Tiểu lý thám hoa đi tới nói, nhưng, anh làm vậy có phải là hơi mạo hiểm không? Thả hổ về rừng, về sau muốn bắt lại thì khó đấy. Tôi đã cho hắn uống thuốc độc, chỉ đưa cho hắn thuốc giải độc trong 3 tháng. Nếu 3 tháng hắn không tới tìm tôi, vậy thì hết cách rồi. Tần Lạc liền giải thích. Chẳng lẽ hắn không còn cách nào loại trừ độc sao? Tiểu lý thám hoa nói, những tên sát thủ này vô cùng giàu có, 100.000 hay 1 triệu đô la Mỹ mà nói thì cũng chả là vấn đề gì. Bọn chúng hoàn toàn có thể hợp tác với các tập đoàn y dược hàng đầu Âu Mỹ hoặc là sở nghiên cứu. Bọn chúng không làm gì được đâu. Tần Lạc lòng đầy tự tin nói. Tự tin như vậy à? Giết người tôi không bằng cậu, tìm người cũng không bằng hòa thượng. Nhưng cứu người, mọi người đều không thể bằng tôi được. Tôi biết tôi đang làm gì, không cần lo lắng thế. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Là thế, bất kỳ một ngành nghề nào cũng có những kẻ đứng đầu. Bọn họ đối với công việc của mình thì tràn đầy nhiệt huyết, với năng lực của bản thân càng 10 phần tự tin. Tần Lạc không nghĩ mình là bác sĩ đông y giỏi nhất trên thế giới này, nhưng hắn tuyệt đối cho rằng bản thân phải là một trong những người đứng đầu. Tốt rồi, anh đã khẳng định vậy. Chúng tôi chỉ có thể chúc cậu may mắn thôi, tiểu lý thám hoa nói. Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể thu thập tin tức của Giê-xu. Hòa thượng nói. Cảm ơn các bạn, Tần Lạc rất xúc động. Hắn thực sự cảm thấy vậy, tất cả những người này đều đem lại cho hắn một cảm giác như người một nhà. Anh vừa nãy vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, gọi anh cũng không trả lời. Lẽ nào ra ngoài câu cá? Vẻ mặt tiểu lý thám hoa nghi hoặc nhìn Tần Lạc, rồi hỏi tiếp, anh làm sao biết hắn sẽ theo dõi anh? Cái này, Tần Lạc len lén liếc nhìn Ly, rồi nói, tôi có một số việc cần phải làm, có lẽ là đã không nghe được cậu gọi. Trước đó tôi cũng không rõ là bị Giê-xu theo dõi. Lần sau, dao của tôi sẽ không phải ở chẽn cửa gỗ đâu. Ly hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Dậm thật mạnh đôi giày ra xuống đất rời đi. Dao, cửa gỗ, đám người nghi nghi hoặc nhìn lại Tần Lạc. Là bọn tôi chơi một trò chơi nhỏ. Tần Lạc khó xử giải thích, hắn cảm giác bản thân phải nhanh chóng rời đi, không thì sẽ bị tên gia hỏa này vặn vẹo hỏi tới hỏi lui cho xem. Tần Lạc cũng phát hiện, bọn họ rất nhạy cảm với chuyện của Ly và bản thân mình. Tôi phải vào thành phố rồi, ai tiện đường không? Ồ, mọi người ồ lên một tiếng rồi cũng giải tán. Tiểu lý thám hoa lúc rời đi còn kêu một câu, anh tìm Ly đi, lúc trước nàng ta đều đưa anh đi đấy thôi. Tìm Ly, nói thế khác gì mình tự về. Hắn không cách gì bảo đảm giữa đường Ly sẽ không hung hăng ra tay với hắn. Tần Lạc liền nghĩ, mình nhất định phải học lái xe mới được. Đợi đến khi hết bận ông nội và Mục Nguyệt, hắn phải đi lấy cái bằng. Xe đến trước núi tất có đường. Không có xe, sao có thể đến trước núi đây? Lâm Thanh Nguyên ngồi ở trên mép giường đang thì thầm nói chuyện với Tần Tranh. Hai người thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười rất vui vẻ. Còn Lâm Hoán Khê đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Bối Bối làm bài tập cạnh đó, gặp chỗ nào không hiểu liền quay lại hỏi. Lâm Hoán Khê liền bỏ tờ báo xuống giảng giải rất kỹ. Ánh nắng màu vàng nhạt ấm cả gian phòng, thời gian tĩnh lặng trôi qua. Cả thế giới bên trong đó làm người ta cảm thấy thật hạnh phúc viên mãn. Cộc cộc cộc. Bên ngoài khẽ vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cứ như sợ quấy rầy người bệnh bên trong. Lâm Hoán Khê vội đặt tờ báo xuống, chạy tới mở cửa phòng. Đứng trước cửa là một ông lão mặc một chiếc áo truyền thống màu bạch, trên đầu tóc cũng màu bạch kim, đôi mắt vẫn còn rất tinh tường, và còn mang theo một nụ cười ấm áp, rất dễ dàng đem lại cho người ta cảm giác thân thiết. Xin hỏi, Lâm Hoán Khê chưa từng gặp qua ông lão này, nàng cũng không biết ông nội có người bạn nào như vậy. Cho nên liền đứng ở trước cửa chưa mời người ta vào được. Cô là Lâm Hoán Khê phải không? Ông lão cười ha ha hỏi. Cháu là Lâm Hoán Khê ạ. Lâm Hoán Khê hơi giật mình, xin hỏi ngài là. Ha ha, tôi là Văn Nhân Đình.
đến thăm lão bằng hữu. Văn Nhân Đình cười rất sảng khoái. Lâm Hoán Khê ngẩn cả người ra, không ngờ trong bệnh viện này lại muốn gặp ông của nàng. Nhưng mà, đây cũng không có gì là kỳ quái. Đây là bệnh viện của gia đình nàng, đã mời bác sĩ nổi tiếng đến đây phẫu thuật cho ông. Lão gia Văn Nhân Đình đến đây thăm hỏi, thực sự là chuyện hết sức bình thường. Hoán Khê, mau mời khách vào đi cháu. Giọng của Tần Tranh vang lên. Nàng ta lúc này mới nghiêng người sang một bên mời Văn Nhân Đình vào, rồi đóng cửa. Đến giờ nàng mới phát hiện, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ, ba bước một tốp năm bước cũng một đám, xem ra gia tộc Văn Nhân đích xác có chuyện rồi. Nhìn thấy Văn Nhân Đình tới, Lâm Thanh Nguyên đứng dậy đón tiếp, cười nói, nghe qua đại danh của lão ca đã lâu, hôm nay mới được nhìn thấy thật là tam sinh hữu hạnh. Văn Nhân Đình và Lâm Thanh Nguyên cùng nắm tay nhau, nói Thanh Nguyên, tôi rất hâm mộ ông có một đứa cháu gái tốt. Cái tên tiểu tử Tần Lạc này, chuyện đầu tiên đến Yến Kinh là chạy ngay đến nhà chúng tôi từ chối hôn ước. Rồi lại đến tìm đứa cháu ông làm vị hôn thê. Ông nói cháu gái của tôi tệ vậy sao? Đều là nhân duyên cả. Lâm Thanh Nguyên cười đến mức không dừng lại, dường như là Lâm Hoán Khê đã làm cho ông ta nở mày nở mặt. Mấy lão già chúng ta không cần phải nói lời khách sáo làm gì. Tôi với Tần Tranh làm bạn đã hơn mấy chục năm rồi. Ông với Tần Tranh lại là thông gia với nhau. Về sau tất cả chúng ta đã là bạn bè rồi. Tốt, vậy tôi sẽ nghe lão ca vậy. Lâm Thanh Nguyên nói. Văn Nhân Đình đến trước giường bệnh của Tần Tranh, duỗi tay nắm chặt tay Tần Tranh. Tần lão đệ, ông coi như là đã nhập kinh rồi. Không giúp gì được, ngược lại còn làm mọi người thêm phiền phức rồi. Tần Tranh nói. Ông nói vậy là sao? Văn Nhân Đình rất không vui nói không phải là vì chúng ta mà ông mới bị thương sao? Tôi đến đây mới ghé qua thăm ông được, thật là rất đáng hổ thẹn. Ông còn nói những lời này, làm tôi còn mặt mũi nào đứng đây nữa. Nói vậy quá khách khí rồi. Tần Tranh cười cười. Đúng rồi, nói lời khách khí này lại làm quan hệ chúng ta quá xa lạ. Nhưng không nói, trong lòng tôi quá là bứt rứt. Tôi mắc nợ Tần gia còn chưa đủ nhiều sao. Tôi nợ ông còn chưa hết, lại đến cháu gái tôi nợ cháu trai ông. Văn Nhân Đình liếc nhìn Lâm Hoán Khê đứng cạnh bên, lo sợ lời của mình sẽ gây hiểu lầm, vội nói, Mục Nguyệt bị kẻ xấu hãm hại, nếu không có Tần Lạc ra tay giúp đỡ e là bây. Giờ đã lành ít dữ nhiều rồi. Nó là bác sĩ, trị bệnh cứu người, thiên kinh địa nghĩa. Tần Tranh nói, lão đệ, không thể chỉ nói như vậy. Văn Nhân Đình lắc đầu, nếu 24 năm trước không phải ông ra tay cứu giúp thì. Tần Tranh liền ngặt lời Văn Nhân Đình, nói đã qua rồi. Chuyện thì đã qua, nhưng trong lòng tôi thì vẫn chưa. Văn Nhân Đình vỗ vào tim mình, tích thủy tri ân, tất phải tương báo. Thế mà tôi nhận đại ân, ngược lại không có cơ hội báo đáp, lại hết lần này đến lần khác nợ Tần gia ông. Đây không phải là đạo bạn bè. Nếu như tôi năm đó không ra tay chữa bệnh, thì ở chỗ này của tôi cũng rất khó chịu. Tần Tranh muốn chỉ tay về lông ngực của mình, nhưng không cách nào cử động nổi, cố gắng không được đành thôi vậy. Được rồi, tôi hiểu, đây càng lại là lý do để tôi báo đáp lão đệ. Vẻ mặt Văn Nhân Đình rất thành khẩn. Báo đáp thì thôi đi, có ăn có mặc tôi đã rất thỏa mãn rồi. Tần Tranh nói nhiều tiền dễ sinh lười nhác, không muốn hậu thế Tần gia sau này sinh lười biếng kiêu ngạo. Đúng vậy, vì vậy Tần lão đệ có một đứa cháu ngoan là Tần Lạc. Văn Nhân Đình cảm thán nói, nếu Tần Lạc là cháu rể mình, như vậy hắn làm gì có bộ dạng khó xử này. Bệnh của Mục Nguyệt đã đỡ chưa? Tần Tranh hỏi. Khá hơn rồi, Văn Nhân Đình vốn định nói chuyện Văn Nhân Mục Nguyệt bị Tần Lạc bắt ép bế ôm, nhưng như thế lại giống như khoe khoang trước mặt ông cháu Lâm Thanh Nguyên nên tránh đi, nói tiếp nhưng còn cần duy trì việc liên tục điều trị, cho nên chắc phải phiền Tần Lạc một thời gian nữa rồi. Hoán Khê cháu không có ý kiến gì chứ? Không có, Lâm Hoán Khê nhẹ nói. Hung thủ tìm được rồi, Tần Tranh hỏi. Không có, Văn Nhân Đình nói. Ai, Tần Tranh thở dài. Lão ca làm sao vậy? Văn Nhân Đình hỏi. Thở dài là vì những người kia sao lại không dám buông tay? Tần Tranh trả lời. Đúng, những kẻ này chính là âm hồn không tiêu tan. 20 năm trước, suýt nữa làm nhà Văn gia tan cửa nát nhà. 20 năm sau lại một lần nữa, nhưng mà, lần này không để cho bọn chúng thoải mái vậy được. Nếu không phản kích bọn chúng, lại tưởng rằng nhà Văn Nhân vĩnh viễn mặc người làm nhục. Bứt dây động rừng, khẽ động liền thương gân động cốt, Tần Tranh nói. Không làm không được, không hại mình, tất bị kẻ khác hại. Văn Nhân Đình nói tiếp, thật là uất ức cho Mục Nguyệt. Tất cả trọng trách đều đặt trên vai nó, thật làm khó cho nó.
trời giáng trọng trách, phải lao tâm khổ tứ, không cần nghĩ nhiều. Tần Tranh nói tiếp, năm đó, tình hình của Tần Lạc còn nguy hiểm hơn giờ nhiều, cũng may nó đi từng bước. Được rồi. Văn Nhân Đình vô cùng tức giận, ông có một đứa cháu trai ngoan, Thanh Nguyên có một đứa cháu rể tốt. Các người không phải là làm tôi ghen ghét sao? Văn Nhân Đình nhìn Lâm Hoán Khê đang ngồi trên ghế sofa dậy bối bối viết chữ, trong nội tâm thở dài. Cháu gái mình chắc chắn không thể làm những chuyện như vậy. Hắn có thể nắm giữ được rất nhiều chuyện, mà lại không thể nắm giữ được tương lai của cháu gái. Chương 593, đột nhiên giam giữ. Đối với Tần Lạc mà nói, đây đúng là tháng ngày đen tối. Hắn cảm thấy bản thân mình là người đàn ông bận rộn nhất trên đời này. Một lúc phải chạy đến bệnh viện thăm Tần Tranh, chốc lát lại phải ba chân bốn cẳng chạy tới viện điều dưỡng chữa trị cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Hai người đều được hắn hết mực quan tâm, đối với ai hắn cũng không muốn chậm trễ. Qua một tháng thời gian chăm chỉ điều dưỡng và dùng thuốc của Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt cuối cùng đã dần dần hồi phục. Sắc mặt càng ngày càng hồng hào, thậm chí sức khỏe so với trước đây còn tốt hơn rất nhiều. Trong mấy ngày này, việc mà Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt yêu thích nhất là cùng nhau đi dạo vào sáng sớm. Trong rừng cây, chân núi, dọc bờ đê và trên cầu, hầu hết nơi có thể đến trong viện điều dưỡng đều bắt gặp dấu chân của hai người. Hai người nói chuyện cũng không nhiều, hơn nữa phần nhiều là Tần Lạc nói. Nhưng mối quan hệ của hai người coi như là đã được khai thông hết mức rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt giống như là một tiểu thư nhà giàu có vừa mới bước chân vào giang hồ, đối với cái gì cũng rất tò mò. Núi kia, sông kia, hoa kia, cỏ kia, thậm chí đến cả công dụng của cây dược thảo trên đường mà Tần Lạc giải thích cho nàng, nàng cũng cảm thấy vô cùng thích thú, và say sưa lắng nghe. Bạn cũng biết, nam nhân đều như vậy. Một nữ thần đầy vẻ ngây thơ mở to đôi mắt, chớp chớp chăm chú nhìn bạn. Bạn cũng sẽ giống như là Tần Lạc thôi, cái miệng cứ thao thao bất tuyệt trôi chảy một cách kỳ lạ. Loại hoa này tên là ác tử, ở phái Bắc rất ít thấy. Anh nghi ngờ đây ắt hẳn phải là một loại giống hoa được cấy ghép. Em đừng có nhìn những nụ hoa nhỏ màu tím này khó coi, nếu mà có cơ hội anh sẽ đưa em đi Vân Điền tận mắt nhìn thấy. Cả vùng sơn giã được phủ đầy những bông hoa nhỏ này, chỉ cần có gió là những con sóng màu tím nối đuôi nhau nhấp nhô, cảnh lúc đó thật là đẹp làm người khác không khỏi kinh ngạc. Vẻ mặt của Văn Nhân Mục Nguyệt lộ ra vẻ háo hức, nói, có cơ hội, anh sẽ đưa em đi Vân Điền chứ? Ừ, đó có là gì? Không phải là, Tần Lạc đột nhiên dừng lại, nói, em thật sự muốn đi Vân Điền. Văn Nhân Mục Nguyệt khẳng định. Hay là đừng đi. Tần Lạc lập tức đổi giọng giống như một phát thanh viên thời sự của Hoa Hạ. Khắp Vân Điền đều là đường núi, không có đường xe chạy, không có máy bay, tất cả đều phải dựa vào đôi chân để đi. Hơn nữa nơi nơi đều là rắn độc trùng độc, thậm chí có loài gấu to, anh lần trước tại Vân Điền lúc phải xử lý độc muỗi mặt người, liền đâm chết một con. Em chưa từng trải qua, không biết thế nào là nguy hiểm, suýt chút nữa cũng có thể bỏ mạng luôn. Không phải là Tần Lạc không đồng ý đưa Văn Nhân Mục Nguyệt đi Vân Điền, mà bởi vì chỗ đó quá nguy hiểm, thân phận của Mục Nguyệt quá quan trọng không cho phép tới chỗ đó. Đến những nơi hoang vu, không có nơi che chắn ẩn chứa nguy hiểm, chả khác gì tạo cơ hội cho kẻ khác. Nếu muốn động thủ ở nơi đó, đảm bảo tỷ lệ thành công phải là hơn 50%. Nghĩ lại thì đúng là có bao nhiêu những vụ giao dịch ma túy và xung đột biên giới đều diễn ra ở những nơi như vậy, tức khắc sẽ hiểu rõ sự khủng bố cực độ của nơi đó. Những nơi xa cách thiên tử hàng dặm này, đối thủ Văn Nhân Mục Nguyệt phái lính đánh thuê đến cũng là điều có thể. Không ngờ, nghe xong những lời uy hiếp của Tần Lạc, Mục Nguyệt không hề sợ mà lại càng thêm thích thú, hai mắt mở to nhấp nháy sáng, ở Vân Điền có gấu. Có Tần Lạc liền cảm thấy có gì đó không hay. Thế thì chúng ta đi xem gấu đi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói với giọng không để người khác dễ dàng cự tuyệt. Nhất định là có cơ hội, đúng chứ? Cái này, anh nghĩ gấu chỉ có thể có một con thôi, mà đã bị anh giết chết rồi, anh không bằng lòng. Bằng lòng chứ? Tần Lạc nói. Nghĩ đi nghĩ lại, lại lắc đầu, không phải là bằng lòng hay không, anh cảm thấy em không thích hợp đi đến chỗ đó. Những nơi em chưa từng đi, em sẽ đi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Nếu lần này em chết, vậy thì không phải là nơi nào cũng không được đi. Ở trên thế giới này, chỉ có hai nơi em có nhiều ký ức nhất. Đó là Yến Kinh và Đài Loan. Chấm, không thể nói gì được. Văn Nhân Mục Nguyệt nói một hồi đã thuyết phục được Tần Lạc. Nhân sinh trên đời đã là chuyện không dễ dàng, có thể tận lực đi nhiều nơi, kết giao nhiều bạn bè, kết nhiều thiện duyên.
Trước là để đảm bảo mạng sống của mình, sau là để cầu nguyện kiếp sau còn có thể đầu thai là người. Nếu, có kiếp sau. Nhìn thấy đôi mắt vẫn cứ sáng lấp lánh của văn nhân Mục Nguyệt nhìn mình, Tần Lạc chỉ có thể đồng ý, được rồi. Nếu có cơ hội, anh sẽ đưa em đi một chuyến đến Vân Điền. Và những nơi khác nữa. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Những thành phố khác em có thể tìm người khác đưa em đi. Mã Duyệt, văn nhân Chiếu bọn họ đều có thể. Tần Lạc cười nói. Lúc đó, có lẽ bản thân có nhiều việc khác phải làm. Mà, có lẽ mình đã kết hôn có con rồi. Văn nhân Mục Nguyệt lặng lẽ không nói gì. Có nhiều thứ không thể thay thế được. Nàng rất rõ. Hắn lại không hiểu. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên từ trong túi áo Tần Lạc. Điều này làm cho Tần Lạc có chút tức giận. Di động Hoa Hạ ở những nơi hoang vu này mà vẫn có thể có tín hiệu mạnh mẽ vậy sao? Đây là số điện thoại của Kiều Mộc, Tần Lạc vừa nhận điện thoại, đầu bên kia lìa ếch lên tiếng của Kiều Mộc, Tần Lạc, có người đến tìm anh và tiểu thư Mục Nguyệt. Là ai? Tần Lạc hỏi. Mã Duyệt và Văn Nhân Chiếu. Kiều Mộc nói. Tần Lạc liền quay đầu nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, nhìn thấy nàng gật đầu rồi, mới nói với Kiều Mộc bên kia, mời bọn họ. Nếu như không có sự cho phép của Tần Lạc, thì hai người bọn họ không thể nào vào đây. Viện điều dưỡng này với viện điều dưỡng khác không giống nhau. Lúc đầu đám người Lâm Thanh Nguyên đến đây, đều là xếp vào quân sự cơ mật. Chỉ là sau này Tần Lạc mặt dày mặt dạn trở thành đồ đệ của Long Vương, hắn mới có thể công khai đi vào vào không bị kết liễu mà thôi. Được, nhưng tôi chỉ có thể mời họ dừng chân ở nhà ngoài thôi. Kiều Mộc nói. Nhà ngoài là nơi lần đầu tiên hắn được mời đến tụ hội với đám chuyên gia y học, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của Ly. Nơi đó còn cách khá xa trung tâm viện điều dưỡng, thậm chí ở giữa còn có bức tường vây ngăn cách. Nhưng, đây đã là quyền hạn lớn nhất của Kiều Mộc rồi. Long tức là một sự tồn tại bí mật, có rất nhiều thứ không thể để cho người ngoài biết được. Mà còn có thể ảnh hưởng đến an nguy của Long Vương, bọn hắn không dám làm bừa. Ngắt điện thoại. Tần Lạc nói với Văn Nhân Mục Nguyệt, bọn họ đến đón em. Văn Nhân Mục Nguyệt tự dưng thở dài, em cũng phải đi rồi. Đúng vậy, hai người bọn họ đã đợi khá lâu rồi. Nơi này thật giống với thế ngoại đào viên, một khi đã bước vào thì chả muốn đi ra nữa. Hai người đi đến phòng khác của nhà ngoài, hai người Mã Duyệt và Văn Nhân Chiếu đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Bởi vì bên cạnh có một người vệ sĩ mặc áo đen đang giám sát chặt chẽ nhìn vào hai người. Ngay cả đến người nghịch ngợm như Văn Nhân Chiếu cũng đành ngồi vậy. Cậu ra ngoài đi. Tần Lạc nói với người đàn ông đồ đen đang đứng giám sát nãy giờ. Người đàn ông này liền cúi xuống, sau đó mới đi ra ngoài. Tất cả vệ sĩ mặc đồ đen ở trong này đều là lính đặc chủng cải trang, không có thiên quân vạn mã thì không cách nào đột phá được viện điều dưỡng này. Nhưng, ở vị trí khẩn yếu như thế này ở Yến Kinh làm sao có thể xuất hiện quân địch ngàn vạn người được? Đợi đến khi người vệ sĩ ra ngoài, mới thấy Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới. Văn Nhân Chiếu hấp tấp đến làm rơi cả cốc trà đậm đặc khó chịu, vẻ mặt vui mừng đến đón, nói. Chị không việc gì chứ? Cậu thiếu niên này chưa từng biết đến mùi vị lo lắng khổ sở là gì, những lời này là giả rồi. Hồi trước mỗi lần nhìn gặp Văn Nhân Mục Nguyệt, nét mặt của hắn rất hồng hào. Còn lần này, nhìn cằm của hắn gầy nhọn, hai hốc mắt hõm sâu. Cặp mắt phượng xinh đẹp kia cũng thiếu đi không ít sức sống. Chị em tình thâm, hắn thật rất lo lắng cho người chị của mình. Không sao. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đại bệnh mới hết đã gặp người thân của mình, tâm tình hẳn là vô cùng dễ chi tám ui. Anh rể, chị của em thật là không sao chứ? Văn Nhân Chiếu xoay người hỏi Tần Lạc. Thấy Tần Lạc không trả lời, khuôn mặt gầy gò của Văn Nhân Chiếu thoáng chốc thấy căng thẳng hỏi ngay, còn có gì sao? Không sao. Tần Lạc bất đắc dĩ trả lời. À, Văn Nhân Chiếu lúc này mới yên lòng. Anh rể nói không việc gì, vậy thì thật không sao. Từ lúc Văn Nhân Mục Nguyệt chúng phải trùng độc, đều là do Tần Lạc lo lắng bận rộn chạy trước chạy sau. Là do hắn chẩn đoán bệnh, là hắn tìm cổ dẫn, cũng là hắn kê đơn thuốc, lại là hắn nhờ người gom góp thuốc. Trong lòng Văn Nhân Chiếu, hình ảnh của anh rể thoáng chốc liền vụt cao lớn, uy mãnh hơn nhiều. Dường như là anh rể không gì không làm được. Cho nên chỉ khi nghe được Tần Lạc khẳng định chị mình không sao, hắn mới thực sự cảm thấy yên tâm. Ít nhất trên phương diện y học, sự tín nhiệm của hắn với Tần Lạc còn hơn rất nhiều Văn Nhân Mục Nguyệt. Mã Duyệt đợi Văn Nhân Chiếu chào hỏi xong, mới tiến lên phía trước nói, tiểu thư, lão gia sai tôi đến đón tiểu thư.
Tôi biết rồi. Văn nhân Mục Nguyệt gật nhẹ đầu. Mọi việc điều tra đến đâu rồi? Tất cả chứng cứ đều hướng về Tần Tung Hoành. Mã Duyệt đáp. Có những chứng cứ nào? Mã Duyệt thuận tay mở chiếc cặp tài liệu ra, từ bên trong lấy ra một chồng tài liệu đưa cho văn nhân Mục Nguyệt. Dường như nàng ta đã đoán trước được việc Mục Nguyệt vừa gặp liền hỏi về công việc. Sau khi nhận chồng tài liệu nhìn qua một lượt, liền nói, xem ra, thái độ làm việc của trí não nhất tổ không nghiêm túc. Xin lỗi, tiểu thư. Mã Duyệt vội vàng xin lỗi. Trí não nhất tổ do nàng ta phụ trách, văn nhân Mục Nguyệt phê bình trí não nhất tổ, chính là đang phê bình người tổ trưởng như nàng ta. Chúng ta đi thôi. Văn nhân Mục Nguyệt không hề nhìn Mã Duyệt cái nào, cứ thế hướng ra ngoài. Tần Lạc và văn nhân Chiếu cùng nhìn nhau, cũng vội bước theo. Đúng lúc Mã Duyệt muốn theo ra ngoài, văn nhân Mục Nguyệt đột ngột dừng bước nói, Mã Duyệt hãy ở lại đây tự kiểm điểm. Vâng, tiểu thư. Vẻ mặt Mã Duyệt không biểu lộ chút gì. Chị, khuôn mặt của văn nhân Chiếu đầy vẻ khó hiểu nhìn văn nhân Mục Nguyệt, không hiểu nổi sao chị lại đưa ra quyết định này. Đến Tần Lạc cũng hết sức ngạc nhiên, sao lại để Mã Duyệt ở lại tự kiểm điểm, không phải là bằng với việc giam giữ, sao? Văn nhân Mục Nguyệt xoay đầu nhìn Tần Lạc, nếu không tiện, em sẽ sắp xếp nơi khác. Không sao, Tần Lạc nói. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Kiều Mộc, nhờ hắn giúp Mã Duyệt tìm một nơi để tự kiểm điểm. Kiều Mộc sẵn sàng đồng ý, phòng trống trong viện điều dưỡng không ít. Để nàng ấy không chết đói lại không chạy được. Chương 594, trợ lý nam số 1. Chị sao có thể bắt ép chị Mã Duyệt như vậy? Chị ấy không phải là trợ lý số 1 của chị sao? Chị, không phải là chị nghi ngờ chị ấy là người hạ độc chị chứ? Chị Mã Duyệt căn bản là không liên quan gì tới chuyện này cả. Lúc chị bị bệnh, đều là chị ấy ở bên chăm sóc chị đấy thôi. Chị nói lời này, không có chị Mã Duyệt, chị ăn cơm sao được. Chị, hiển nhiên, văn nhân Chiếu rất có cảm tình với Mã Duyệt. Trên đường đều một mực bênh vực cho Mã Duyệt. Đích thực một thời gian dài, Mã Duyệt đã giống như một thành viên của gia tộc văn nhân. Ngoài Tần Lạc, nàng ta và Thủy Bá là người khác họ tiếp xúc nhiều nhất với gia tộc văn nhân. Nhưng văn nhân Mục Nguyệt vẫn giống như là không nghe thấy em mình nói gì, chỉ chú tâm nhìn tài liệu trong tay. Số tài liệu này là do người lái xe cung cấp, người đàn ông trung niên với bộ mặt hiền lành này vậy mà vẫn đảm nhiệm trọng trách lớn như vậy. Tần Lạc lại một lần nữa cảm thán thân phận của văn nhân Mục Nguyệt như ngọa hổ tàng long, có thể có được thành tựu khác thường như ngày hôm nay một chút không đơn giản. Có chứng cứ, Tần Lạc hỏi. Tuy sự cầu xin của văn nhân Chiếu là xuất phát từ cảm tính nhưng câu nói này của hắn rất đúng, không có chị Mã Duyệt, chỉ có thể ăn cơm sao? Chỉ có tự mình trải qua mới hiểu. Mới đủ lý lẽ giải thích Mã Duyệt đối với văn nhân Mục Nguyệt là như thế nào. Tay trái, tay phải, não, tim, hay là bộ phận khác? Trong nhiều năm, mọi việc ăn ở đi lại, kinh doanh, bàn bạc hợp tác của văn nhân Mục Nguyệt đều là do một tay của Mã Duyệt sắp xếp. Không có người trợ lý này, cuộc sống của Mục Nguyệt có lẽ sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn một thời gian. Ít nhất thì người mới cũng không thể bằng Mã Duyệt đủ nhanh nhạy hiểu hết tâm tư, dụng ý của văn nhân Mục Nguyệt. 593,600. Nhưng văn nhân Mục Nguyệt không hề do dự cắt đứt với nàng ta. Văn nhân Mục Nguyệt làm vậy, nhất định là trong tay đang nắm rất nhiều chứng cứ. Tần Lạc vốn muốn ngó nhìn sấp tài liệu trong tay văn nhân Mục Nguyệt thu thập được rốt cuộc là cái gì. Nhưng đối phương không hề có yêu cầu này, hắn thật sự cũng không muốn vô duyên như vậy. Nhiều lúc, Tần Lạc vẫn rất ngượng ngùng xấu hổ. Đặc biệt là có mỹ nữ trước mặt, biểu hiện này càng được thể hiện rõ rệt. Bạn đã từng thấy Tần Lạc bị đàn ông bắt nạt chưa? Không có đâu. Hắn chỉ cho phụ nữ bắt nạt thôi. Không có. Văn nhân Mục Nguyệt đóng lại sấp tài liệu, sau đó liền cho vào một cái cặp tài liệu bên cạnh, dùng sợi dây quấn chặt lại. Không có. Tần Lạc mở to cả hai mắt nhìn. Không có, em để nàng ta ở lại. Chỉ là hoài nghi. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Chỉ là hoài nghi, Tần Lạc lại bị đả kích. Nếu nghi ngờ của em không đúng. Văn nhân Mục Nguyệt nghĩ lát, rồi nói không biết. Không biết, nghi ngờ của em chưa bao giờ không chính xác. Tần Lạc cảm thấy văn nhân Mục Nguyệt lúc bị bệnh còn đáng yêu hơn, không nói nhiều, người khác nói cái gì cũng đều tin, hơi ngốc nghếch. Bệnh vừa mới khỏi, đã đầy bá khí quyết tâm cắt đứt như vậy. Càng gay gâu hơn, bị nàng phản bác như vậy, Tần Lạc vậy mà một câu cũng không thể thốt lên được. Tha cường nhâm tha cường, Minh Nguyệt chiếu đại giang, luôn phải có ý chí kiên cường để giành chiến thắng.
đây là câu khẩu hiệu của tiểu thụ nam. Bất luận là Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết hay là Tần Lạc hiện tại đều là nhân vật đại biểu cho phương diện này. Em vì sao hoài nghi nàng ta? Bởi vì mỗi một thứ gửi đến văn phòng em đều được nàng ấy kiểm tra lai lịch rõ ràng. Còn cái chậu hoa này thì không làm. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Là vậy, để ngăn ngừa gián điệp thương mại ghi hình và nghe lén, những công ty và tập đoàn lớn đối với việc xét duyệt và giám sát văn phòng tổng là vô cùng chặt chẽ. Bất cứ đồ vật thế nào muốn được đưa đến văn phòng đều phải tiến hành điều tra tung tích. Với sự chuyên nghiệp của Mã Duyệt, không thể nào lại có sự sơ suất này. Nếu là nàng ta tiến hành kiểm tra lai lịch, biết chậu hoa này là của Tần Tung Hoành đưa tới, liệu nàng ta có còn để nó bên cửa sổ không? Nghe lời nói của văn nhân Mục Nguyệt, văn nhân Chiếu càng nóng nảy, chỉ có thể kéo chuyện đó ra mà nghi ngờ chị Mã Duyệt. Thế thì tượng Phật đó cũng là do em cầm lấy của anh Tần, sao không nghi ngờ em? Em còn đáng tình nghi hơn chị ấy cơ mà. Em là em của chị. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Chị quá độc đoán. Chị Mã Duyệt là do ông lựa chọn làm trợ lý cho chị. Lẽ nào chị cũng nghi ngờ mắt nhìn người của ông là sai. Cứ cho là chị tạm giữ chị ấy lại thì trước tiên cũng phải nói một tiếng cho ông mà. Nhìn thấy văn nhân Chiếu cật lực tranh cãi vậy, Tần Lạc liền hiểu, xem ra tên tiểu tử này với Mã Duyệt có tình cảm khác. Dù sao, tuổi tác của Mã Duyệt cũng lớn hơn văn nhân Chiếu nhiều. Mà dáng người rất đầy đặn, đây đúng là loại thục nữ mà những kẻ si tình như văn nhân Chiếu đều si mê. Câm mồm! Văn nhân Mục Nguyệt nói. Cái miệng của văn nhân Chiếu vừa định mở to hơn nữa, cuối cùng không dám mở miệng cầu xin nữa. Chỉ dám nhìn sang Tần Lạc, hắn biết chị mình nhất định sẽ không nói hai từ câm mồm với Tần Lạc. Nhưng những lời Tần Lạc nói ra làm hắn quá là thất vọng. Bởi vì Tần Lạc đã đứng về phía văn nhân Mục Nguyệt. Nếu là nghi ngờ, thì cũng không dám tin tưởng. Thời khắc mấu chốt này, có thể để một đối tượng tình nghi sang một bên đích thực rất có lợi. Nhưng nàng ta lại là trợ thủ đắc lực nhất của em. Nàng ta không ở đây, bên cạnh em còn người đáng tin không? Có lẽ có, mà cũng có lẽ không. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Là sao? Tần Lạc hỏi. Sự vụ hàng ngày của em đều do trí não nhất tổ phụ trách xử lý. Nhưng trí não nhất tổ là do Mã Duyệt chủ quản. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Mã Duyệt đáng nghi, vậy thì toàn bộ nhất tổ cũng không dùng được. Vậy thì phải làm sao? Tần Lạc lo lắng. Nếu anh giúp, tình hình sẽ tốt hơn. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Anh, Tần Lạc không khỏi kinh ngạc thốt lên. Các em toàn chơi trò trí tuệ cao, anh sợ là không hợp. Đúng thế, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Tần Lạc có cảm giác chỉ muốn đập đầu vào tường ngay giờ. Có cần phải ngay trước mặt người ta mà khinh dễ không? Nàng ta thật là quá thẳng thắn. Em muốn anh làm gì, thì anh làm nấy. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Anh không cần suy nghĩ, chỉ cần nghe theo. Trầm mặc một lúc, văn nhân Mục Nguyệt lại bổ sung thêm một câu, anh chỉ cần chấp hành nhiệm vụ như một cái máy là tốt rồi. Được không? Tần Lạc cuối cùng cũng hiểu. Việc nàng ta ghi hận vượt quá xa so với dự liệu của hắn. Không làm, Tần Lạc nói. Hắn không muốn đi làm một người máy. Hơn nữa, có người máy thông minh sống động tràn đầy tình người như hắn không? Văn nhân Mục Nguyệt quay sang nhìn Tần Lạc. Con mắt sáng lấp lánh như hai ngôi sao ẩn chưa biết bao tình cảm. Em gần đây rất bận, không có thời gian. Trong lòng Tần Lạc cảm thấy đôi chút siêu lòng, dường như vẫn chưa hoàn toàn bị khuất phục. Văn nhân Mục Nguyệt dựa sát vào Tần Lạc rồi kề miệng vào tai hắn thì thầm mấy câu. Thật à, Tần Lạc thoáng chốc mở to cả mắt, nhìn văn nhân Mục Nguyệt một cách không thể tưởng tượng nổi, hỏi nàng. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Tần Lạc nuốt nước bọt, rồi nói, được rồi. Chuyện của anh thật ra không quá gấp, chuyện của em cần phải giúp hơn, vậy anh sẽ làm trợ lý nam số 1 cho em. Chị, anh rể, hai người đang nói gì thế? Vẻ mặt của văn nhân Chiếu mù tịt. Hắn đối với việc hai người thì thầm sau lưng hắn tất phải có ý kiến rồi. Chiếc xe sang trọng Rolls-Royce không có quay về chỗ ở của gia tộc văn nhân trên đường Thiên Nữ, cũng không đi vào bãi đỗ xe dành cho thượng khách của cao ốc Hoàn Cầu Tổng Bộ Tập đoàn Văn Nhân ở đó. Mà cũng không quay về Sơn Trang Ánh Nguyệt mà văn nhân Mục Nguyệt một mình ở. Mà lại đến một nơi mà Tần Lạc chưa từng đến. Là phủ đệ. Đây là nơi dành cho Cách Cách và Bối Lạc. Bây giờ đã được sửa sang lại. Ngoài việc thêm một số thiết bị hiện đại, còn về mọi thứ xung quanh đều được giữ y nguyên như vẻ đặc sắc vốn có của nó. Nhưng những viên gạch trên tường đều được quét một nước sơn mới, đã che mất đi 100 năm bền bỉ trong phong sương của nó.
đây là nơi nào giấu lớn? Tần Lạc hỏi. Đây là quả viên. Một người đàn ông trung niên đeo kính đáp. Dáng người ông ta gầy gò, người cao, mặc một bộ đồ tây màu đen rất vừa người và một chiếc cà vạt có đường vân tối. Trên trán lại có một nốt ruồi to đen, trên nốt ruồi còn mọc lên vài sợi lông màu vàng. Đập vào mắt người khác một ấn tượng khó quên. Theo sau ông ta còn có hai người đàn ông trung niên khác, đều đeo kính, cảm giác rất nho nhã lịch sự. Quả nhiên là mấy người này ra đón tiếp văn nhân Mục Nguyệt. Ông ấy là quả vương, phụ trách trí não tam tổ. Văn nhân Mục Nguyệt giới thiệu ngắn gọn về người đàn ông này cho Tần Lạc. Mà nàng ta chỉ giới thiệu một phía, còn về thân phận Tần Lạc thì không hề nói. Trí não tam tổ, Tần Lạc vẻ mặt khó hiểu. Hắn chỉ biết văn nhân Mục Nguyệt có trí não nhất tổ và trí não nhị tổ thôi. Trí não nhất tổ phụ trách công việc quan trọng như kinh doanh, cung cấp cho nàng ta những số liệu quan trọng và phân tích tính khả thi của mỗi dự án đầu tư và kế hoạch thu mua. So sánh như cơ quan của văn nhân Mục Nguyệt, là trung tâm của mọi công việc. Nhưng hiện nay người phụ trách của cái tổ này đã bị khóa lại. Và trí não nhị tổ phụ trách bảo vệ an toàn, bảo vệ sức khỏe, đi lại, theo dõi hay đuổi giết kẻ địch cho văn nhân Mục Nguyệt. Thậm chí là còn bao gồm một số nhiệm vụ khác. Những cái này không phải là chuyện Tần Lạc có khả năng biết. Nhưng mà còn trí não tam tổ là sao? Chúng tôi là thuộc hạ của lão chủ tịch. Quả vương vừa cười vừa nói. Bình thường sẽ không liên quan gì đến tập đoàn, nhưng sẽ vẫn phụ trợ giúp đỡ tiểu thư. Vẻ mặt quả vương lúc nói những lời này xong cũng y hệt như hai người đằng sau khó có thể che giấu nổi sự tự đắc. Hiển nhiên, bọn hắn tự cho mình trực tiếp chính thống làm việc dưới lão gia văn nhân đình là vô cùng tự hào. Không ngờ văn nhân đình rút lui đã vài năm, vậy mà còn nắm chắc được lực lượng như vậy. Nhưng ông ta đã chuyển lại vị trí văn nhân gia chủ cho văn nhân Mục Nguyệt, tại sao lại còn một mình nuôi dưỡng đám người này? Tại không yên tâm với năng lực của văn nhân Mục Nguyệt, hay là đề phòng người khác có dụng tâm? Nháy mắt, Tần Lạc đột nhiên liền phát hiện bản thân không thể nhìn ra được ông lão với vẻ mặt hiền lành, yêu kéo tay hắn hay nói những lời thân thiết này nữa. Người đã đưa đến chưa? Văn nhân Mục Nguyệt không biết trong lòng Tần Lạc đang nghĩ những gì, vừa bước nhanh vào bên trong, vừa cất tiếng hỏi. Chương 595, sức hấp dẫn của ác ma. Đưa thiếu gia đi uống trà, văn nhân Mục Nguyệt dặn. Vâng, tiểu thư. Một người đàn ông sau lưng quả vương đáp. Hắn đến trước mặt văn nhân chiếu, giơ tay mời, thiếu gia, chúng tôi ở đây có phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ đưa cậu đi dùng trà và một ít điểm tâm. Không cần, văn nhân chiếu liền cự tuyệt. Hắn lại nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, chị, em muốn đi cùng chị. Em muốn biết chị đang làm gì. Không được. Văn nhân Mục Nguyệt còn thẳng thắn hơn hắn, càng khó nói tình lý. Tại sao không được? Không có lý do, văn nhân Mục Nguyệt nói. Nàng không muốn em mình tham gia vào những việc phức tạp thậm chí có thể nói là bẩn thỉu. Hơn nữa, văn nhân Mục Nguyệt cũng không coi hắn là nhân vật đủ sức tham gia vào loại chuyện này. Nếu trước mặt mà có bạo lực có kẻ hung ác nói không chừng còn dọa cho tên nhát gan như hắn nhảy lên mấy lần ấy chứ. Sau đó dễ chừng sụt sùi kéo tay áo người khác mà chùi nước mắt cũng nên. Nhưng, anh rể không phải là nói muốn em trở thành một người đàn ông sao? Nhưng nếu chị cái gì cũng không thèm dạy em làm thế nào mà trưởng thành được? Cái gì chị cũng không cho em làm, em mãi mãi sẽ không biết làm. Văn nhân chiếu đáng thương nhìn Tần Lạc, nói tiếp, em lúc nào mới có đủ sức để bảo vệ chị như anh rể đây? Anh rể, nghe cách gọi của văn nhân chiếu, quả vương và mấy trợ thủ của ông ta vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Chả trách, tiểu thư không giới thiệu thân phận của tên thanh niên mặc áo dài truyền thống cổ quái cho bọn hắn biết. Hóa ra là hai người có mối quan hệ rất gần gũi như vậy. Bọn hắn đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, không cần phải tôn kính bất cứ kẻ nào, cũng chả cần phải để bất cứ ai trong mắt làm gì. Nhưng, bọn hắn phải tôn kính người của văn nhân. Sự ủng hộ và tín nhiệm của gia tộc văn nhân là nguyên do để bọn hắn duy trì loại kiêu ngạo này. Mấy người một lần nữa nhìn lại Tần Lạc, ánh mắt có chút thay đổi. Anh rể, anh giúp em nói vài lời đi. Văn nhân chiếu lần nữa van nài. Chút lý lẽ này Tần Lạc cũng đành chịu, nói với văn nhân Mục Nguyệt vài câu, văn nhân chiếu cũng không còn nhỏ nữa, mà những chuyện này cũng nên dần dần dạy nó. Hay là để nó cùng vào. Văn nhân Mục Nguyệt không có đồng ý, nhưng cũng chẳng phản đối. Chỉ cất bước vào bên trong. Văn nhân chiếu liền cười hi hi, nháy mắt với Tần Lạc, rồi liền theo sau Tần Lạc như một cái đuôi. Trên đường đi vào,
Tần Lạc phát hiện thiết bị bảo vệ trong này vô cùng tinh vi, giống như là một căn cứ bí mật của quân đội. Dưới sự dẫn đầu của Quả Vương, đám người văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc đi xuyên qua một khu vườn đầy hoa và một hành lang dài theo kiểu cổ xưa. Sau đó dừng lại trước cửa một dãy nhiều gian phòng kết cấu bằng gỗ. Một người đàn ông đằng sau Quả Vương vội lách người đi lên trước, hắn gõ cửa một trong những gian phòng đó. Cửa phòng kéo kẹt mở ra, ngay đằng sau cánh cửa là một người đàn ông bận đồ đen nghiêng mình đứng một bên. Tần Lạc không biết những người này đang làm cái quỷ gì, nhưng nghĩ đến văn nhân Mục Nguyệt sẽ không bán hắn đi chứ. Do vậy, hắn cũng theo sau bước vào phòng. Trong phòng có ba người, hai người bận đồ đen thận trọng đứng một bên. Xem ra là nhân viên theo dõi của Quả Viên. Còn một người đang ngồi. Một đứa trẻ. Một tiểu hòa thượng mặc đồ tăng y. Thằng bé khoanh chân ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại, hai tay chắp thành chữ thập, mồm không ngừng lẩm bẩm niệm. Có người vào cũng không liếc nhìn, cứ như là không nghe thấy gì vậy. Tiểu hòa thượng bướng bỉnh vô cùng. Sau khi đưa đến, không ăn không uống, không ngủ, cứ ngồi như vậy. Quả Vương nói, tôi lo là nó có chuyện gì, nên để người ở bên cạnh. Tiểu hòa thượng này đến đây bao lâu rồi? Tần Lạc hỏi. 2 tháng. Quả Vương kính cẩn trả lời. Thế cũng không đi vệ sinh. Chấm, cái này tất nhiên là có. Quả Vương đáp. Vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Tần Lạc nói. Ít nhất nó cũng sẽ không chủ động tìm cái chết, trừ khi chết đói chết khát. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn tiểu hòa thượng hỏi, tìm thấy ở đâu? Hàn Ý Tự. Cậu ta tên gì? Nó không nói. Chỉ có mình cậu ta. Nó còn có một sư phụ. Nhưng khi chúng tôi đến, sư phụ của nó đã bị bắn chết rồi. Đúng vào não, Quả Vương nói. Chúng tôi tìm thấy nó ở trong phòng chứa củi. Nó nhìn thấy hung thủ không? Nó không nói, chúng tôi cũng không hỏi kỹ nữa. Tiểu thư không đến, thực chúng tôi cũng không còn cách nào xét hỏi nữa. Quả Vương nhìn văn nhân Mục Nguyệt một cái nói. Không có sự cho phép của văn nhân Mục Nguyệt, bọn hắn không thể dùng cực hình bức cung được. Văn nhân Mục Nguyệt quay người nhìn sang Quả Vương nói, như vậy, tôi có thể thấy gì? Mấy người liệu có thể đưa cho tôi tin tức gì hữu dụng đây? Quả Vương lúng túng, khó xử. Không ngờ tiểu chủ này còn khó hầu hạ hơn lão chủ nhân trước. Hắn liếc nhìn Tần Lạc nói, là do chúng tôi không làm tròn bổn phận. Mời tiểu thư đến phòng trước nghỉ ngơi, nửa tiếng đồng hồ sau liền sẽ có kết quả. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu, quay người đi ra bên ngoài. Tần Lạc vốn dĩ muốn theo sau, nhưng nghĩ một lát dừng lại nói với Quả Vương, có thể cho tôi nói chuyện với tiểu hòa thượng này không? Nếu như là không biết thân phận của Tần Lạc, Quả Vương nhất định không hề do dự mà từ chối. Đây là việc của Tam Tổ. Lúc Tam Tổ bức cung không hề thích kẻ nào bên ngoài nhúng tay vào. Nhưng, thời nào vua nấy, hắn không có lý do để đắc tội với chủ nhân tương lai này. Do vậy Quả Vương sảng khoái đáp ứng, cười cười nói, được rồi. Làm phiền cậu rồi, nhưng hãy nhanh lên chút, chúng tôi chỉ có nửa tiếng thôi. Tôi chỉ nói chuyện với cậu ta 10 phút thôi. Tần Lạc nói, nếu trong 10 phút không có kết quả thì thời gian còn lại sẽ để các ông. Đa tạ. Quả Vương đồng ý, rồi vẫy vẫy tay, toàn bộ người trong phòng lập tức đi ra. Anh rể, em cũng phải ra ngoài. Văn nhân Chiếu đứng ở cửa không biết là nên đi hay ở lại. Đóng cửa lại. Tần Lạc quét mắt nhìn hắn. Văn nhân Chiếu liền đáp ứng. Dừng lại một lại còn nói tiếp, nhưng anh rể, em đóng cửa ở bên trong hay là đóng cửa từ bên ngoài? Thật sự là lúc này, Tần Lạc chỉ muốn đánh hắn một cái. Cái tên ngu ngốc này thường ngày ăn những thứ tổ yến cá bổ đến thế giờ đâu hết rồi. Tại sao lại ngu xuẩn đến mức này? Tần Lạc nghĩ, có lẽ bởi vì văn nhân Mục Nguyệt quá thông minh chăng, cho nên mới có một đứa em ngốc nghếch như vậy. Cậu ở lại được, Tần Lạc nóng nảy nói. À, văn nhân Chiếu lúc này mới cười hì hì đóng cửa phòng lại, chạy ngay đến bên cạnh Tần Lạc. Tần Lạc kéo một chiếc ghế đến trước mặt tiểu hòa thượng này, cười nói, uống không? Hòa thượng không trả lời. Tiếp tục Nam Mô A Di Đà Phật. Tần Lạc cũng không thèm để ý, nói với văn nhân Chiếu, mang 2 cốc trà tới. Văn nhân Chiếu rốt cục cũng có việc có thể làm được, hấp tấp mang tới cho Hòa Thượng và Tần Lạc. Mấy ngày trước có người khuyên tôi nên tin Thượng Đế. Cậu nói xem, tôi nên tin Thượng Đế hay là tin vào Phật Tổ? Tần Lạc lúc này không khác gì một đứa trẻ vô cùng tò mò, hỏi một vấn đề hết sức ngu ngơ. Nếu Thượng Đế và Phật Tổ đánh nhau, ai sẽ lợi hại hơn nhỉ? Đây là vấn đề Tần Lạc nghi ngờ.
Người tin vào Thượng Đế cho rằng Thượng Đế là thần linh cường đại nhất, còn người theo Phật Tổ sẽ cho rằng Phật Tổ không gì không thể. Nếu hai vị thần bởi vì lời nói mà đấu nhau, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Tần Lạc đã từng hỏi Tần Tranh, nhưng Tần Tranh không có trả lời, chỉ cầm một miếng gỗ đánh vào lòng bàn tay Tần Lạc. Cái này làm Tần Lạc hiểu một điều. Người lớn không phải cái gì cũng biết. Trẻ con tốt nhất là không nên hỏi người lớn những vấn đề quá khó. Nếu không người lớn không trả lời được sẽ thấy rất mất mặt, ngược lại người hỏi sẽ bị xui xẻo liền. Tiểu Hòa Thượng vẫn không đáp, cũng không nhận cốc trà của Văn Nhân Chiếu. Người xuất gia không phải là phổ độ chúng sinh sao? Cậu sao lai không muốn độ cho tôi? Tần Lạc cười cười. Kinh văn của Hòa Thượng nháy mắt liền đứt đoạn, rất nhanh liền tiếp tục. Tần Lạc bưng chén trà nhấp một ngụm, cười nói, tin vào Thượng Đế, không nhận được sự bảo vệ của Thượng Đế. Tin vào Phật Tổ, liệu có thể nhận được sự bảo vệ của Phật Tổ? Thấy Tiểu Hòa Thượng vẫn không trả lời, Tần Lạc cười cười, xem ra cậu tin rằng Phật Tổ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu. Tôi khuyên cậu đừng nghĩ vậy. Lúc đó cái tên gia hỏa tin vào Thượng Đế đó cũng cho rằng bản thân có thể lên được thiên đường. Kết quả bị tôi cho một phát đạn vào đùi mới tỉnh ngộ ra. Có lúc, kẻ cầm súng trong tay còn đáng tin hơn cả Thượng Đế. Bộp, Tần Lạc liền cho một cái tát vào mặt của Hòa Thượng. Kinh văn của Tiểu Hòa Thượng lập tức ngừng lại, cuối cùng cũng phải mở to mắt nhìn Tần Lạc một cái. Sáng, thanh tịnh. Tần Lạc rất thích đôi mắt này. Giữa trần thế này thật khó nhìn thấy. Vì vậy, càng không nỡ lòng để hắn bị người ta làm tổn thương. Cậu phải chăng là đã ôm quyết tâm chết, chuẩn bị đi theo sư phụ? Tần Lạc hỏi. Sư phụ đã đi theo Phật Tổ, còn tôi sẽ hiếu thuận đi theo sư phụ. Hòa Thượng cuối cùng đã mở miệng nói. Sống, tôi chỉ có một mình. Sau khi chết, tôi còn có sư phụ. Chết là giải thoát. Ngu xuẩn, Tần Lạc mắng. Ai bảo với cậu, cậu chết thì nhất định sẽ gặp sư phụ. Nếu là vậy, sao lúc sư phụ cậu chết không kéo cậu theo cùng? Nếu tôi đoán không sai, ông ấy biết đại họa sẽ đến nên mới để cho cậu trốn đi trước. Không thì, cậu làm sao mà trốn thoát khỏi sự truy sát của sát thủ? Giọng Tiểu Hòa Thượng như bị nghẹn lại, cả thân thể cứng đờ ngồi đó. Tiểu Đồ pháp danh Vô Phong, không họ không tên, không cha không mẹ. Là đứa trẻ do tôi nhặt về. Nó từ nhỏ đã theo bên cạnh tôi, biết hái lá chè, biết sao chè, còn biết đun trà ngon thế nào, nếu như đại thiếu gia không chê, về sau hãy để nó phục dịch cho cậu. Ông muốn ta cho hắn một con đường sống. Oan có đầu nợ có chủ, ác nhân của ai, thì phải do người đó gánh ác quả của mình. Đại thiếu gia tin Phật, hẳn là hiểu rõ đạo lý này. Đây là lần cuối cùng hắn nghe thấy giọng nói của sư phụ. Đúng vậy, mạng của hắn là do sư phụ cứu. Một mạng đổi một mạng. Dùng mạng của bản thân, đi trả nợ. Mặc dù Tiểu Hòa Thượng không biết sư phụ phải trả món nợ gì. Nhưng hắn biết sư phụ làm vậy chắc chắn phải có lý do. Hắn hỏi bất cứ điều gì, sư phụ đều có thể trả lời hắn. Dường như trên thế gian này chả có vấn đề nào có thể làm khó được sư phụ hắn. Nhìn cảm xúc trên khuôn mặt Tiểu Hòa Thượng, Tần Lạc càng biết rõ mình đã tìm được điểm cốt yếu. Trên mặt Tần Lạc tràn ngập bi phẫn, xúc động hỏi Tiểu Hòa Thượng, có lẽ người xuất gia các cậu cho rằng mọi sự đều là không. Nhưng, với phàm nhân có thù không báo thì không phải là quân tử. Đặc biệt loại huyết hải thâm cừu giết sư phụ giết cha này, bất luận thế nào cũng không thể tha cho kẻ địch. Quên cừu hận chính là không biết cảm ơn. Lẽ nào cậu vẫn không muốn nói ra hung thủ là ai? Lẽ nào cậu không muốn báo thù cho sư phụ? Tôi sẽ vẽ, Tiểu Hòa Thượng mơ hồ nói. Phù, trong nội tâm Tần Lạc liền thở phào một hơi. 10 năm thanh độ Phật Pháp, không bằng 10 phút hấp dẫn ác ý của Sa Tăng. Cừu hận chính là sự hấp dẫn lớn nhất trên thế giới, không ai có thể kháng cự. Chương 596, anh nói anh yêu em tin không? Tần Lạc gõ cửa, giọng của Văn Nhân Mục Nguyệt truyền ra ngoài, nói, vào đi. Đẩy cửa vào, thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang đứng tựa vào cửa sổ ngắm nhìn những con cá chép trong ao. Tiểu thư, có kết quả rồi. Quả vương liền nói to thông báo. Văn Nhân Mục Nguyệt liền quay người, nhìn đến mấy người của văn phòng có tư cách bước vào gian phòng trang nhã này. Tần Lạc đưa bức tranh trong tay rồi nói, đây là hung thủ Tiểu Hòa Thượng vẽ. Văn Nhân Mục Nguyệt liền mở bức tranh ra nhìn chằm chằm rồi nói, chuẩn bị xe. Chị, chúng ta đi đâu đây? Văn Nhân Chiếu hỏi. Số 1 Thiên Ba Phủ. Tìm Tần Đại Ca, Văn Nhân Chiếu nghi ngờ hỏi. Nghĩ ngợi một chút,
đột nhiên kinh ngạc hét to, "A, em nhớ ra rồi. Người trong bức tranh không phải là Tần đại ca chứ?" Tần Lạc vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, liền khen ngợi, "Cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi. Anh còn tưởng phải đến khi chúng ta tìm hắn mặt đối mặt cậu mới biết người trong bức tranh là ai. Đó là trình độ vẽ tranh của tiểu hòa thượng quá kém chứ. Mặt của Tần đại ca có nhỏ thế này đâu. Hơn nữa lông mày cũng không giống, còn cả miệng nữa." Ai, Tần Lạc thở dài một hơi, hắn lúc đầu cứ tưởng đưa tên tiểu tử này bên cạnh, sau một lần hun đúc thì có thể biến nó thành người dùng được. Bây giờ xem ra cách nghĩ của bản thân thật quá ngây thơ rồi. Thiếu Hoa, cái danh này đúng là không sai tí nào. Vấn đề là tên tiểu tử này không chỉ là tên si tình mà còn rất ngu đần. Số 1 Thiên Ba Phủ là khu đất tư nhân của Tần Tung Hoành, và cũng là căn cứ chính hắn thường gọi bạn bè kết phái ở đây. Ở cửa tiếp khách nhìn thấy một hàng dài xe chậm rãi chạy qua, trong đó có một chiếc Rolls-Royce độc nhất vô nhị ở Yến Kinh lập tức liền báo vào ban quản lý. Người quản lý không dám chậm trễ, đích thân chạy tới chỗ Tần Tung Hoành báo cáo. Mục Nguyệt đến, Tần Tung Hoành thả rơi quân cờ trong tay xuống, cười nói, muộn hơn dự đoán 2 ngày. Điền Loan ném quân cờ màu trắng vào hộp ngọc, ung dung rút từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hắn hung hăng thở ra một hơi, cười, nghe người Tần gia nói, nàng ta được thằng tiểu tử Tần Lạc bế vào trong viện điều dưỡng. Cảnh đẹp, người đẹp, hai người tình chàng ý thiếp, tình cảm sâu đậm, còn tâm tư đâu mà đi lo chuyện bên ngoài. Đại thiếu gia, anh nói văn nhân Mục Nguyệt còn là gái trinh hay không? Cược một điếu thuốc Trung Nam Hải lấy một điếu gấu mèo, tôi đoán không phải. Tên Tần Lạc này không phải là đèn đã cạn dầu. Anh xem bên cạnh hắn có bao nhiêu là đàn bà. Ngay cả Lệ Khuynh Thành người tôi thích cũng từng có quan hệ với tên tiểu tử này. Tần Tung Hoành lập tức trừng mắt nhìn hắn, nói, lần cuối cùng tao nhắc nhở mày, Mục Nguyệt. Vâng vâng, tôi sai rồi. Điền Loa liên mồm xin lỗi, Mục Nguyệt là người con gái đại thiếu gia thích. Tôi tất nhiên là phải luôn tôn trọng nàng ấy. Ôi, đại thiếu gia, cách thưởng thức phụ nữ của hai chúng ta thật quá khác nhau. Tôi thích phụ nữ lẳng lơ, giống như là Lệ Khuynh Thành ấy. Loại đàn bà này trên giường có thể hưởng thụ đủ loại tư vị. Còn văn nhân Mục Nguyệt có gì hay nhỉ? Cởi sạch đồ cũng. Nói chưa hết câu, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tần Tung Hoành, Điền Loa biết điều câm mồm lại. Hắn ngồi chồm hổm trên ghế đá y như con chó Nhật đang nhe răng nhếch mép cười với Tần Tung Hoành. Đi thôi, Mục Nguyệt khó lắm mới đến chỗ tôi một chuyến, phải nhanh ra ngoài đón tiếp. Tần Tung Hoành đi ra bên ngoài. Đại thiếu gia, không phải cái mồm tôi thối. Anh cũng rõ, người ta kéo đến là hỏi tội. Biểu hiện của chúng ta càng vui mừng thế nào vẫn là bị cái mông hủi đè vào mặt thôi. Điền Loa vừa nói vừa cố bước nhanh theo sau. Lúc Tần Tung Hoành đưa Điền Loa đến phòng khách, đã thấy phòng khách đông nghịt người. Văn nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc, văn nhân Chiếu, Đại Đầu, còn có những tinh anh trụ cột của Trí Não Tam Tổ. Chỉ có văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc là đang ngồi, còn có những người khác là giữ đúng phép tắc đứng ở góc phòng. Tần Tung Hoành hiểu ngay lý do đến đây của bọn họ, cười ha ha nói, Mục Nguyệt, đây là lần đầu tiên em đến số 1 Thiên Ba Phủ phải không? Đúng vậy, văn nhân Mục Nguyệt đáp. Tần Tung Hoành quét mắt nhìn một lượt đám người Tần Lạc, với giọng trêu đùa, mang theo nhiều người thế này, tôi lo không nổi bữa cơm tối đâu. Không cần anh lo, văn nhân Mục Nguyệt nói một cách lạnh lùng, tôi đến đây là muốn có một đáp án. Có chuyện gì, em nói đi. Tần Tung Hoành ngồi xuống sofa đối diện Mục Nguyệt, cười tít mắt nhìn nàng ta hỏi. Có phải là anh không? Là ý gì? Văn nhân Mục Nguyệt đưa bức tranh ho hắn. Tần Tung Hoành nhìn vào bức tranh rồi nói, đây là anh. Bức tranh này rất giống. Tần Lạc cười ha ha nhìn sang văn nhân Chiếu, tên tiểu tử này vừa nãy còn trách người ta vẽ xấu. Do hòa thượng của Hàn Ý tự vẽ, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Tung Hoành gật đầu, hỏi lại, là Vô Phong phải không? Vẻ mặt văn nhân Mục Nguyệt thản nhiên hỏi tiếp, anh biết hòa thượng. Anh đã từng gặp, nó không chỉ biết vẽ, còn pha trà rất tuyệt, đồ ăn chay rất sướng miệng. Vì sao tha nó? Bởi vì sư phụ nó van xin. Tần Tung Hoành nói tiếp, anh biết thế nào bọn em cũng sẽ tới tận đây. Chỉ bằng để nó sống, có lẽ sẽ đưa các em được ít manh mối. Anh biết sư phụ hòa thượng. Anh quen biết Vô Ý đại sư đã nhiều năm, cũng có thể coi nhau là bạn bè. Vô Ý đại sư đã chết, văn nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, một cử động cũng không. Là do anh giết, Tần Tung Hoành thẳng thắn nói. Sao lại giết ông ta? Vô Ý đại sư là bạn của anh, Hàn Ý tự cũng là anh quyên tiền tu sửa.
Tượng Phật làm em bị trúng cổ độc là anh lấy về Hàn Ý Tự. Bây giờ ông ta chết rồi. Anh giết ông ấy, nếu theo tư duy của người bình thường thì chính là anh đang giết người diệt khẩu che giấu chân tướng. Lẽ nào không phải, giọng nói của văn nhân Mục Nguyệt thật sắc bén. Bây giờ không phải có còn là vấn đề, mà lời anh nói em tin hay không. Tần Tung Hoành nói, anh và Vô Ý Đại Sư là bạn bè. Anh tin ông ấy chịu ảnh hưởng của Phật, nhưng ông ta lại bị người khác sai khiến lập âm mưu hãm hại em, đưa anh vào một tình thế không lối thoát. Anh giết ông ta, bởi vì anh căm ghét kẻ nào phản bội anh. Tất cả các tài liệu đều hướng về anh, đều chứng minh anh là hung thủ đứng đằng sau. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vì thế anh mới nói đây là tình thế chết người, vô cùng hoàn mỹ. Không có bất kỳ sơ hở nào. Tần Tung Hoành đành nhún vai cười khổ. Tất nhất đừng làm mặt vô tội vậy. Tần Lạc chế giễu hắn. Tần Tung Hoành không thèm để ý đến châm chọc của Tần Lạc, đôi mắt sáng rực của hắn chỉ dán chặt vào văn nhân Mục Nguyệt, nói, Mục Nguyệt, anh nói anh yêu em tin không? Chương 597, anh đúng là nhận được một người cha tốt thật. Anh nói anh yêu em tin không? Đó là lời tỏ tình, một lời tỏ tình không hề che đậy. Tần Lạc không ngờ Tần Tung Hoành đột nhiên lại nói vậy. Vẻ mặt của văn nhân Mục Nguyệt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nàng ta biết Tần Tung Hoành thích mình, từ lâu đã biết rồi. Chính vì nguyên nhân này nên khi làm đại thọ 80 tuổi của Tần lão gia mới kéo Tần Lạc làm, bạn trai tạm thời của nàng. Nhưng, Tần Tung Hoành trước đó rất kín đáo bày tỏ tình cảm của mình. Dù sao, với thân phận của bọn họ thì cần phải coi trọng thể diện của bản thân. Hơn nữa, Tần Tung Hoành là một kẻ rất thông minh. Hắn biết nếu tỏ tình thất bại bị từ chối, thì hắn sẽ chẳng còn đường lui. Theo số liệu đã chứng minh, con trai khi theo đuổi một người con gái nào cũng phải dùng cách mưa dầm thấm lâu. Tỷ lệ thành công phải nói là vượt xa cách tấn công bừa bãi. Đương nhiên, nếu như ba của bạn là Lý Cương thì chả cần phải bàn. Lần này, hắn thật sự đã thổ lộ rồi, mà lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa. Tần Tung Hoành vẫn là Tần Tung Hoành, tâm tư của hắn quả thật không người nào lường trước được. Câu nói của hắn đã chiếm thế chủ động. Còn về phần người khác đối đáp lại thế nào thì đấy lại là chuyện của người ta rồi. Văn nhân Mục Nguyệt không thể không bình tĩnh đối mặt với vấn đề này, cái này với chuyện hôm nay chúng ta nói không có liên quan. Tần Tung Hoành lắc lắc đầu, nói, Phật Đà là do văn nhân chiếu đến lấy từ chỗ anh, em tuyệt đối không nghi ngờ kẻ hạ độc là cậu ta. Nó sẽ không làm vậy, văn nhân Mục Nguyệt khẳng định. Tần Tung Hoành bất ngờ cười lớn, nói, bởi vì em nghĩ nó là người thân của em. Vì thế em mới cho rằng nó sẽ không hại em. Nếu anh yêu em, thì liệu anh sẽ hạ độc không? Nếu em tin là anh yêu em còn nghi ngờ anh là hung thủ không? Sau khi phát hiện anh bị người ta đặt bẫy, anh cũng cố thử giải thoát. Nhưng mà cái tình thế này hiển nhiên là do bọn chúng âm mưu từ lâu, mỗi một bước đi đều được tính toán rất tinh vi. Anh thừa nhận, nhất thời anh cũng không thể tìm đâu được bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch. Thậm chí anh cũng giống như em. Chứng cứ tìm được đều nói lên anh là hung thủ. Vẻ mặt của hắn trông rất khổ sở, đành cười cười nói tiếp, do đó, anh mới nói với em câu không thích hợp vào lúc này. Anh muốn nói đó là lý do anh không thể hại em. Dùng cái lý do như vậy để đổi lấy được sự tin tưởng của người khác, chính anh cũng cảm thấy rất ngu xuẩn. Nhưng mà, anh cũng không có lựa chọn nào hơn cả. Tần Lạc tự nhiên không hy vọng văn nhân Mục Nguyệt sẽ bị cái lý do trơ tráo của Tần Tung Hoành che mắt. Mượn tình cảm để lợi dụng phụ nữ, loại đàn ông như vậy đều không phải là đàn ông tốt. Tần Lạc nhận lại bức tranh, cười cười nói, không lẽ anh cho rằng chỉ dựa vào cái lý do đó chúng tôi sẽ tin anh vô tội? Anh tất nhiên sẽ không như vậy. Tần Tung Hoành cuối cùng đã chuyển ánh mắt sang Tần Lạc nhìn thẳng vào Tần Lạc giữa chúng ta đã từng xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Đương nhiên, cho dù không có những mâu thuẫn này, chỉ cần có liên quan tới Mục Nguyệt, tôi cũng không thể nói là thích anh. Nhưng đó đã là những chuyện trước kia, không có liên quan gì tới chuyện Mục Nguyệt bị hại. Tần Lạc tiên sinh, xin đừng để lẫn lộn hai chuyện với nhau. Tôi cũng không thích anh. Tần Lạc nói, hôm nay đến là, khởi binh vấn tội, mọi người cũng không cần phải che giấu. Nếu có cơ hội đánh anh, tôi nhất định sẽ không để lỡ. Nhưng tuyệt đối không phải là lần này. Tần Lạc híp híp mắt nhìn Tần Tung Hoành, nói tiếp, tôi bây giờ là trợ lý cấp cao của Mục Nguyệt. Mỗi lời nói của tôi hoàn toàn đều là đứng trên lập trường của Mục Nguyệt. Mục Nguyệt trúng độc trong Phật Đà, mà Phật Đà là do văn nhân chiếu lấy từ anh mang về. Anh xem, anh đem về từ Hàn Ý Tự, hơn nữa anh còn thừa nhận chính anh đã giết hại trụ trì của tự đó.
đây rõ ràng là hành vi giết người diệt khẩu, anh chẳng phải là đang muốn chối quanh đấy sao? Anh có thể không thừa nhận, Tần Lạc tiếp tục, nhưng có người đã chỉ điểm anh, mà chúng tôi không chỉ có một nhân chứng thôi đâu. Tần Lạc quay người hướng đại đầu nói, bọn họ đã đến chưa? Đến rồi, đại đầu nói đang ở bên ngoài chờ. Tần Lạc lại nhìn Tần Tung Hoành, nói, tôi đã đưa tới mấy nhân chứng chủ chốt, anh liệu có hứng thú muốn gặp chứ? Chắc chắn là rất hứng thú rồi. Tần Tung Hoành nói rồi đưa mắt nhìn Điền Loa, cho người đưa bọn họ vào. Đừng ngăn cản. Điền Loa cười, rồi xoay người đi ra bên ngoài. Không cần đợi lâu, liền đưa tới mấy người đàn ông. Đi đầu là Tiểu Lý Thám Hoa và Hỏa Dược. Hai người này là vệ sĩ phụ trách áp tải mấy con tin. Khi Tần Lạc gọi điện thoại bảo Long Tức đưa người đến, lo là trên đường đi sẽ có kẻ động thủ, bèn đề nghị Lý Tiểu Thám Hoa và Hỏa Dược đi theo. Có hai người bọn họ, đối thủ cho dù là có biết được tin tức cũng không có cơ hội mà ra tay. Đi đằng sau hai người là bốn người đàn ông cao to vạm vỡ. Bọn họ mặc đồ tây màu đen, thắt ca vát có đường vân tối màu, xem ra là nhân tài hơn người. Lưng thẳng tắp, vừa nhìn là biết xuất thân từ quân ngũ. Bốn người đang dìu hai người đàn ông mặc quần áo rách dưới, mình người thương tích như đã bị hành hạ rất nhiều. Không, phải nói là bọn họ đang kéo phạm nhân tới. Đúng vậy, đôi chân của phạm nhân đang bị kéo lê trên mặt đất, chính là không thể đi được. Bọn chúng sở dĩ có đủ sức đứng siêu vẹo chứ không phải bò trên mặt đất là bởi vì hầu hết trọng lượng cơ thể đều được gánh bởi những người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh. Hai nhân chứng này chính là kẻ bắt cóc Tần Tranh, bị Long Tức trong lúc cứu người tóm gọn được. Tần Lạc vốn dĩ định tìm được đáp án rồi thì xử luôn bọn chúng. Nhưng khi hắn nghe được mấy chữ Tần Tung Hoành từ trên miệng bọn này, liền tha cho bọn chúng một đường sống. Đương nhiên, Tần Lạc cũng không để bọn chúng thoải mái. Nếu có thể lựa chọn, bọn chúng thà chọn chết còn hơn, chứ không phải sống không bằng chết như giờ. Bọn chúng vừa mới tiến vào, ánh mắt Tần Tung Hoành liền nhìn lướt qua những vết sẹo trên mặt, những vết thương còn đang lở loét trên người và xương bánh chè rụng rời. Lông mày khẽ nhíu lại, quá là độc ác. Anh biết bọn chúng sao? Tần Lạc hỏi. Không quen, Tần Tung Hoành nói. Thế nhưng, bọn chúng lại nhận ra anh. Tần Lạc cười nhạt nói, bọn chúng chính là hung thủ bắt cóc ông tôi, sáu vết đạn trên người ông cũng là do bọn chúng. Và, bọn hắn nói chính anh đã sai khiến. Tần Lạc đứng lên, rồi đi đến trước mặt tên mặt thẹo, một lần nữa cất giọng hỏi, có phải Tần Tung Hoành sai bọn mày làm vậy không? Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Lạc một cái rồi từ từ khép mắt lại. Đôi mắt hắn đã bị sưng phù, hốc mắt sâu, sắc mặt vàng vọt, môi nứt nẻ, giống như một kẻ nghiện đang phát bệnh. Thật đúng là vẫn còn nganh ngạnh, Tần Lạc khen ngợi, từ đầu đến cuối tên mặt thẹo này một câu cũng không nói. Bất luận là chịu bao nhiêu cực hình thế nào hắn vẫn cứ câm lặng thế này. Đến cuối cùng, Tần Lạc cũng không nỡ giết hắn, còn sai người băng bó bôi thuốc cho hắn. Nếu nói về ý chí cứng cỏi, hắn thậm chí còn ghê gớm hơn cả sát thủ có tên là Giê-xu kia. Tần Lạc lại quay sang tên tóc húi cua, hỏi, mày cũng không nói. Tên này rõ ràng là vô cùng sợ hãi Tần Lạc, vừa nhìn thấy hắn đến liền vô thức muốn lùi bước. Nhưng đôi chân tàn tật kia làm sao mà di chuyển được nữa, chỉ còn cách co cả người lại nói lắp bắp, tôi nói. Là Tần Tung Hoành, chính là hắn. Tần Lạc lập tức quay người nhìn thẳng Tần Tung Hoành nói, anh còn lời nào để nói. Tần Tung Hoành nhếch khóe miệng rồi nói, đây không phải là vụ oan giá họa chứ. Chỉ vì một lời nói của bọn chúng mà anh đã cho rằng tôi là hung thủ. Nếu để bọn hắn trong tay tôi, chỉ cần thời gian một ngày. À, không ba tiếng, tôi có thể bắt bọn chúng mở miệng anh chính là hung thủ. Anh tin không? Anh còn có thể cãi được. Tần Lạc nói hãy đưa tiểu hòa thượng vào đây. Quả vương vỗ tay lập tức người của trí não tam tổ đưa đến một tiểu hòa thượng bận tăng y vào phòng. Tiểu hòa thượng vừa bước vào phòng, sắc mặt lập tức đỏ rực lên, ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn Tần Tung Hoành. Tiểu hòa thượng, cậu hãy nói cho mọi người. Ai là hung thủ sát hại sư phụ cậu? Tần Lạc hỏi. Là kẻ kia, tiểu hòa thượng chỉ vào Tần Tung Hoành. Không chờ Tần Lạc hỏi tiếp, tiểu hòa thượng tiếp tục nói giọng đầy căm phẫn, là kẻ đó tháng trước nhìn thấy Phật Đà rất đẹp liền cho người đến lấy mấy chậu. Mấy ngày trước đến tìm sư phụ, hình như cũng lại nói đến chuyện Phật Đà. Không biết sư phụ đã gây thù gì với kẻ đó liền bắn chết sư phụ, tôi tận mắt nhìn thấy. Tuy nói người xuất gia không nói dối. Nhưng nếu là vì báo thù cho sư phụ thì có thể phá lệ một lần. Tần Lạc trước đó không có dạy tiểu hòa thượng nói mấy lời này,
không ngờ tiểu tử này cũng rất có thông minh, vậy mà chủ động nói tới. Tần Tung Hoành cười lớn, cái này có tính là vụ oan không? Anh có thể giải thích, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tôi giải thích không nổi, Tần Tung Hoành nói. Vậy anh chính là hung thủ, Tần Lạc đưa ra kết luận. Vậy mấy người định xử lý hung thủ là tôi thế nào đây? Tần Tung Hoành cười hỏi, để những kẻ này giết tôi luôn. Tần Lạc không ngốc nghếch đến thế, hắn tất nhiên sẽ không làm hành động điên rồ vậy. Thân phận Tần Tung Hoành rất đặc biệt, nếu thật sự chết do họng súng của bản thân, e là bản thân không thoát khỏi liên can. Cho dù là có Long Vương giúp đỡ thì cũng khó mà thoát khỏi lao ngục. Chúng tôi không phải là cảnh sát, Tần Lạc nói tôi đã báo lên cảnh sát rồi. Toàn bộ nhân chứng và chứng cứ thu thập được đều đã có trong tay cảnh sát rồi. Báo cảnh sát, Tần Tung Hoành khinh thường nói, chỉ là dựa vào lời nói của mấy người, cảnh sát liền phán tôi có tội. Các người vẫn một mực cho rằng tôi là hung thủ, nhưng các người có tìm được chút gì chứng cứ tôi đã sai khiến bọn chúng? Không có chứ gì. Tần Lạc cũng hiểu thiếu sót của bản thân là không có nắm được chứng cứ quan trọng nhất này. Lời nói của mấy kẻ này không đủ chứng cứ để quan tòa phán quyết Tần Tung Hoành có tội. Thậm chí, đến cả ảnh Tần Tung Hoành nổ súng cũng không có. Nhưng mà, có thể đưa Tần Tung Hoành nếm mùi nhà lao, trong lòng Tần Lạc vẫn là thấy sáng khoái rồi. Ít nhất, cũng có thể giúp đại thiếu gia thưởng thức cuộc sống ngục tù. Tần Lạc nói, anh thì sao? Tần Tung Hoành chỉ vào những vết thương của những tên này nói, anh hành hạ bọn chúng thành thế này, chả lẽ cảnh sát không cho là anh dùng bạo lực bức cung? Anh không cần phải vụ oan cho tôi, bọn chúng không phải do tôi. Tần Lạc phủ nhận, hắn chỉ vào Tiểu Lý Thám Hoa, nói tiếp, là do bọn họ. Tôi không cần phải giới thiệu sơ qua thân phận bọn họ cho anh đấy chứ. Đội ngũ Long Tức có đặc quyền thẩm vấn xét hỏi phạm nhân, thậm chí bọn họ còn có quyền tiền trảm hậu tấu. Với thân phận của Tần Tung Hoành, hắn không thể không biết những người này. Tần Tung Hoành đành thở dài nói, anh đúng là nhận được một người cha tốt thật. Chương 598, thật giả Tần Thiếu Gia. Anh đúng là nhận được một người cha tốt thật, mới nghe thì đúng là chả dễ nghe tí nào, lại còn xen chút ý mỉa mai. Nhưng không thể không thừa nhận, lời nói của hắn xem ra rất chua xót. Đúng vậy. Nếu Tần Lạc không nhận Long Vương làm sư phụ mình, thì hắn sao có thể thoát khỏi cái tội danh hủy hoại người ta đến tàn phế thế này? Chỉ cần dựa vào hành vi kéo theo một đám người đến số một thiên ba phủ, khởi binh vấn tội, của hắn, chỉ cần bản thân nắm được chỗ sơ hở của mấy tên áo đen này, sau đó lại tạo thêm áp lực cho bọn chúng thì Tần Lạc liệu có thể không vào đại lao hay không? Nhưng bởi vì được sự bảo hộ của Long Vương, vì đặc quyền của Long Tức, đã giúp Tần Lạc có cơ hội tốt đến vậy. Hắn hoàn toàn hiểu rõ điều này không cách nào xoay chuyển được. Bởi vì Long Tức hoàn toàn đã ôm trọn quyền hành, do vậy bọn chúng thật sự có quyền tự dùng hình. Tất thảy, đều được bọn chúng tính toán kỹ càng rồi. Do vậy bọn chúng mới dám đến, còn dám đưa mấy tên mặc đồ đen đó tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tung Hoành không khỏi thầm thở dài. Tần Lạc chỉ là một bác sĩ. Cho dù hắn có nỗ lực thế nào thì cũng chỉ có thể là một bác sĩ có tiếng hoặc chính xác hơn cũng chỉ là một tên lang băm được người ta kính trọng thôi. Chỉ cần bản thân mình muốn, chỉ một câu nói là danh tiếng của hắn bị quét sạch hoàn toàn hoặc vô thanh vô tức biến mất ở Yến Kinh này. Nhờ có sự ủng hộ vững chắc của Bộ trưởng Thái Công Dân, sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Công hội Trung Y, đằng sau là thế lực quân đội của Vương Cửu Cửu, ủng hộ tiền bạc từ gia tộc Văn Nhân, còn với quan hệ thân thiết với Long Tức. Chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi vậy mà có thể xây dựng được bao nhiêu mối quan hệ này, đạt được bức tường thanh dày chống đỡ sau lưng thế này, liền trở thành một sức mạnh đáng ngưỡng mộ nhất. Lúc hắn vừa mới đến Yến Kinh, Trinh Minh còn chả thèm nhìn hắn lấy một cái. Thế mà bây giờ, hắn lại còn đưa người xông vào nhà mình đòi bắt tống giam. Phong thủy luân phiên chuyển, năm nay đến nhà hắn. Tiểu Lý Thám Hoa nghe thấy rõ ngữ khí không tốt đẹp gì của hắn, cũng không tí gì lưu tâm liền nói. Không có sự tích lũy trăm năm của Tần tiền bối, anh cũng sẽ không có ngồi trên cái vị trí huy hoàng này đâu. Còn không phải vì anh có một người cha tốt đấy sao? Điều này có thể xem như là trò chơi có sự tham gia của những người cha. Tần Tung Hoành vừa cười vừa nói. Quyết định suy nghĩ, cũng quyết định thành bại. Tần Lạc nhận định như vậy. Ngồi ở vị trí thế nào thì lời nói ra cũng phải như thế ấy, vị trí bạn ngồi cao hay thấp sẽ quyết định trọng lượng lời nói của bạn lớn hay nhỏ. Nếu bạn ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, thì đương nhiên lời nói của bạn phải hùng hồn hơn hẳn những viên chức nhỏ nhoi. Rất nhanh, người của Cục Cảnh sát thành phố đã đến. Không có ồn ào, không có còi báo động,
nhẹ nhàng tiến vào, như là sợ dọa mất tội phạm mà bọn họ đang đuổi bắt. Tất nhiên, đây đích thực là cách làm riêng của bọn họ. Tổng cộng có 3 người, một người trông to béo mặc thường phục, còn 2 nhân viên cấp dưới kia mặc đồng phục cảnh sát. Sắc mặt của người to béo rất hồng hào, cười lên một cái là những khối thịt mỡ trên mặt cứ rung lên bần bật, mắt nhỏ tím miệng thì rộng, vừa nhìn là biết ngay đây là một người tứ phía đều biết ăn. Khi 2 nhân viên đưa hắn vào, hắn không có vẻ gì là một nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ lãnh ngạo rụt rè cả, ngược lại còn xoa xoa lòng bàn tay, cúi đầu khom người cười cười, ngại quá đi mất, đã làm phiền các vị rồi. Tôi là Mã Đào thuộc đội cảnh sát hình sự, chúng tôi vừa nhận được tin báo ở đây có chuyện đánh người, tôi liền đến giải quyết. Xem giữa hai bên có xảy ra hiểu lầm gì không? Hắn không biết ai là Tần Đại Thiếu Gia có quan hệ rộng rãi với lãnh đạo cấp cao mà người bạn kia nói, cũng chả nhận ra bất kỳ ai trong phòng này. Nhưng hắn biết một điều, những người có mặt trong phòng này không ai có thân phận đơn giản. Thế nên, thái độ của hắn với mỗi người đều cung kính khác thường. Tên mập này là Mã Đào, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Cảnh sát thành phố Yên Kinh. Hắn đang ngồi bên bàn nhậu thì nhận ngay được điện thoại của lãnh đạo, nói là có người báo số 1 Thiên Ba Phủ xảy ra chuyện đánh người và hắn phải đích thân đến đó kiểm tra. Đừng gây ồn ào, nên khiêm tốn cẩn thận. Mã Đào tất nhiên là không dám cãi lại thượng cấp, tuy nhiên thì trong lòng hắn cũng tràn đầy bất mãn nhưng vẫn phải cố đè nén mà vui vẻ đồng ý. Cục máy một phát là hắn liền cáo từ rời đi, nói là đến Thiên Ba Phủ giải quyết chuyện, một người bạn cùng bàn của hắn có thể coi là có chút máu mặt liền vội kéo hắn lại hỏi, lão Mã, anh còn muốn giữ mạng không? Từ lúc biết được số 1 Thiên Ba Phủ là nơi như thế nào, rượu đã vào hơn nửa thoáng cái đã tỉnh hẳn ra, hắn chỉ biết há hốc miệng rõ lâu. Đừng gây ồn ào, nên khiêm tốn cẩn thận. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ hai câu nói dặn dò cục trưởng là có ý gì. Không đi, chả khác gì cưỡng lại mệnh lệnh. Cục trưởng mà nổi giận, hắn cũng không dễ gì. Đi, nhưng lại chọc giận vị Tần công tử một tay che trời thì làm thế nào? Mà để kẻ khác đi thì là thuộc về hành vi thoái thác trách nhiệm. Cục trưởng gọi điện thoại chỉ đích danh hắn, tất nhiên là hiểu rõ tính phức tạp và nhạy cảm của vấn đề này. Cục trưởng không thể đích thân xuất quân, tự nhiên là cần một kẻ có đủ phân lượng có thể gánh vác được. Do vậy, hắn là lựa chọn quá thích hợp. Thế nên, cả đời Mã Đào mới được một lần bước vào cánh cổng to của số 1 Thiên Ba Phủ. Có lẽ, về sau đây là cái vốn để hắn tha hồ khoác lác với bạn bè. Tần Lạc đến trước mặt, cười nói, đội trưởng Mã, là tôi gọi điện báo cảnh sát. Là anh, Mã Lạc không hề biết Tần Lạc là ai. Tôi là Tần Lạc. À, cậu chính là Tần Thiếu Gia, ngưỡng mộ đã lâu, đúng là như sấm vang bên tai. Mã Đào đầy vẻ kích động nói. Cũng khó trách Mã Đào nhận nhầm. Người bạn kia lúc nói đến chủ nhân của số 1 Thiên Ba Phủ chỉ dùng, Tần Thiếu Gia, không có nhắc qua tên hắn ta là Tần Tung Hoành hay là Tần Lạc. Vì thế, lúc Mã Đào nhìn thấy có người chủ động đứng lên đón tiếp, hơn nữa lại nói họ mình là họ Tần, hắn đương nhiên cho rằng Tần Lạc chính là Tần Thiếu Gia, một nhân vật truyền kỳ. Lại nói, nếu hắn không phải là Tần Thiếu Gia, thế thì hắn báo án gì ở số 1 Thiên Ba Phủ đây? Tần Lạc liếc nhìn Tần Tung Hoành, hiển nhiên, vị Thiếu Gia hắn nói mới chính là vị này, không ngờ cái tên ở tầng lớp cao vậy cũng lắm người biết. Tần Lạc làm điệu bộ khoát tay rồi nói, xưng hô không quan trọng. Là thế này. Mấy ngày trước ông nội tôi bị người ta bắt cóc, sau khi thẩm vấn bọn cướp này, bọn chúng liền nhận tội và khai ra kẻ chủ mưu đằng sau. Tần Lạc nói sơ lược qua. Vốn dĩ chuyện như vậy phải do ngành sự vụ đặc biệt can dự vào. Nhưng Tần Lạc không muốn bảo vệ Tần Tung Hoành, nên càng muốn nhờ vào ảnh hưởng của chuyện này mà làm Tần Tung Hoành phải mất hết thể diện. Vì thế mới trực tiếp gọi điện báo cho cục cảnh sát. Người của cục dẫn Tần Tung Hoành về, sợ là cả Yến Kinh này đều phải chấn động một phen. Tần lão gia bị bắt cóc, bọn bắt cóc đã bị tóm được. Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Thẩm vấn, ai thẩm vấn? Mã Đào cảm thấy hắn không thể nào hiểu kịp lời nói của Tần Thiếu Gia này được. Chuyện bắt cóc lập án chưa? Bọn bắt cóc sau khi bắt được tại sao không đưa đến cảnh sát? Cảm thấy ngữ khí của bản thân có phần quá cứng ngắc, Mã Đào lập tức liền cười xuề xòa, Thiếu Gia, thật xin lỗi, đây là thói quen nghề nghiệp rồi. Tôi muốn vấn đề này rõ ràng hơn. Anh không cần biết quá nhiều. Tiểu Lý Thám Hoa nói. Người là do bọn tôi bắt được, cũng là do bọn tôi thẩm vấn. Anh chỉ cần nắm được kết quả của chúng tôi là được rồi. Anh là, ánh mắt của Mã Đào lập tức chuyển sang Tiểu Lý Thám Hoa.
Tiểu Lý Thám Hoa bước đến đối diện Mã Đào, giơ giấy chứng nhận cho Mã Đào xem. Mã Đào vừa muốn mở mồm, Tiểu Lý Thám Hoa đã nói, anh không nhận ra không sao, cấp trên của sẽ biết chúng tôi là ai. Vậy tôi bây giờ, Mã Đào cảm thấy bản thân giống như một con rối bị giật dây, hoàn toàn không có quyền tự quyết. Những người này một người cũng ra vẻ cao ngạo, thôi thì hắn đành phải giả bộ làm kẻ đáng thương vậy. Tần Lạc cười híp mắt chỉ tay vào Tần Tung Hoành nói, đạo tặc đã nhận tội, hắn chỉnh là kẻ chủ mưu sau tất cả. Các anh hãy đưa hắn về mà thẩm vấn lại một lượt. Mã Đào nghĩ thầm, các người đã mất công thẩm vấn trước đó rồi, sao còn không thẩm vấn hắn ta luôn một thể. Tìm tôi làm cái gì? Nhưng những lời này không thể nói ra ngoài miệng được, hắn chỉ cười cười hiền hòa, đại thiếu gia yên tâm. Cái án này sẽ được xếp vào án quan trọng khẩn cấp của đội chúng tôi. Tôi sẽ bắt thuộc hạ phải tăng ca, làm thế nào để phá án nhanh nhất có thể. Để cho thiếu gia một đáp án hài lòng nhất. Tôi hài lòng hay không không cần lo. Nhất định phải theo lẽ công bằng phá án. Tần Lạc vỗ vỗ vai Mã Đào nói. Dạ. Mã Đào trả lời. Hắn giờ chỉ muốn nhanh chóng đưa người về, còn dây dưa ở đây chắc hắn sẽ hạ đường huyết mất. Đây là nơi phú quý, không phải là chỗ cho những kẻ nhỏ mọn có thể lui tới được. Chỉ là đồ trên người kẻ phạm tội này có phải là đồ hiệu. Đến lời nói cử chỉ cũng quá tao nhã không. Hơn nữa không phải hắn bị người ta vạch trần rồi mà sao nhìn ngang dọc thế nào cũng không có lo lắng. Được thôi, Tần Tung Hoành nhìn Tần Lạc, rất sảng khoái đáp lại. Hắn biết, nếu bản thân kháng cự lại chỉ có thể rước nhục thêm vào mình thôi. Tần Lạc đã ép bản thân hắn đến bước này, hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách đạt được mục đích. Kẻ đó hiểu hắn. Đây đúng là một con chó điên dám khoác da dê trên người. Đại thiếu gia, anh thật muốn đi theo bọn chúng. Điền Loa vội ngăn cản. Không đi thì làm thế nào? Tần Tung Hoành khẽ cười. Phải làm cho bọn nó mất mặt. Chúng ta sẽ... Không cần. Tần Tung Hoành phẩy tay. Tôi biết cần phải làm gì. Đại thiếu gia, Mã Đào kinh ngạc nhìn Tần Tung Hoành, mới sực nhớ ra chưa hỏi tên tuổi của hắn ta. Anh là... Tôi là Tần Tung Hoành. Tần Tung Hoành đáp. Chủ nhân của số 1 Thiên Ba Phủ. Chính là người bị tình nghi mà anh muốn đưa đi. Hai chân của Mã Đào run lập cập, hắn dường như đã cảm nhận được trời đất đang đảo lộn. Chương 599, ai chết? Tần Tung Hoành không ngồi trên chiếc xe cảnh sát của Mã Đào, mà để Điền Loa lái xe của mình đi theo đằng sau. Đối với vấn đề này Mã Đào không có gan dám cưỡng ép. Ngược lại hắn còn cảm thấy nếu để Tần Tung Hoành ngồi sau xe mình thì đúng là hơi mất tự nhiên. Đến giờ hắn mới cảm thấy nhức đầu, bởi vì mời vị thiếu gia này về cục rồi còn phải đối đãi thế nào nữa đây? Nghiêm khắc răn dạy của mắng ư, hiển nhiên là đâu có được. Chỉ sợ bản thân khi đã chạy về cục rồi, điện thoại của cấp trên trong cục liền bị nổ tanh bành mất. Xử lý nhẹ nhàng, cũng không được, vị Tần thiếu gia đóng mác giả kia cũng khó mà chọc vào, mà hắn lại còn có quân đội sau lưng. Nếu không đưa cho bọn hắn một đáp án vừa ý, e là hắn sẽ không buông tha đâu. Hai vị thiếu gia ăn no dỗi việc đi tranh phụ nữ, tìm đến binh tôm tướng tép chúng tôi làm gì? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng muốn chửi to hơn. Mã Đào tưởng là Tần Tung Hoành và Tần Lạc xảy ra xung đột nhất định là vì cô gái có vẻ ngoài cao quý như tiên nữ kia, ngồi yên trong phòng khách không hé răng lấy một lời. Hắn trong lúc vô tình liếc nhìn một cái rồi cũng không dám nhìn khuôn mặt nàng ta nữa. Thật sự là quá đẹp, Mã Đào đánh chép miệng phụ nữ đẹp đều bị bọn chó Nhật giành rồi. Hai tên cướp áo đen và tiểu hòa thượng lúc đầu do đích thân Tiểu Lý Thám Hoa và Hỏa Dược đưa đến bây giờ do hai người bọn họ đưa về. Tần Lạc không yên tâm để những con tin này ở cục cảnh sát, hắn sợ bọn họ sẽ bị giết người diệt khẩu. Đợi cho toàn bộ rời đi hết, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt mới chui vào trong xe. Nếu như có đủ bằng chứng, thì có thể để hắn cả đời trong ngục luôn. Tần Lạc mang vẻ tiếc nuối nói. Bất kể là khẩu cung của hai kẻ bắt cóc hay là lời làm chứng của tiểu hòa thượng và bức tranh thì cũng chỉ là bằng chứng gián tiếp. Thậm chí có người cũng sẽ nghĩ những bằng chứng này đã được người ta sắp xếp nhằm để đổ vạ cho Tần Tung Hoành cũng nên. Từ đầu đến cuối, Tần Tung Hoành căn bản đều không tham gia bất cứ chuyện gì. Tất cả chứng cớ đều chỉ chủ mưu là hắn, ngược lại cũng chả có tí quan hệ gì với hắn. Xem ra rất giống với ai đó dựng nên màn kịch này chĩa mũi dùi về phía hắn. Trái lại tiểu hòa thượng chính mắt nhìn thấy Tần Tung Hoành chĩa súng vào sư phụ. Nhưng mà cái tên chọc đó cũng đâu có cầm máy ảnh chụp lại. Nếu mà có bức ảnh ở đây thì có sức uy hiếp hơn hẳn bức tranh vẽ bằng chì này.
bức tranh của hắn thật không thể lấy làm vật chứng. Đối với nhân vật như Tần Tung Hoành, nếu như không có đủ bằng chứng đâm vào điểm yếu của hắn, làm sao có thể bỏ hắn vào ngục? Tần Tung Hoành sẽ được thả ra, rất nhanh thôi. Từ lúc em quen anh ta, anh ấy chưa từng phạm sai lầm nào. Văn nhân Mục Nguyệt cất cao giọng, một lần cũng không có. Sự thận trọng của anh ta còn hơn cả em và Bạch Phá Cục. Đúng vậy, thế mới nói là một đối thủ rất khó chơi. Anh cảm thấy hung thủ chính là hắn, tất cả bằng chứng đều hướng về hắn. Chỉ có điều là chưa tìm ra được bằng chứng. Lần này đưa người đến, kỳ thực là muốn thăm dò phản ứng của hắn ta, và chuẩn bị khai chiến cho tương lai của em. Tần Lạc sớm đã từ Vương Cửu Cửu biết được Yến Kinh có ba nhân vật kiệt xuất là Tần Tung Hoành, Bạch Phá Cục và Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt một mình độc hành, dường như từ trước đến nay chưa từng tham gia hoạt động và yến tiệc của người khác. Đại đa số mọi người chỉ biết tiếng mà không biết người. Bạch Phá Cục ngang tàng bạo ngược, tuy có một đám cuồng nhiệt yêu mến theo sau nhưng những kẻ ghét hắn cũng không ít. Còn Tần Tung Hoành được người ta gọi là Chí Công Tử, đối nhân xử thế rất nho nhã, lời nói làm việc rất có khuôn phép, kết giao nhiều bạn bè, kết thân với hiền tài. Bất luận là nam nữ già trẻ đều có một cảm giác như đang thưởng thức gió xuân. Trong những nhân vật cao cấp ở Yến Kinh thì Tần Tung Hoành ở một vị trí đặc biệt. Tất cả mọi người đều không có gì phải nghi ngờ. Nếu cả ban bên cùng khai chiến, kẻ chiến thắng cuối cùng nhất định là vị thiếu gia trẻ tuổi nho nhã như gió xuân này rồi. Người hướng về chỗ cao, dòng nước đổ xuống thấp, lúc khó khăn người đến giúp đỡ không vì lợi ích quả thật rất ít. Nếu Văn Nhân Mục Nguyệt thật muốn khai chiến với Tần Tung Hoành vậy thì những kẻ đứng bên ngoài sẽ giống như tổ ong lộ diện túa ra giải cứu Tần Tung Hoành, và đổi lấy những thứ quý giá của hắn. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt ắt sẽ phải đối mặt với những áp lực lớn chưa từng có. Nếu Tần Lạc có thể đưa hắn vào đại lao, chỉ e là một ngày. Những kẻ kia sẽ muốn làm như vậy lần nữa. Lúc này đứng ở đây càng phải thận trọng hơn. Hơn nữa, những chuyện kế tiếp của Tần Lạc chính là vì giúp Văn Nhân Mục Nguyệt lôi kéo các doanh nghiệp hữu dụng với nàng. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, ba gia tộc sở dĩ có thể tồn tại lâu năm như thế là do luôn duy trì một loại cân bằng. Bất luận kẻ nào muốn đánh vỡ thế cân bằng này, đầu tiên sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hai nhà kia lật đổ. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng nữa là cả ba nhà đều không phạm sai lầm. Bởi vì không phạm sai lầm, nên hai nhà khác mới tìm không ra cơ hội động thủ. Tần Lạc cười cười hỏi. Quy mô của tập đoàn phát triển rất lớn mạnh, cho dù xảy ra xung đột cũng chỉ là liên quan đến lợi ích của mấy công ty nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến đại cục. Nếu như tập đoàn không đưa ra những quyết sách mang tính nguy hiểm và mạo hiểm, những người khác rất khó bị dao động. Nếu muốn thu mua cổ phiếu công ty, thì quả là con số quá lớn. Ít nhất, số tiền mặt của gia tộc Văn Nhân tích góp đã bị thu mua gấp 3 gấp 4 lần trở lên. Như vậy mới có thể nắm chắc 6 phần thành công. Hơn nữa, một khi có người tham gia chiến sự, có lẽ lại gặp phải những nguy cơ mới. Đả thương địch 10 phần thì cũng đã tự hại mình 8 phần. Như năm đó, Bạch Gia bởi vì sử dụng chiêu này với Văn Nhân mà thực lực bị tổn thất nghiêm trọng. Tần Lạc thở dài một hơi. Cuộc chiến của hai công ty lớn chả khác gì quan hệ giữa hai nước mạnh cả. Kẻ nào không làm gì được bên kia, thì kẻ đó cũng không dám khinh suất khai chiến với đối phương. Chỉ cần một bên mắng chửi cha mẹ của nhau, một bên sẽ lập tức mưu cầu phát triển lợi ích của mình. Hiện nay có cách nào không? Tần Lạc hỏi. Đợi. Như vậy không phải là một cách hay. Tần Lạc nói tiếp, nếu như bọn chúng trong 50 năm không phạm sai lầm, chả lẽ chúng ta phải đợi đủ 50 năm sao? Bọn chúng ăn thì đã ăn đủ rồi, có thể chơi thì cũng chơi hết rồi. Mỗi ngày đầy đủ áo đẹp, thức ăn ngon, xe đẹp, mỹ nhân kẻ kẻ nách. Thật quá là dễ cho hung thủ làm hại em, làm một quân tử, có thù phải báo. Hử, Văn Nhân Mục Nguyệt quay đầu nhìn lại Tần Lạc, đợi cho hắn nói hết. Không phải là bọn chúng phạm sai lầm thì có cơ hội công kích đấy sao? Tần Lạc tiếp tục hỏi, hắn đối với những chuyện làm ăn không hiểu rõ, nhất định phải hỏi rõ ràng mới có thể biết bước tiếp theo tiến hành thế nào. Đúng vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, nếu sự phát triển của bọn chúng gặp trở ngại, thì hai nhà khác sẽ quăng luôn nhà kia, cũng là cơ hội tốt. Tần Lạc gật gật đầu biểu hiện hiểu rõ, nói, hy vọng bọn chúng phạm sai lầm thật quá mờ mịt. Mà thời gian chờ đợi thì thật dài, chúng ta liệu có thể thử để biến bọn chúng thành bị động? Anh đã nghe Văn Nhân lão gia kể về chuyện 20 năm trước, lúc đó lão gia không phải cũng bị người ta ám hại mới dẫn đến chuyện suýt chút nữa để gia tộc Văn Nhân tan rã vào thời khắc mấu chốt. Vết xe đổ, mọi người đều phòng bị rất chặt,
các thành viên trung tâm của gia tộc không phải là không nắm chắc cổ phần chỉ biết hưởng thụ lợi nhuận. Văn nhân Mục Nguyệt đáp. Chúng ta hãy thử đi, Tần Lạc nói. Anh, Văn nhân Mục Nguyệt không rõ ràng hỏi lại. Cách nghĩ của anh còn thông minh hơn em. Em cũng phát hiện ra. Số nhà 16 trên đường Tử Viên. Vẫn là cánh cửa có nước sơn màu đỏ, vẫn là khuôn mặt già nua quen thuộc đó, đến cả ngữ khí và nội dung trong câu hỏi cũng không thay đổi. Thiếu gia, cậu đã về. Ông nội có trong nhà không? Bạch Phá Cục gật nhẹ với người giữ cửa rồi bước nhanh vào sân trong. Trước kia hắn thường không quan tâm đến lời chào hỏi của người khác, nhưng hôm nay không hiểu sao có thể nói nhiều hơn một câu. Có lẽ là sau khi nghe được tin tức tốt, nên tâm tình tốt hơn chăng? Ở Phật đường phía Tây, người giữ của cung kính nói, đầu không ngẩng lên, dường như muốn cúi gập cả người xuống sát đất. Phật đường, Bạch Phá Cục ngẩn người sửng sốt một lát, vội bước nhanh đến Phật đường. Phật đường ở góc Tây Bắc, ngôi nhà nhỏ ở đó tách biệt với các nơi khác, tầng 1 Phật đường đặt tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng vàng được mang về từ Nam Hải, còn tầng 2 có một gian tàng kinh các và một nơi để người ta có thể ăn chay niệm Phật. Bạch Phá Cục đã từng vào đây một lần, chỉ thấy bên trong phủ đầy bụi bặm. Thế nên cũng chẳng có lòng muốn vào lần nữa. Hắn biết ông nội của mình không tin Phật, người nhà Bạch gia đều không tin Phật, cho nên bình thường cửa ở Phật đường cũng bị khóa kín lại. Không hiểu sao hôm nay ông nội lại mở khóa thế kia. Không phải tiến lại gần cũng nhìn thấy trong Phật đường luẩn quẩn mấy vòng sương khói. Đặt chân vào nhà mùi nồng đậm của hương khói ùa thẳng vào mũi, kích thích cái mũi hắn hơi ngứa ngứa. Có người thắp hương thờ Phật sao? Bạch Phá Cục hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn còn nhớ rất rõ, lúc hắn còn nhỏ, ông lão đó còn nói rất nghiêm khắc với hắn, đừng tin vào những thứ mà cháu chẳng bao giờ sợ thấy. Ông ấy đều nói vậy với mỗi đứa trẻ trong Bạch gia. Do vậy, những người Bạch gia đều hình thành một cái tật tự cao tự đại. Tuy người Bạch gia không được người khác yêu mến, nhưng bọn họ đều đạt được thành tựu đáng tự hào trên mỗi lĩnh vực. Đây cũng là nguyên do nhà Bạch gia vẫn trường thịnh không suy. Từ vài phương diện kia, thì lão già thích thú cần thuốc phiện dùng súng châm thuốc hẳn là một nhà giáo dục rất thành công. Cửa lớn của Phật đường khép hờ hờ, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên trong. Lúc Bạch Phá Cục đẩy cửa nhẹ liền nhìn thấy ông nội đang ngồi xếp bằng trước tượng Phật mặc một chiếc áo trắng thô, mắt khép nhẹ, biểu hiện vô cùng trang nghiêm. Mà bàn thờ trước tượng Phật, vừa mới lập thêm một linh vị được phủ băng một tấm vải lụa màu vàng. Trong lòng Bạch Phá Cục giật mình, liền cất lời hỏi, ai chết vậy? Chương 600, sống như một anh hùng. Bạch Chỉ Cảnh sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của đứa cháu. Mỗi khi ông ta nghe được âm thanh vang dội lớn như vậy tức khắc trong lòng liền dâng tràn một cảm giác kiêu ngạo và tự hào. Chỉ mình đàn ông Bạch gia mới bộc lộ vẻ bá đạo như vậy, phải đằng đằng sát khí liều lĩnh ác liệt. Một người có thể nhận được sự kính trọng của người khác hay không không có liên quan tới tính cách của anh ta, nhưng rất có liên quan tới thân phận của anh ta. Một số người quỳ gối trước tiền tài, còn một số người đã lại có đủ dũng khí đứng lên kiếm tiền. Từ xưa tới nay, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý. Phá Cục, quỳ xuống. Bạch Chỉ Cảnh không trả lời câu hỏi của đứa cháu, thậm chí cũng không hề quay đầu lại nhìn cháu mình. Mắt chớp chớp, nhìn thoáng qua bài vị trên bàn thờ, sau đó liền khẽ nhắm mắt lại. Người đó là ai? Rồi Bạch Phá Cục chợt liếc nhìn cái tên trên bài vị. Hắn không quỳ, từ nhỏ tới giờ không bao giờ quỳ. Và ngay cả với bà nội người yêu mến hắn nhất lúc qua đời, hắn cũng chỉ đứng trước bài vị một lát mà thôi. Không phải là trong lòng không đau thương, mà hắn có những phương thức khác để biểu đạt nỗi nhớ thương của mình. Không phải là người nhà, là ân nhân. Không phải là tiền bối, là người trí thức. Bạch Chỉ Cảnh nói với giọng bi thương. Ta biết cháu không quỳ dưới trời đất, không quỳ trước cha mẹ. Nhưng, người này đã vì Bạch gia mà chết. Cháu nhất định phải thay Bạch gia quỳ xuống. Vì cứu Bạch gia mà chết. Cả cơ mặt trên khuôn mặt hắn cau lại rồi cười nói, ông nội nói quá lời rồi. Bạch gia lúc nào mà yêu cầu người khác đến cứu đâu. Chủ nhân của Bạch gia bây giờ là Bạch Phá Cục, mọi chuyện lớn nhỏ trong nước đều do một tay hắn khống chế. Vậy mà bây giờ ông nội lại nói có kẻ cứu Bạch gia mà chết, cho nên hắn cảm thấy vô cùng hoang đường không bực tức sao được. Lẽ nào năng lực của bản thân lại tồi tệ đến mức thế? Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi liền đưa Bạch gia đến bờ vực phá sản sao? Phá Cục, cháu làm ta rất thất vọng. Bạch Chỉ Cảnh than nhẹ. Cháu không muốn. Bạch Phá Cục nói. Bạch Lập Uy kinh doanh làm buôn bán của Bạch gia ngày càng sa sút,
nhưng ông lại rất ca ngợi. Còn cháu thay đổi càn khôn mở ra con đường tiền tài khác, ông dựa vào đâu nói cháu làm ông thất vọng. Đó là ông của hắn, Bạch Phá Cục không có chuyện khách khí với ông bao giờ. Đây cũng là truyền thống của Bạch gia. Người càng tranh luận càng sáng tỏ, chân lý này càng nói càng rõ ràng. Các bậc tiền bối của Bạch gia rất hài lòng khi thấy hậu bối tranh luận và đưa ra ý kiến của bản thân. Ta không phải vì chiến lược kinh doanh của cháu mà thất vọng. Mà ta thất vọng vì tầm nhìn và cách nhìn toàn cục của cháu. Bạch Chỉ Cảnh phải nheo mắt lại vì bị mùi hương chập vào mắt, giọng nói hơi khàn khàn. Ông ta muốn hút thuốc, chợt nhớ ra là quên mang tẩu bút. Bạch Phá Cục liền rút điếu thuốc từ trong túi áo đưa tới. Bạch Chỉ Cảnh xua xua tay nói, không được hút, như vậy là bất kính với Phật. Ông lúc nào tin Phật vậy? Bạch Phá Cục cười hỏi. Ta không tin Phật. Bạch Chỉ Cảnh nói tiếp, ta tin ông ta. Ông ta là ai? Bạch Phá Cục lại liếc mắt nhìn tên trên bài vị, Lý Tĩnh, giống tên một nhân vật trong câu chuyện thần thoại. Nhưng hắn không tài nào nhớ ra được bản thân đã từng gặp và nghe nói đến khi nào. Ông ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là cháu phải nhớ rõ cái tên này, phải ghi nhớ ông ta là ân nhân của Bạch gia. Bạch Chỉ Cảnh nhấn mạnh. Cháu thật không biết bản thân cháu sai ở đâu sao. Cháu cho rằng những việc cháu làm vô cùng tốt. Bạch Phá Cục châm điếu thuốc rồi ngậm vào miệng. Hắn mặc kệ có hay không bất kính với Phật Tổ. Chỉ hơi kém hơn so với văn nhân Mục Nguyệt và mạnh hơn nhiều Tần Tung Hoành. Vậy được ta hỏi cháu. Bạch Chỉ Cảnh cố ý lên lớp cháu trai, từ tốn nói, mùa xuân 8 năm trước, tỷ suất lợi nhuận của Bạch gia là bao nhiêu? Người già ưa thích chỉ rõ 4 mùa xuân hạ thu đông, còn bây giờ đang rất lưu hành cách nói quý 1, quý 2. 12. Mùa thu năm ngoái, tỷ suất lợi nhuận của Bạch gia là bao nhiêu? 11. Mùa thu năm nay thì sao? 9. Ngừng lại một lát, Bạch Phá Cục tiếp tục nói, đó là Bạch Lập Uy thực hiện chiến lược bành trướng ngu xuẩn làm lợi nhuận giảm sút nghiêm trọng. Nếu chú ấy không muốn phản công thị trường châu Âu thì sao chúng ta có thể lỗ vốn nhiều như vậy? Cháu quá xem thường Bạch Lập Uy rồi. Trong giọng nói của Bạch Chỉ Cảnh lộ vẻ tức giận. Ông ta rất hy vọng vào đứa cháu trai bướng bỉnh ngang tàng này, nhưng cũng không muốn đứa cháu không biết nghe lời khuyên và không biết suy nghĩ. Cháu tưởng rằng ta sẽ để một đồ phế vật quản lý Bạch ra sao? Bạch Phá Cục, cháu quá xem thường ta. Trong tâm Bạch Phá Cục giật mình, mới nhớ ra, hắn có 3 người chú. Chỉ có cha của hắn và người chú thứ 3 là những bậc tiền bối có trí tuệ lỗi lạc. Nhưng, ông nội vẫn cứ khăng khăng giao lại vị trí chủ nhân Bạch gia cho Bạch Lập Uy, người chú thứ 2 vừa bình thường nhất lại vừa háo sắc nhất. Từ lúc Bạch Lập Uy lên chức, tình hình kinh doanh của Bạch gia bắt đầu xuống dốc. Mọi người đối với chú hai không ngớt oán thán, thế mà ông nội vẫn cứ khen ngợi hơn nữa còn kiên quyết để cho Bạch Lập Uy tiếp tục giữ vị trí đó. Đến khi bản thân đòi lên nắm quyền, ông mới đồng ý để Bạch Lập Uy rút lui nghỉ ngơi. Hắn vốn dĩ cho rằng lợi nhuận của Bạch gia giảm nghiêm trọng là bởi vì con đường kinh doanh và phương pháp quản lý của Bạch Lập Uy có vấn đề. Bây giờ nhìn lại thì đúng là có điều bí ẩn. Bạch gia chúng ta bao nhiêu năm nay dựa vào cái gì mới có thể nắm giữ vị trí đầu tiên? Bạch Chỉ Cảnh hỏi. Cửa hàng, gia sản, tàu thuyền. Bạch Phá Cục trả lời. Vậy thì, văn nhân và Tần gia thì sao? Văn nhân dựa vào khoa học kỹ thuật điện tử và thông tin hàng không. Tần gia là nghiên cứu gen sinh vật và lợi dụng vòng tuần hoàn của tài nguyên môi trường. Tình hình của đối thủ, làm sao mà Bạch Phá Cục không hiểu rõ đây? Thời đại đã thay đổi. Bạch Chỉ Cảnh hơi tiếc nuối. Hồi trước ngành của chúng ta tiên phong trong việc đóng góp xã hội. Nhờ đó Bạch gia trở thành doanh nghiệp đứng đầu của Hoa Hạ. Nhưng, cùng với sự phát triển của khoa học hàng không và việc con người coi trọng năng lượng nguyên liệu, vật liệu hàng không của văn nhân và năng lượng nguyên liệu phế phẩm của Tần gia mới có thể lợi dụng thời thế mà khởi sắc được. Hai nghiệp vụ phát triển tất nhiên là kéo theo hai nhà lên như thuyền gặp nước. Bây giờ nghĩ lại, thì đúng là bọn chúng có tầm nhìn hơn. Bạch Phá Cục hít vào một hơi thuốc rồi nói, cháu cũng phát hiện ra vấn đề này. Nhưng, ngành nghề của chúng ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận khả quan. Hơn nữa, nếu nói về doanh thu mỗi tháng, chúng ta vẫn vượt xa hai nhà kia. Đúng. Đây chính là đại cục lớn mà ta nói. Bạch Chỉ Cảnh nói. Chúng ta biết cách kiếm tiền hơn bọn chúng. Nhưng, cháu không phát hiện ra tỷ suất lợi nhuận của chúng ta vẫn cứ tụt dốc. Năm nay là 9, năm sau sẽ xuống 8 thậm chí là 7. Phá Cục,
tình hình bây giờ không phải là ta sợ chúng ta không có lợi nhuận mà là sợ hai nhà kia sẽ kiếm nhiều lợi nhuận hơn chúng ta. Đây mới là điều ta lo lắng nhất. Vì vậy cháu mới mở ra một con đường tiền tài mới. Về mặt thời gian chúng ta hoàn toàn không có ưu thế. Bây giờ mà đầu tư sản nghiệp vào năng lượng và khoa học hàng không cũng không cách nào đi đầu đón tắt. Bạch Phá Cục nói, có cách để đuổi kịp. Nhưng những cách này không thể bày ra ngoài được. Trời biết đất biết cháu biết ta biết. Bạch Chỉ Cảnh chỉ vào linh vị kia rồi nói, ông ta biết. Là cách gì? Bạch Phá Cục bóp luôn hai mẩu thuốc lá vừa mới được châm, nghi hoặc hỏi. Văn nhân Mục Nguyệt bị chúng trùng độc, Tần Tung Hoành có liên quan bị bắt giữ. Chuyện này cháu đã biết chưa? Bạch Chỉ Cảnh hỏi. Cháu đang xem kịch hay đây? Bạch Phá Cục nói. Nghĩ một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên, lợi hại như chim ưng săn mồi. Là ông? Bạch Chỉ Cảnh không trả lời thẳng câu hỏi của Bạch Phá Cục, mà ngồi dậy từ đệm cói nói, lưỡng hổ đánh nhau, một chết một bị thương. Cho dù là ai chết ai thương, đều là cảnh tượng rất đáng man nhãn. Phật Đà là ông đưa cho Tần Tung Hoành. Bạch Phá Cục cuối cùng đã hiểu rõ ràng nhân tố mấu chốt liên quan đến những chuyện xảy ra gần đây. Văn nhân Mục Nguyệt sở bị trúng độc là bởi vì chậu Phật Đà. Mà Phật Đà được rời từ Hàn Ý Tự đến, chuyện này chắc chắn có liên quan mật thiết đến Hàn Ý Tự. Nhưng mà, hòa thượng của Hàn Ý Tự và Tần Tung Hoành kết giao đã nhiều năm, coi như là bạn bè thân thiết. Hơn nữa Tần Tung Hoành đối đãi với hòa thượng không chút bạc bẽo, còn hay quyên tiền để sửa chữa chùa chiền, đặt mua nhiều đèn nhang dầu thắp. Nếu không phải Tần Tung Hoành cứu tế, thì hòa thượng từ lâu đã chết đói rồi. Bạch Phá Cục từ tin đưa của đám thuộc hạ mới biết được, Tần Tung Hoành rất tin vào Phật, cứ vào dịp lễ Tết đều đi cúng bái. Mỗi khi xong việc đều cùng Vô Phong hòa thượng của Hàn Ý Tự đàm đạo về Phật Pháp, kinh luân pha trà ăn chay. Một vị cao tăng đắc đạo, tại sao đột nhiên lại trở thành con cờ trong tay của ông? Ông đã dùng cách gì cảm hóa hắn vậy? Bạch Phá Cục cười hỏi. Nhà Phật giảng vòng nhân quả, ác giả ác báo, thiện hữu thiện báo, 24 năm trước, ta đã cứu hắn một mạng, 24 năm sau hắn đổi mạng đền ơn cho ta. Đây là thiện báo hay là ác báo đây? Bạch Phá Cục không quan tâm đây là thiện báo ác duyên. Hắn cũng không muốn hỏi hòa thượng kia làm cách nào mà để Phật Đà trong tay Tần Tung Hoành. Một kẻ nội ứng ẩn nấp mấy chục năm, coi ra cũng có chỗ độc đáo. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Tại sao hòa thượng lại là người của ông, sau đó lại trở thành bạn bè tri kỷ của Tần Tung Hoành? Lẽ nào Tần Tung Hoành lại khinh suất thế này tin tưởng vào một kẻ mà không điều tra nắm rõ lại lịch của hắn? Hắn không phải là quân cờ của ta. Bạch Chỉ Cảnh dường như là nhìn thấu suy nghĩ của cháu mình, bèn giải thích. Chỉ là không ngờ đúng vào lúc quan trọng có thể dùng được mà thôi. Nếu không phải vì Bạch gia gặp nguy hiểm, ta cũng bằng lòng vĩnh viễn không gặp hắn. Ánh mắt của Bạch Phá Cục sáng rực nhìn chằm chằm vào ông nội, nói, bây giờ cháu là chủ nhân của Bạch gia, tất thảy sự việc đều do cháu phụ trách. Nếu không có sự cho phép của cháu, kẻ nào cũng đừng manh động. Ông biết là cháu sẽ tức giận, đây cũng là nguyên nhân ông kéo dài đến bây giờ mới nói cho cháu biết. Bạch Chỉ Cảnh nói, Phá Cục, ông hy vọng có một đứa cháu trai. Ông không hy vọng Bạch gia có một kẻ lãnh đạo. Ông cho rằng cháu không bằng hai người kia, và cháu nhất định sẽ thua. Bạch Phá Cục cười to lạnh lùng. Không phải không bằng, mà là cháu không hợp thời. Không phải là sẽ thua, mà đã thua rồi. Bạch Chỉ Cảnh nói tiếp, Phá Cục, cháu muốn sống như một gian hùng hay là muốn chết như một anh hùng? Cháu không muốn chết như một anh hùng, và cũng không muốn sống như một gian hùng. Bạch Phá Cục nói, cháu muốn sống như anh hùng. Anh hùng đều chết. Tần Lạc thì sao? Bạch Phá Cục hỏi. Hắn vẫn còn sống. Chương 601, tự chui đầu vào lưới. Nhưng điều kỳ quái nhất chính là Tần gia vẫn một mực giữ thái độ im lặng, không giống như đang lo lắng, không chạy khắp nơi, không gọi điện cầu cứu mọi nơi, không tức tối kháng nghị, cái gì bọn họ cũng không làm. Cũng bởi vì thái độ khác thường của bọn họ mà làm cho Tần Tung Hoàng với thân phận phức tạp đến giờ vẫn bị giữ tại cục thành phố Yến Kinh. Đồng chí cục trưởng cũng đành chịu, bọn họ không bia nên lập tức thả người hay vẫn tiếp tục giữ lại, không có người nào đủ phân lượng dám mở miệng, không biết bước tiếp theo nên làm gì mới tốt, dường như hết thảy những người đủ phân lượng bàn bạc đều mất tăm mất tích rồi, cái này làm cho Mã Đào thật sự không thể không tức giận, muốn tìm một người xin ý kiến báo cáo cũng chả có. Do vậy, hắn chỉ có thể đi xét hỏi kẻ áo đen, hy vọng tìm kiếm được ít bằng chứng then chốt, mặt khác lại đau đầu nghĩ cách làm thế nào để đối đãi tốt với Tần thiếu gia. Một mình trong phòng giam,
trước mặt là trà thiết quan âm 3.000 đồng, vài chiếc bánh ngọt và hoa quả, thật sự là chả giống một kẻ đi ngồi tủ nào, mà giống một người đang đi nghỉ phép. Tân Tung Hoành cũng rất ung dung, hắn không hề gọi bất kỳ một cuộc điện thoại cầu cứu nào, thậm chí Mã Đào đã 5 lần 7 lượt ám chỉ hắn, hắn cũng chỉ cười tủm tỉm vô cùng thờ ơ, lại nói hắn từ khi đặt chân vào sở cảnh sát liền chủ động tắt đờ máy điện thoại rồi nộp lại cho Mã Đào, nói đây là quy định của sở, hắn không phá lệ được. Rốt cuộc Tần gia có ý gì đây? Tần Tung Hoành nghĩ gì? Phải chăng đang có chỗ dựa hay không sợ hình ảnh bị xấu đi? Với tình hình căng thẳng kỳ quái như thế này, có rất nhiều thế lực đang âm thầm theo dõi suy đoán giống như mạch nước ngầm trong sa mạc, cuối cùng sẽ hình thành xoáy nước thôn tính tất cả tính mạng vật sống. Ánh nắng rực rỡ, đủ loài hoa khoe sắc. Bệnh viện tư nhân của gia tộc Văn Nhân không chỉ có thiết bị tiên tiến và y bác sĩ giỏi còn có cả môi trường điều dưỡng rất tốt, thậm chí ngừa già cả trong gia tộc hay quản lý cấp cao của tập đoàn cũng đều ở đây dưỡng lão. Tần Lạc chậm rãi đẩy chiếc xe lăn trên con đường đầy đá sỏi, xe lăn có lúc khẽ siêu vẹo, nhưng không hề ảnh hưởng đến người bệnh, ngược lại còn đem lại một cảm giác mơ màng muốn ngủ. Kẻ ngồi xe lăn chính là Tần Tranh với bộ dáng uể oải, thân trên được đắp một chiếc khăn mỏng, đôi mắt khẽ khép lại, giống như đang ngủ. Tần Lạc vừa hưởng thụ thời gian hiếm hoi đoàn tu với Tần Tranh, một mặt thưởng thức sắc xuân trong khu vườn này. Mùa xuân của Yến Kinh luôn đến muộn, vội vàng mà cũng rất ngắn ngủi. Chỉ được một cái chớp mắt, mùa xuân liền đã đuổi kịp tới. Kết quả điều tra sao rồi? Tần Tranh đột nhiên cất tiếng hỏi. Sao cơ? Tần Lạc kinh ngắc nói. Người muốn phương thuốc, bọn chúng là ai? Tần Tranh hỏi. Hơn 20 năm trước, nghĩa tử của ông ta biết rời khỏi con đường sai lầm mới có thể thoát khỏi cái chết, thì 20 năm sau, Tần Minh cháu trai ông ta một tay nuôi dưỡng lại nhắc lại sư phản bội. Hai lần liên tiếp thế này, đến cả kẻ có lòng khoan dung độ lượng lắm cũng khó có thể tiêu tan sự căm giận. Hơn nữa, những kẻ này vẫn đang âm thầm ẩn núp ở bóng tối nhìn chằm chằm vào ông ta, trước khi nghiền nát con mồi thì bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tần Tranh không sợ chết, Tần Tranh là sợ Tần Lạc chết trước. Bước đầu đã tìm ra kẻ bị tình nghi, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tần gia, Tần Tranh bình tĩnh hỏi. Tần Lạc nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn ông nội nói tiếp. Sao ông biết được vậy? Ông nội cũng giống mình, chỉ đơn thuần là bác sĩ, không phải người giỏi mưu tính, ông chưa bao giờ ở trong phòng bệnh nói về bọn cướp, lại càng không có sức nào nhắc đến danh tính kẻ bị tình nghi, ông nội một câu đã phán đoán ra, thật sự làm trong lòng hắn không khỏi thắc mắc. Văn Nhân Đình đã đến đây, Tần Tranh chậm rãi nói. À, cháu đã nghe Hoán Khê nói tới. Tần Lạc gật nhẹ đầu, ông ấy đã nói với ông nội chuyện này. Không. Ông ta chỉ đến để kể những vấn đề gia tộc Văn Nhân đang mắc phải. Đây cũng không chỉ là chỗ khó của gia tộc Văn Nhân, mà cũng là vấn đề của hai nhà, trong lúc ba nhà đang tranh đấu kịch liệt, bọn họ cũng cảm thấy áp lực là đương nhiên. Tần Lạc đưa ra những phân tích của mình, những ngày gần đây hắn chỉ chăm chỉ nghiên cứu những tư liệu liên quan đến tam đại gia tộc, phải dùng một thời gian dài mới có thể tìm hiểu hết số lượng tài sản khổng lồ của bọn họ, rồi hắn tiếp tục phân tích những ưu khuyết điểm, theo số lượng tài sản thì Bạch gia đứng đầu. Thứ hai là Tần gia, thứ ba mới đến gia tộc Văn Nhân, nhưng dựa vào tiềm lực phát triển sau này thì có thể nói chắc chắn đứng đầu phải là Tần gia, Văn Nhân xếp thứ hai, còn Bạch gia tiềm lực hung mạnh nhất hiện nay sẽ chỉ xếp cuối cùng thôi. Bạch gia lo lắng những kẻ hậu nhân sau này của Tần gia và gia tộc Văn Nhân, Tần gia ở giữa lại bị kẹt vào thế khó xử, còn gia tộc Văn Nhân cần phải đề phòng thảm kịch 20 năm trước tái diễn, bất cứ nhà nào cũng có vấn đề đau đầu. Cháu tham gia, Tần Tranh bất ngờ hỏi. Cháu muốn giúp Mục Nguyệt, Tần Lạc tiếp, Văn Nhân Mục Nguyệt vừa mới khỏi bệnh, bên cạnh lại không có người nào đáng tin cậy, vì vậy. Cháu thích nàng ta, Tần Tranh ngắt lời Tần Lạc hỏi lại hắn. Điều này, Tần Lạc ngẩn người, ngập ngừng rồi nói, không có đâu, cháu chỉ cảm thấy một mình nàng ấy gánh vác trách nhiệm nặng nề này thật sự rất đáng thương, hơn nữa, kẻ muốn tranh đoạt dược liệu cũng là kẻ bắt cóc ông, cháu thấy chúng ta có cùng kẻ địch, cháu phải báo thù cho ông. Cháu đã yêu nó. Tần Tranh khẳng định chắc chắn. Tần Lạc hơi đắn đo nhưng hắn cũng phải đem chuyện giao dịch với Văn Nhân Mục Nguyệt cho ông nội nghe, lại vừa sợ làm ông nội vì quá kích động mà làm rách vết thương vừa mới khép lại. Đã thích nó, sao lúc đầu còn chạy đến Yến Kinh từ hôn? Hoán Khê cũng là một đứa tốt, cháu định ra sao? Tần Lạc cũng cảm thấy vô cùng buồn phiền về vấn đề này, liền nói, cháu chưa nghĩ ra. Hắn thả lỏng tay khỏi xe lăn. Mắt nhìn xa xăm về hướng tòa nhà bệnh viện đồ sộ như núi, nói, hai chúng cháu không thể được. Văn Nhân Mục Nguyệt giống như tòa nhà lớn trước mặt,
còn bản thân Lai chỉ giống như một điểm nhỏ bé tô điểm vào bức tranh phong cảnh này, có cũng thế mà không có cũng thế. Mỗi một người đàn ông trong Tần gia chúng ta đều có bổn phận của mình, không chiếm được lợi của người khác thì cũng không được để mình bị thiệt, không bạc tình bạc nghĩa thì phải dám nhận trách nhiệm, phụ kiện thực phẩm thân tâm và chuyện Tần Minh cháu đều xử lý rất tốt, nhưng về mặt tình cảm, thì đừng làm tổn thương người ta. Tần Tranh Ân cần dặn dò cháu mình. Ông nội, cháu biết rồi. Tần Lạc gật đầu nói. Một người đàn ông mặc đồ tây màu đen trông ưa nhìn đi đến, hắn đứng đằng sau cách Tần Lạc không xa, nhưng không lập tức tiến đến. Tần Lạc quay đầu lại nhìn hắn nói, ông nội, nhân diệu đến thăm người rồi. Bảo với hắn, ông không trách hắn, đây không phải lỗi của hắn. Tần Tranh thở dài nói, thật đúng là oan ức cho hắn. Tôn nhân diệu được sư giao phó của Tần Lạc đưa Tần Tranh đến kinh, không hề nghĩ rằng trên đường bị kẻ khác đánh lén, hắn được sự yểm hộ của Tần Tranh mới có thể chạy thoát được, nhưng đổi lại suýt chút nữa là Tần Tranh bỏ mạng vào tay bọn chúng. Sau chuyện này, hắn vô cùng hổ thẹn, quỳ gối trước giường bệnh của Tần Tranh không chịu đứng lên, chỉ đến khi Tần Lạc sai người đánh hắn ngất xỉu mới đưa được hắn vào bệnh viện điều trị, nhưng mà sau khi bệnh khỏi hắn lập tức quay về Dương Thành. Một mực ở lại Yến Kinh, hắn đến thăm Tần Tranh mấy lần nhưng không dám lại gần, chỉ đứng ở xa nhìn. Tần Lạc hiểu rằng, trong lòng hắn cảm thấy hổ thẹn, tự trách bản thân mình được một ông già yểm hộ mà chạy trối chết, càng trách hơn là phụ lòng nhờ vả của bạn bè, Tần Lạc khuyên hắn mấy lần mà không được, cũng đành bỏ mặc đó. Tần Lạc cũng đồng ý nói, tâm bệnh thì cần phải có thuốc chữa tâm, tìm được hung thủ rồi tự khắc tâm bệnh hắn sẽ khỏi. Yến Kinh nguy hiểm, cần phải chú ý cẩn thận đó. Tần Tranh vỗ vỗ tay của Tần Lạc, vẻ mặt đầy quan tâm dặn dò. Cháu biết rồi, ông nội, Tần Lạc tiếp tục nói, phải nhờ Hoán Khê chăm sóc người một lát, cháu đi rồi sẽ về thôi. Lúc Tần Lạc đang nói chuyện, từ xa Lâm Hoán Khê đã cùng với bối bối nhẹ nhàng đi đến, mặc một bộ quần áo thể thao, đôi giày màu xanh, tóc buộc gọn gàng như đuôi ngựa, Lâm Hoán Khê trông thật đầy sức sống, cũng ở nhà nhiều hơn, thoạt nhìn đưa lại cho người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Anh một lát nữa sẽ về, Tần Lạc cười nói với Lâm Hoán Khê. Có nên mời nhân diệu ăn cơm? Lâm Hoán Khê hỏi, anh ấy đến Yến Kinh mà chưa đến nhà lần nào. Lần trước đến Dương Thành, Lâm Hoán Khê cũng đã quen với Tôn Nhân Diệu. Tôn Nhân Diệu vì muốn tiếp đón nàng, thậm chí đã mở bữa tiệc lớn trên thuyền Châu Giang Hoa. Tôn Nhân Diệu bây giờ đến Yến Kinh, Lâm Hoán Khê là chủ nhà thật sự phải tận tình đón tiếp anh ta. Tần Lạc nghĩ rồi mới mở miệng. Tạm thời không thể, tất cả mọi người đều đã đủ bận rồi, đợi đến khi nào mọi chuyện xử lý xong, mời nhân diệu tới hả, em đích thân xuống bếp làm vài món là được. Được, Lâm Hoán Khuê đáp gọn gàng. Nghe cháu nội và cháu dâu nói chuyện, vẻ mặt nghiêm khắc của Tần Tranh không khỏi hiện ra một nụ cười hiền hậu. Tần Lạc đến trước mặt Tôn Nhân Diệu, trách cứ, không phải đã nói với cậu rồi sao? Thương thế còn chưa khỏi, không cần chạy khắp nơi như thế. Ông nội bảo với cậu đây không phải lỗi của cậu, ông không trách cậu đâu. Anh thừa biết tôi là người như thế nào, không cần phải khuyên nữa. Tôn Nhân Diệu lắc đầu nói, bởi vì bị thương và trải qua thời gian không tốt đẹp gì, cổ họng của hắn có đôi chút khàn khàn, nhưng đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cái giọng ẻo lả của hắn vẫn thế không chút gì thay đổi. Tần Lạc biết hắn là loại người gì, hắn là kẻ điên, kẻ biến thái, nhưng vẫn là một huynh đệ tốt. Cậu đã điều tra ra gì rồi? Tần Lạc đành chuyển đề tài, hắn biết nguyên do Tôn Nhân Diệu không về nhà mà ở lại Yến Kinh này, chính là hắn muốn báo thù, phải báo thù cho Tần Tranh. Đây là điều quan trọng nhất hiện nay, cho dù ở tại Yến Kinh Long xà hỗn tạp này cũng không thể thay đổi được bản chất. Tôi đưa anh đi gặp một người Tôn Nhân Diệu nói, trên khuôn mặt không chút thái độ nào, giống như một thiếu niên lạnh lùng bước từ trong truyện tranh ra vậy. Ai? Bạch Tàn Phổ Tôn Nhân Diệu nói. Là hắn. Vẻ mặt Tần Lạc không giấu nổi ngạc nhiên, vội nói, cậu liên lạc với hắn. Lần trước Tôn Nhân Diệu có mâu thuẫn với Đồng Tước Đài và Bạch Tàn Phổ, là bản thân đánh vào đầu Bạch Tàn Phổ hơn nữa còn lấy thẻ long tức mới đưa hắn đến. Tuy Bạch Tàn Phổ không trả thù, nhưng cừu hận đã kết, bây giờ tại sao lại tư đưa mình vào lưới? Chương 602, Thảo Cổ Bà Chi Tử. Đây là lần thứ hai Tần Lạc đến Đồng Tước Đài. Lần trước đã cách đây một năm rồi. Trong mắt của một số người, hắn xác thực là một nam nhân tốt không trêu hoa ghẹo nguyệt. Đương nhiên, những người biết nội tình đều biết hắn chỉ không đến các quán bar hay các hội quán mà thôi. Tính từ khi hắn còn bé ở Dương Thành, ngoài thẻ thư viện ra, cho đến giờ hắn cũng không có bất cứ thẻ hội viên của một câu lạc bộ nào cả. Từ xưa anh hùng sánh với mỹ nhân, Tần Lạc bị người khác cho là anh hùng,
ít nhất thì tự hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng, thế gian này có bao nhiêu phụ nữ có thể đạt được hai chữ, mỹ nhân, chứ? Lần đầu tiên tới đây là vì Tôn Nhân Diệu bị hãm hại dẫn đến phát sinh xung đột với người đứng đầu Đồng Tước Đài là Bạch Tàn Phổ. Sau khi Tần Lạc nhận được điện thoại liền vội vàng chạy tới. Lúc đó, bên cạnh hắn còn có Vương Cửu Cửu. Cũng vì có Vương Cửu Cửu đi cùng, hắn mới có thể tiến vào cửa lớn đầy thủ vệ xâm nghiêm, nhất định cần có thẻ hội viên mới có thể vào này. Không ngờ, lần thứ hai đến đây lại đi cùng Tôn Nhân Diệu. Lúc Tôn Nhân Diệu rút từ trong túi ra thẻ hội viên cấp cao nhất màu tử kim ra, làm thủ vệ vô cùng trịnh trọng cúi đầu hành lễ, trong lòng Tần Lạc cảm thấy cổ quái. Trên thế giới này quả nhiên không có cửu hận vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Lúc ấy Tôn Nhân Diệu và Bạch Tàn Phổ đối đầu găng như vậy, trong nháy mắt lại trở thành bằng hữu. Có lẽ, điều này đối với Tần Lạc mà nói thì rất khó mà làm được. Trong mắt hắn, yêu là yêu, hận là hận, cho nên, hắn chỉ có thể là anh hùng, mà không có khả năng trở thành kiêu hùng. Như cảm giác được vẻ mặt khác thường của Tần Lạc, Tôn Nhân Diệu chủ động giải thích, tất cả mọi người đều là nhân vật trên một ván cờ, không cần phải vì một người phụ nữ mà gây ra xung đột. Huống hồ tôi là người bị hãm hại, nếu như chúng ta cố chấp là địch, không phải là để cho người núp trong bóng tối hưởng lợi. Không cần giải thích, Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi không làm được điều này, nhưng không ngại người khác có thể làm được. Lòng của cậu tốt hơn tôi nhiều. Dứt bỏ thành kiến thì không nói làm gì, Bạch Tàn Phổ là loại hình nam nhân ta thưởng thức. Hơn nữa, thế lực của hắn ở Yên Kinh Thâm Căn Cố Đế, có việc tôi vẫn cần nhờ hắn. Tôn Nhân Diệu ánh mắt thâm trầm nói, chỉ có lúc này, vẻ ngoài tuấn tú của hắn mới có thể so sánh được với Lâm Chí Linh, mà coi hắn là một bằng hữu đáng tin cậy, một nam nhi hiểu được mưu lược tranh đoạt. Lúc hắn phái người đưa tới thẻ hội viên cao nhất của Đồng Tước Đài, tôi đã nhận thiện ý hắn biểu đạt. Ánh mắt Tần Lạc nhìn Tôn Nhân Diệu đầy quỷ dị, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ rất hoang đường. Tôn Nhân Diệu rất mẫn cảm nhíu mày, nói, gần như thiện ý. Tôi còn thích phụ nữ. Tôi không có ý này. Tần Lạc vội vàng phủ nhận, Nhân Diệu, tôi tin tưởng cậu. Cho nên cậu tự do kết giao bằng hữu, không phải sợ tôi hiểu lầm. Quan hệ của tôi với hắn và tôi với anh khác nhau. Tôn Nhân Diệu nói như hứa hẹn. Tần Lạc có chút không chấn định. Lời này sao lại nghe quái dị đến thế? Tựa như một nam nhân nói với một nữ nhân, quan hệ của tôi với Lưu Nhược Anh không giống quan hệ của tôi với anh, tôi yêu anh nhiều hơn. Đồng Tước Đài không chỉ là một câu lạc bộ vui chơi hưởng thụ, lại còn cung cấp biệt thự quán rượu, phòng nghỉ cho khách đến nghỉ ngơi. Xe chạy thẳng vào trong, đến biệt thự phía sau Đồng Tước Đài mới dừng lại. Có người mặc áo đen chạy tới mở cửa, sau đó Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu mới nhấc chân đi ra. Có bằng hữu từ phương xa tới, thất kính, thất kính. Bạch Tàn Phổ hiển nhiên đã biết Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu tới, đang từ trên biệt thự đi xuống, tự mình đi tới nghênh đón. Mày rậm mắt to, đường nét thô cuồng, so với lần trước có một ít tóc dài quá che mất nửa hai mắt, mặc một bộ vest đen, sơ mi bên trong màu trắng, như là cán bộ lãnh đạo cao cấp trong các cơ quan. Nam nhân của Bạch gia lớn lên rất khó coi, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Giống như Tôn Hồng Lôi và Nhậm Đạt Hoa, bọn họ dù đứng trước một đám đông cũng không hề thua kém chút nào. Có những người có khí thế, không liên quan gì đến dung mạo mà liên hệ chặt chẽ với khí chất. Không tính là xa, Tần Lạc vừa cười vừa nói, bắt tay Bạch Tàn Phổ. Ít nhất về lễ nghĩa hắn cũng phải giữ thể diện cho Bạch Tàn Phổ. Cũng không thể quá mức đến vươn tay tát vào khuôn mặt đang cười được. Hơn nữa, lần trước là hắn đánh vỡ đầu người ta chứ có phải bị người ta đánh đâu. Cái mà tôi nói không phải là khoảng cách, lời lẽ của Bạch Tàn Phổ sắc bén. Điều này làm cho Tần Lạc có ảo giác, có vẻ như đứng trước mặt hắn không chỉ là anh họ của cuồng nhân Bạch Phá Cục, Bạch Tàn Phổ mà còn là một nam nhân cuồng vọng và cơ trí. Lời nói của hắn đầy tính công kích nhưng lại rất có đạo lý, luôn không để cho người khác phản bác. Mà với hiểu biết của Tần Lạc về Bạch Tàn Phổ thì kẻ này có lẽ phải coi là kẻ điên mới đúng, so với ngoại hiệu của hắn thì thực là hợp. Trong lòng Tần Lạc vừa nghĩ vậy, Bạch Tàn Phổ liền lộ ra bản tính, tôi không phải là kẻ chỉ chịu thiệt, anh có thể ra ngoài tìm hiểu. Bạch Tàn Phổ tôi đã bao giờ bị người khác đánh vỡ đầu chứ? Nếu không phải là có quan hệ với Tôn Nhân Diệu, tôi cũng không vui vẻ gì để anh vào Đồng Tước Đài. Đương nhiên, nếu như không có Tôn Nhân Diệu dẫn đường, chắc anh cũng sẽ không tới. Đây mới chính là Bạch Tàn Phổ, Tần Lạc thầm nghĩ. Tôi cũng không phải người thù dai. Tần Lạc nói thẳng, chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Tôi cũng không để trong lòng. Quân tử báo thù,
10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, 100 năm không muộn. Bạch Tàn Phổ nói, tôi là tiểu nhân, tôi thù rất dai, người đắc tội với tôi sẽ nhớ hắn cả đời. Ngừng lại một chút, thấy vẻ mặt của Tần Lạc không có gì vui vẻ, Bạch Tàn Phổ cười lớn, đương nhiên, người tôi nói không phải là anh, chỉ là muốn cho anh hiểu rõ tính cách của tôi. Tôi nghĩ, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ làm bằng hữu. Tôi không dễ kết giao bằng hữu. Tần Lạc híp mắt cười. Bạch Tàn Phổ sắc mặt đại biến, đang lúc muốn nói chuyện, Tần Lạc đã nói trước, đương nhiên, nếu như anh có đủ thành ý, tôi tất nhiên rất mừng được trở thành bằng hữu của Bạch Đại Ca. Hai người ánh mắt chạm nhau, sau đó một người cười lớn, một người lại cười nhạt. Bạch Đại Ca tìm tôi muốn kết giao bằng hữu. Tần Lạc lên tiếng hỏi. Kết giao bằng hữu là tất nhiên. Bất quá, tạm thời tôi chưa thể mời Tần huynh đệ vào nhà uống rượu nói chuyện được. Tôi dẫn mọi người đi xem thứ này. Bạch Tàn Phổ mời Tần Lạc. Một thứ, Tần Lạc hỏi. Một người, Bạch Tàn Phổ lập tức sửa lại. Men theo biệt thự đi vào vườn sau, chỗ này sớm đã có người đứng canh. Thấy Bạch Tàn Phổ đi tới, hai người mặc đồ đen vội mở cửa sắt. Bước vào trong cổng, đập vào mắt là một mảnh rừng hoang vu. Nhưng, một con đường mòn nối thẳng đến chỗ sâu trong rừng rậm. Đi thêm khoảng 2 phút, phát hiện ra phía trước có một hang động. Giữa khu rừng, có một khu vườn nhỏ do lan can gỗ bao quanh. Bạch Tàn Phổ dẫn đầu đi vào trong tiểu viện, đẩy một gian cửa gỗ ra. Trước mắt mọi người là một thi hài phụ nữ nằm trên giường gỗ. Người này tướng mạo thanh tú, màu da tím đen. Theo suy đoán của Tần Lạc, đâu không phải là tình trạng tự nhiên của người chết. Hẳn là đã trúng độc trước khi chết. Cô ta tóc rối tung, trên người mặc một bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ cổ quái. Trên cổ có rất nhiều vòng bạc, ngay cả trên mũi và lỗ tai cũng có không ít lỗ. Khiến người khác nghi hoặc là, hai tay cô ta còn nguyên, nhưng 10 đầu ngón tay lại đều bị chặt đứt. Chỗ nứt vẫn còn loang lổ máu, chắc rằng cô gái này trước khi chết đã bị tra tấn vô cùng tàn khốc. Tần Lạc nhìn thấy thi thể này đã nhận ra, nhưng vẫn giả bộ không biết hỏi, cô ta là ai? Đưa chúng tôi tới đây làm gì? Cô ta chính là người hạ cổ, Bạch Tàn Phổ nói. Làm sao biết được? Trước khi các anh đến, tôi đã nhờ chuyên gia đến xem. Quần áo trang phục và những hình xăm trên người đều chứng minh cô ta đến từ Miêu Cương. Bạch Tàn Phổ nói. Điều này không thể chứng minh được gì. Tần Lạc nói, phụ nữ đến từ Miêu Cương trên đất Hiến Kinh rộng lớn này không 1.000 thì cũng 800. Anh thế nào có thể khẳng định đây chính là người hạ cổ? Dù bên ngoài có đồn Miêu Cương rất nhiều cổ bà, nhưng không phải ai cũng hiểu được cách dưỡng cổ. Hơn nữa, đại đa số mọi người đều rất căm ghét. Bạch Tàn Phổ ngoắc tay về phía một người đàn ông khoác áo trắng. Người này lập tức hiểu ý, lập tức vén quần áo của cô gái này lên. Ánh mắt Tần Lạc lập tức tập trung trên ngực cô ta, đồng tử đột nhiên co lại. Không phải vì bộ ngực này lớn hay đẹp thế nào, cũng không phải vì làn da trắng nõn. Mà vì gần tim cô ta có một lỗ hổng. Lỗ hổng này không phải do súng hay dao đâm thủng, cũng không phải do thứ gì đó sắc bén gây nên. Miệng lỗ không bằng phẳng, mà có dấu vết rách, như là có loài trùng nào đó xé rách chui ra. Vì da có tính dai, nếu chỉ đục ra thì không ra được nên mới xé rách vết thương. Trùng cổ, Tần Lạc không xác định hỏi. Hắn chỉ nghe nói thế gian có loài vật hung ác này, nhưng không ngờ rằng nó thực sự tồn tại. Hơn nữa cư nhiên có người dù nó trên cơ thể người khác. Trong lòng Tần Lạc không ngừng run rẩy, không phải rét lạnh mà là sợ hãi. Nếu có người nắm giữ thủ pháp giết người như vậy, thực sự là rất kinh khủng. Hơn nữa phương thức hạ cổ vô cùng cổ quái, khiến người khác khó lòng phòng bị. Ngay cả văn nhân Mục Nguyệt được bảo vệ tầng lớp như nguyên thủ quốc gia mà còn bị bọn họ giáp tâm hạ độc, huống chi người khác không ai bảo vệ. Nghĩ đến mấy người Lâm Hoán Khê, Lâm Thanh Nguyên, Bối Bối có khả năng bị uy hiếp, trong lòng Tần Lạc đột nhiên tràn đầy tức giận. Kẻ này đáng chết. Anh lại xem cái này chút. Đây, Bạch Tàn Phổ lại nói. Thế là, có người đưa tới một cái hộp bằng đồng. Chương 603, ai vụ oan ai? Ánh mắt của Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu ghim chặt vào chiếc hộp với vẻ hiếu kỳ, Bạch Tàn Phổ liền ra lệnh, mở hộp ra. Người đeo kính gật đầu, lần lượt mở khóa chìm dần dần hé nắp hộp ra. Nằm ở giữa hộp là một loài bò sát, giống như sự kết hợp giữa cua và bò cạp, phần trên của nó vươn dài một đôi kìm lớn hai bên là hai hàng chân nhỏ và một cái đuôi dài phía sau, vỏ trên mình cứng rắn như loài nhộng, óng ánh màu vàng, trên cùng là một cá đầu nhọn, xem ra đây là loài vô cùng hung hãn. Thân thể của nó bẹp bẹp,
nội tạng đã trào ra ngoài, giống như bị ai đó giẫm cho nát bét. Kim tầm tộc, Tần Lạc ngạc nhiên, hắn đã từng đọc trong trang sách loài trùng kỳ dị này, không ngờ một ngày lại có thể tận mắt nhìn thấy nó từ đó chui ra. Đúng vậy, lúc chúng ta tìm thấy cô ta, nó vẫn trong thân thể, lúc chuyên gia kiểm tra thi thể, nó phát giác sự nguy hiểm liền đục lỗ chui ra. Bạch Tàn Phổ giải thích kỹ càng. Tần Lạc nghe vậy liền gật đầu, nói, tôi vẫn không hiểu, tại sao anh chắc chắn cô ta chính là người hạ độc Mục Nguyệt. Cô ta mặc quần áo miêu cương, đeo trang sức miêu cương, trong người có loài kim tầm trùng cổ cùng lắm chỉ có thể là thảo cổ bà hoặc là người bị thảo cổ bà hại chết, với kẻ hạ độc Mục Nguyệt có liên quan gì đây? Có đủ chứng minh cô ta là người hạ độc không? Dựa vào suy đoán, Bạch Tàn Phổ chậm rãi nói đưa cái túi đó ra đây. Tên vệ sĩ áo đen tức khắc liền mang lại một cái bao vải thêu rất nhiều hoa văn chìm, một phần đã bị nhuộm đỏ do máu. Hắn cầm bao vải trong tay lắc lên rất mạnh, rồi dốc ngược túi đổ ra một số đồ, một cái hộp làm bằng xương cốt, chổi long gà để nhúng vào máu, có răng của một số động vật, chút ít tiền bạc, gây chú ý nhất là một cành Phật đà. Đoạn Phật đà này đã khô, xem ra đã cắt đứt đường sống của nó. Những vật này đều của cậu ta. Bạch Tàn Phổ nói cái túi này được đặt ngay bên cạnh thi thể cô ta. Tìm thấy thi thể này ở đâu vậy? Cửa sau của Đồng Tước Đài. Đồng Tước Đài, Tần Lạc khẽ kinh ngạc. Đây là lý do ta nhờ nhân diệu đưa cậu tới. Bạch Tàn Phổ cười nhạt nói tiếp, vốn dĩ đây là ân oán của Tần gia và gia tộc Phan Nhân. Bạch gia tuy rất thông cảm với việc Mục Nguyệt gặp nạn, nhưng cũng không muốn xe chân vào việc này. Nhưng giờ thì có kẻ vứt xác đến sau Đồng Tước Đài của ta, chính là muốn kéo Bạch gia chúng ta vào bùn. Ý của anh nói là bị kẻ khác vu oan hãm hại. Xác thực là vậy, Bạch Tàn Phổ nói chúng ta chỉ muốn giữ vị trí trung lập, không muốn cuốn vào tranh chấp giữa hai nhà, cậu là người Mục Nguyệt tín nhiệm nhất, hãy truyền đạt thiện ý của chúng ta với cô ấy. Tần Lạc nhìn thoáng qua lỗ máu trên thi thể, vừa cười vừa nói, tôi hiểu rõ ý của anh. Cảm ơn, Bạch Tàn Phổ nói. Có điều, anh xác định rõ chuyện này không liên quan gì tới anh. Tần Lạc pha chút ý châm biếm trong giọng nói. Rốt cuộc, Bạch gia cũng là một trong tam đại gia tộc, có thể châm ngòi cho chiến tranh hai nhà, còn bản thân thì ở giữa làm ngư ông đắc lợi, anh không phải là hung thủ ẩn mặt đứng đằng sau đấy chứ. Bạch Tàn Phổ cười ha hả, vì vậy, để xem năng lực giải trừ mê hoặc của các người tới đâu. Hạ độc Mục Nguyệt, hại người thân của ta, mối thù này nhất định phải báo. Nụ cười trên mặt Tần Lạc vụt biến mất, giọng nói cũng chợt trở nên nghiêm túc. Chúc cậu sớm tìm được hung thủ thật sự. Bạch Tàn Phổ thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc. Tôi còn phải đi thăm người bệnh, không quấy rầy nữa. Tần Lạc nói về phần lời của anh chuyển cho Mục Nguyệt, tôi nhất định sẽ nói. Tần Lạc liếc nhìn Tôn Nhân Diệu rồi quay người ra khỏi căn nhà gỗ. Hắn không tin, cậu tin chứ? Bạch Tàn Phổ hỏi Tôn Nhân Diệu trước mặt. Không tin, Tôn Nhân Diệu đơn giản nói. Vì sao? Bạch Tàn Phổ hỏi. Bởi vì anh ta không tin. Đúng là an em tốt. Giọng Bạch Tàn Phổ đầy cảm thán. Tạm biệt, Tôn Nhân Diệu chào Bạch Tàn Phổ rồi nhanh chóng đuổi theo Tần Lạc. Bạch Tàn Phổ vẫn đứng vậy một lát, đợi bóng dáng hai người biến mất mới dẫm mạnh chân bước vào cửa một căn phòng nhỏ bên trong, nhìn bề ngoài gian phòng gỗ này với gian kia không thể phân biệt được, rất dễ bị người ta bỏ qua. Với lại chả có ai nhàn rỗi chạy tới đẩy cửa mở từng gian phòng ra tra xét, rõ ràng Bạch Tàn Phổ cũng sẽ không cho phép hành vi như vậy. Các ngươi không cần vào. Bạch Tàn Phổ ra lệnh. Dạ, cả đám thuộc hạ đồng thời nói to, sau đó tự động đi ra bên ngoài. Bạch Tàn Phổ không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào. Người hắn vừa mới vào, rất nhanh khép cửa lại, do vậy gian nhà vừa mới le lói ít ria sáng giờ lại phủ đầy bóng tối. Trong nháy mắt vài tia sáng lọt vào, vẫn thoáng nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ miêu cương đang trong tư thế xếp bằng trên giường gỗ, mái tóc dài buông xõa vụ xù, hai hốc mắt thật sâu. Trong mắt rõ nét những tia máu đỏ, dường như một người đã rất lâu không chợp mắt. Quan trọng nhất, người phụ nữ này cùng với người lúc nãy bị trùng cổ xuyên qua tim vài nét tương đồng. Hắn đi chưa, người phụ nữ này dùng một giọng lơ lớ không chuẩn, âm thanh vô cùng cứng ngắc, âm u cứ như phát ra từ cương thi trong cổ mộ, làm cho người ta một cảm giác kinh sợ, lại giống như kẻ lâu ngày không giao tiếp với ai, đã quên mất cách phát âm đọc chữ thế nào. Đi rồi, Bạch Tàn Phổ nói. Hắn móc từ trong túi quần ra một điếu thuốc, ung dung châm lửa, ánh lửa vụt sang rồi vụt tắt, nhưng cũng đủ làm nổi bật những đường nét khủng bố trên khuôn mặt méo mó trên khuôn mặt người đàn bà này, đóm lửa trên điếu thuốc lập lòe này lại càng làm gương mặt thêm mờ ảo,
để lại chút ít dư vị nam nhân. Hắn ta tin không? Không tin. Không tin. Tôi cũng không tin, Bạch Tàn Phổ cười nói. Điều này quá rõ ràng, thủ pháp biểu diễn quá ư vụng về. Vậy tại sao vẫn làm? Tôi muốn hắn lạc vào trong sương mù, Bạch Tàn Phổ tiếp tục. Người Tần gia rất thông minh, tên Tần Tung Hoành nhân vật trọng yếu của Tần gia đã bị bắt, mà bọn họ vẫn có thể không chút động tĩnh gì, để mặc hắn trong sở cảnh sát. Chả khác gì đưa ra một tín hiệu cho nhà văn nhân, bọn họ vô tội. Vậy thì chúng ta cũng sẵn lòng tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát. Không phải Tần gia, vậy thì Bạch gia, bọn họ chắc chắn sẽ chuyển nghi ngờ lên chúng ta. Bạch Tàn Phổ phân tích kỹ càng, ta không thể rơi vào thế bị động bị bọn chúng hoài nghi, ta cũng phải chủ động dâng tặng chứng cứ và manh mối cho bọn chúng, tôi phải dâng tặng mưu đồ của chúng ta cho bọn chúng xem. Tôi không hiểu. Tôi trước cũng không hiểu. Bạch Tàn Phổ nói tiếp, người thông minh đều là những kẻ đa nghi, nếu để bọn chúng chủ động nghi ngờ chúng ta, sẽ âm thầm điều tra, với cách làm của Tần gia bây giờ, thậm chí có thể tập trung vào mục tiêu là ta, nhưng nếu ta lại nói cho bọn chúng biết có kẻ muốn vu oan hãm hại, vậy thì bọn chúng liền nghi ngờ đây là nghi trận, nhưng sự ngờ với Tần gia, Tần Tung Hoành sẽ nhiều hơn. Tần Tung Hoành có biệt danh là Trí Công Tử, cách thức làm việc của hắn không bao giờ để người khác thấy kỳ quái, còn ta đây là kẻ điên, Bạch gia còn lâu mới đuổi kịp. Bất luận thế nào, hai nhà Bạch Tần không thể thoát khỏi liên quan, cái mà chúng ta làm là để tăng cao khả năng Tần gia là hung thủ, vậy là đủ rồi, lúc này, bọn họ tự nhiên sẽ công kích Tần gia, đây là nhân tâm, là nhân tính, tuy tôi không thích ông ta, nhưng không thể không thừa nhận ông già đó đúng là có trí tuệ lớn. Ai? Người phụ nữ này hỏi. Đây không phải là người cô cần biết, văn nhân Mục Nguyệt không chết, kế hoạch ban đầu bị thất bại, bây giờ phải chuyển qua mục tiêu tiếp theo. Muốn tấn công những kẻ khác. Tần Lạc. Sao lai là hắn? Hắn là vật tế thích hợp nhất trong lúc này. Trong ánh mắt của Bạch Tàn Phổ lóe lóe lên tia ác độc, vừa cười vừa nói, không phải hắn chết thì rất nhiều kẻ sẽ điên cuồng theo sao. Lúc đó, bọn chúng sẽ chẳng còn lý trí tiếp tục đợi nữa. Dừng lại một chút, hắn nhả ra một luồng khói trắng, nói tôi hy vọng hắn sẽ chết. Nhưng tôi cần một thời gian để nghỉ ngơi nữa, điều khiển trùng lần trước không thành làm tổn hao rất nhiều tinh lực. Người đàn bà này nói để phối hợp diễn trò, một con tầm cổ đã chết, muốn chứng hóa một con khác, ít nhất cần 100 ngày. Tôi không có thời gian, cô không phải nói rằng có một người còn lợi hại hơn cả cô. Đúng vậy, đó là cổ vương của chúng tôi, đệ tử cổ vương đời trước là cổ vương của chúng ta. Thủ pháp điều khiển của cô ta lợi hại nhất, không kẻ nào sánh bằng, nhưng cô ta sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Giọng nói của người đàn bà có thể thấy rõ sự tôn kính trong đó, càng không tiếp nhận sự chỉ đạo của kẻ khác. Trả tiền cũng không được. Không được. Rất nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền. Cũng không được. Bạch Tàn Phổ lại càng cảm thấy hứng thú với cổ vương, nói tiếp, người không tham tiền đều là những người có năng lực thật sự. Bởi vì lấy được tiền của kẻ khác đối với bọn họ mà nói quả thực quá dễ dàng, tôi cần sự giúp đỡ của cô ta, tôi nghĩ, cô nhất định có cách mời cô ta tới. Có, người đàn bà này thẳng thắn trả lời, nếu tôi nói với cô ta, di bà của cô ta bị tầm cổ độc hại chết, cô ta nhất định sẽ rất tức giận. Di bà của cô ta? Chính là thế thân của tôi. Tiếp tục nói, cô ta là cô nhi, là di bà nuôi lớn cô ta, nhưng được cổ vương đời trước thu làm môn đồ, liền cắt đứt liên lạc. Bạch Tàn Phổ gật nhẹ, cô hãy trở về làm đi, nếu một lần nữa làm hỏng chuyện, không chỉ có thế than của cô chết đâu. Hung mang trong mắt thảo cổ bà chợt lóe, sau đó rất nhanh biến mất. Không cần phải uy hiếp ta, tại Miêu Cương, không kẻ nào dám đắc tội ý với người dưỡng cổ. Ở đây khác, Bạch Tàn Phổ khinh thường nói, thứ nhất, ta không sợ chết, thứ hai. Bạch Tàn Phổ lấy từ trong người ra khẩu sung lục ngắn, giơ tay bắn về phía thảo cổ bà đang ngồi nói. Đạn giết người còn nhanh hơn cô phóng trùng giết người. Thảo cổ bà thất kinh vội vàng lập cập quỳ xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy sợ hãi. Chương 604, có một tình bạn bất ly khai. Không khí vùng ngoại ô tốt hơn thành phố nhiều, Tần Lạc hạ cửa kính xe xuống, luồng không khí trong lành nhanh chóng tràn vào phổi, huống chi hắn còn có thể ngắm nhìn muôn ngàn đóa hoa khoe sắc nơi hoang dã này. Mùa xuân đến, hoa đào nở rộ, cánh đồng hoa vải vàng rực trải dài hút tầm mắt. Tất cả tổng hòa nên một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng, vẻ đẹp làm người khác muốn nghẹt thở, để mình đến khu vườn thiên nhiên này, chút ít lo lắng cùng buồn phiền đều tan biến, từng bông hoa cải đu đưa theo làn gió nhẹ nhẹ, ánh nắng mặt trời len lỏi khắp nơi, tâm trạng con người vì thế mà cũng cảm thấy thư thái hơn. Tôi không nên mang anh tới.
Giọng nói của Tôn Nhân Diệu đột nhiên vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Tần Lạc quay đầu lại nhìn hắn, cười nói, hồi trước tôi thích nhất mùa đông, bởi vì mùa đông rất lạnh, cơ thể tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bây giờ đã khỏe hơn, tôi lại thấy mình bắt đầu thích mùa xuân, cảm giác nhìn mọi sinh vật đang trưởng thành thật là tố, giống như muôn vật đều đang thay ra đổi thịt vậy. Anh nghi ngờ Bạch Tàn Phổ đứng đằng sau, Tô Nhân Diệu tiếp lời. Tần Lạc bất đắc dĩ cười khổ, hắn nói, Cập đúng thật là người không biết thưởng thức, thật hiếm có để chúng ta nói chuyện với nhau, ngắm nhìn phong cảnh nói chuyện không phải rất hay sao. Tôn Nhân Diệu cũng híp mắt nở nụ cười, không vấn đề gì, nhưng phải đợi tôi giết sạch bọn chúng đã. Tần Lạc hiểu, thay ông nội báo thù tìm ra thủ phạm là chuyện Tôn Nhân Diệu trong lòng thật sự muốn làm nhất, khi chưa xong chuyện này, hắn nhất định chưa thể yên tâm được. Hắn đúng là một kẻ điên cuồng cố chấp, về điểm này Tần Lạc sớm biết. Nếu đúng Bạch Tàn Phổ làm, tôi nhất định sẽ không nương tay. Tôn Nhân Diệu khẳng định. Tất nhiên, Tần Lạc nói tiếp tìm được kẻ chủ mưu lần này, cũng chính là tìm ra hung thủ cướp phương thuốc của ông nội 20 năm trước, lúc đó, coi như hận mới thủ cũ phải được tính hết, Tần Minh trước khi chết cũng nói đối thủ của tôi vẫn chưa xuất hiện, tôi không biết hắn ta đang nói về ai, nhưng chắc chắn hắn bia thân phận của đối phương, nếu không, sẽ không nói những lời vậy. Tình hình càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng khó giải quyết, trước chỉ có Tần gia, giờ còn có Bạch gia tham gia, tôi không phải là người thông minh, nghĩ đến vấn đề này là đầu óc lại đau nhức hết cả lên. Rất may là Mục Nguyệt rất giỏi cái này, tôi chỉ cần đưa hết tư liệu cho cô ấy, để cô ấy quyết định. Anh từng hối hận chứ? Tôn Nhân Diệu hỏi. Hối hận? Hối hận đã cự tuyệt mời con gái như Mục Nguyệt. Tôn Nhân Diệu nói tiếp, trên thế giới này chỉ có một văn nhân Mục Nguyệt. Và trên thế giới cũng chỉ có một Lâm Hoán Khê. Tần Lạc cười cười, không có gì gọi là hối hận. Anh với cô ấy kết duyên với nhau. Tôn Nhân Diệu tiếp tục nói, đương nhiên, tôi cũng rất thích Lâm Hoán Khê, trong con mắt người phụ nữ, thì anh tố hơn tôi. Tốt hơn, Tần Lạc mở to hai mắt, loại con gái yêu thích củ tên biến thái này như thế nào chứ? Trang điểm đậm, vòng eo nhỏ nhắn, mông cong, mở mồm chả khác ngậm một cục đường trong mồm, không cẩn thận là hòa tan người khác ngay. Mà điều làm Tần Lạc khâm phục tên biến thái này là 10 năm như một ngày vẫn giữ vững loại này. Hắn thay đổi vô số phụ nữ, nhưng mỗi một người là một loại khác nhau. Anh không thấy sao, Tôn Nhân Diệu tiếp tục, người phụ nữ anh chọn làm vợ rất tốt, làm tình nhân thì không thích hợp, đương nhiên Lệ Khuynh Thành là ngoại lệ. Tôi chỉ chọn vợ thôi, Tần Lạc cười. Còn tôi tìm là tình nhân, Tôn Nhân Diệu cười to, đây là chỗ khác nhau của chúng ta, vì vậy tôi nói. Người anh tìm chỉ tốt hơn người của tôi chút thôi. Chiếc xe rẽ sang đường quốc lộ, Tần Lạc tự nhiên nói, anh về trước đi, tôi muốn đi thăm một người bạn. Dừng xe phía trước, Tôn Nhân Diệu nói với lái xe. Người lái xe câu xe dừng bên lề đường, Tần Lạc liền xuống. Rất nhanh, đại đầu liền lái chiếc Chevrolet lên phía trước. Đi viện điều dưỡng 106, Tần Lạc nói. Viện điều dưỡng 106 chuyên dụng cho quan đội, không mở cho thường dân. Lúc trước Tần Lạc sau khi xung đột với Thái tử ở Lan Đình, Vương Cửu Cửu liền đưa Lăng Tiếu đến đây. Tần Lạc về một thời gian, hoàn toàn không có thời gian đến thăm người con gái bị người đàn ông mình yếu sâu sắc biến thành người thực vật. May mà hôm nay có thời gian, mà viện điều dưỡng 106 ở ngay giao lộ trước mặt, Tần Lạc bèn nhớ ra đi thăm bệnh tình nàng ta. Tần Lạc bình thường hay bôn ba bên ngài, rất ít thời gian ở Yến Kinh, cũng không có chủ động liên lạc gì với chữ Toái Toái và Lăng Vẫn. Thậm chí cũng không biết bây giờ nàng ấy có còn ở viện điều dưỡng 106 không nữa. Đại đầu đưa xe đến trước viện điều dưỡng, sau khi Tần Lạc báo danh tính, bảo vệ canh gác chỉ kiểm tra một lượt máy tính rồi cung kính cúi đầu mời vào, đến đại đầu cũng được bỏ qua. Điều này làm Tần Lạc thấy thật kỳ quái, không phải ở trong này đều là cán bộ cao cấp sao, sao có thể kiểm tra qua quyết như vậy. Hắn không biết là Vương Cửu Cửu đã giúp hắn làm giấy thông hành đỏ. Chỉ có cán bộ cấp cao mới được sử dụng loại giấy thông hành này, bảo vệ nào đâu dám kiểm tra. Chiếc xe tiến thẳng vào viện điều dưỡng, Tần Lạc nói với đại đầu, chương 604, có một tình bạn bất ly khai. Cậu đứng ở đây chờ lát, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Đại đầu gật đầu, nếu không cần thiết, hắn không thích tiếp xúc với người lạ. Tần Lạc không biết Lăng Thiếu ở phòng nào, đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm, thì đằng sau truyền đến một âm thanh trong trẻo anh Tần. Tần Lạc liền quay đầu lại, liền thấy chữ Toái Toái đứng sau hắn cười hì hì tay cầm một quyển sách. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo, mái tóc dài mềm mại buộc lên bởi một dây màu tím, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, trên người mặc một cái váy hoa dài,
bên ngoài khoác một chiếc áo long màu vàng, dịu dàng, điềm nhiên, giống như Tần Lạc đang nhìn một bức tranh thiếu nữ. Tần đại ca, anh sao tới đây? Đã lâu rồi không gặp anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của chữ toái toái chợt đỏ, bước nhanh về phía Tần Lạc. Anh bận một số việc, Tần Lạc cảm thấy áy náy nói. Em hiểu mà, chữ toái toái cười gật nhẹ đầu, những chuyện anh làm đúng là rất được lòng người, nhưng những tên người Pháp thật quá đáng ghét, lại đánh anh như vậy, em gọi điện thoại cho anh, nhưng lại mọt giọng nữ nghe, nên em không dám gọi nữa. À, đó là Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc giải thích, sau khi hắn bị thương, điện thoại liền đưa cho Lệ Khuynh Thành quản lý, có lẽ lúc đó chữ toái toái gọi tới. Em biết cô ấy. Chữ toái toái nói cô ấy thật sự rất vĩ đại, dùng thân thể của mình để che chắn cho anh. Tần Lạc không muốn cùng chữ toái toái nói về Lệ Khuynh Thành nữa, rốt cục, Lệ Khuynh Thành và hắn bây giờ không chỉ là quan hệ trên dưới, mà còn là quan hệ nam nữ không được trong sạch cho lắm. Cổ nhiên, nói đến Lăng Tiếu, khuôn mặt của chữ toái toái lập tức ảm đạm, vẫn chưa, loại thuốc đó quả thật quá kinh khủng, Cửu Cửu đã tìm rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, tất cả đều bó tay. Cửu Cửu đến đây, Tần Lạc hỏi. Ai, cô ấy thường xuyên đến, bao nhiêu bác sĩ nổi danh trong nước hay ngoài nước chị ấy đều đưa đến. Chữ toái toái nói tiếp thật sự cảm ơn anh và chị Cửu Cửu. Tần Lạc liền cười, cảm ơn anh làm gì anh hơn nửa năm mới tới Thanh Lăng Tiếu một lần, thấy ấy náy lắm, có cơ hội, em cảm ơn Cửu Cửu một tiếng là được rồi. Chữ toái toái cười tinh nghịch, có chút đùa nghịch nói, vậy thì anh thay em đi cảm ơn luôn, Cửu Cửu thích nhất là nghe em cảm ơn đấy, anh không biết, mỗi lần bọn em có chút thời gian. Thì nói chuyện toàn là chủ đề liên quan đến anh, nói thế nào cũng về anh, sau em mới phát hiện, đều là Cửu Cửu thuận mồm nói về anh. Tần Lạc cười cười, anh còn chưa biết Lăng Thiếu ở phòng bệnh nào đây. Ở phòng 6, chữ toái toái nói, Tần đại ca để em đưa anh đi. Được, Tần Lạc cười gật đầu, em có thường xuyên đến đây không? Ai, chỉ cần không có giờ học, em liền đến đây với Tiếu Tiếu. Chữ toái toái gật đầu, cô ấy hồi trước là một người rất thích náo nhiệt. Nhất định sẽ không thích lẻ loi một mình nằm ở đây, cô ấy lại không có bạn bè, em không đến thăm cô ấy, thì cũng chả có ai đến cả. Hắn liền nhìn quyển sách trên tay chữ toái toái rồi hỏi, mang sách đến xem. Thì, đây là, Kiến trúc và Nhân loại, của Homan, em rất thích sách của ông ấy, rất đậm chất nhân văn, mà ông ấy đã từng đến Trung Quốc nên tác phẩm rất có bản sắc Trung Quốc, đây là cuốn em thích. Chữ toái toái vui sướng giới thiệu, nói đến sở thích về kiến trúc liền thao thao bất tuyệt không thôi. Anh không hiểu về kiến trúc, nhưng anh cũng rất thích văn hóa cổ điển của Trung Quốc. Tần Lạc cười cười, em sau này sẽ thành một kiến trúc sư tài giỏi. Ngược lại, trong lời nói của chữ toái toái lại mang chút ít vẻ lo âu, nếu xảy ra chuyện không may, bạn bè bên cạnh sẽ lần lượt từng người rời đi, làm trong lòng cảm thấy thật lạnh lẽo, cha em rất lo em sẽ xảy ra chuyện, luôn muốn để em đi du học, sau khi có được giải thưởng kiến trúc Arkham, Harvard và Cambridge đều đã gửi thư mời cho em, Cambridge là trường đại học em thích nhất. Và cũng là nơi Homan dạy học, nhưng quả thực em chưa thể yên tâm về Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ rất tự hào khi có người bạn như em. Tần Lạc nói, Lăng Tiếu về đàn ông thì không có mắt nhìn người, nhưng đối với bạn gái thì rất giỏi, đang hôn mê bất tỉnh như vậy vẫn có người bạn bên cạnh không nỡ rời xa, thật sự là cảnh hiếm gặp. Nằm lâu giường bệnh không có hiếu tử, đến anh chị em của bản thân đều chán ghét, bạn có thể hy vọng vào người khác sao? Cô ấy là bạn thân nhất của em. Chữ toái toái nói tiếp, trước đây em không tin vào Phật, bây giờ em tin rồi, mỗi ngày đều cầu khẩn cho cô ấy, hy vọng cô ấy sớm tỉnh lại. Trong lúc hai người nói chuyện, liền đã đến phòng số 6. Chữ toái toái bèn gõ cửa, người mở cửa là một phụ nữ trung niên tóc đã bạc trắng. Toái toái cháu đến rồi à? Người phụ nữ lúc nhìn thấy chữ toái toái vẻ mặt không khỏi lộ vẻ hân hoan. Đã nói với cháu nhiều lần rồi, nếu có giờ học thì đừng đến, Tiếu Tiếu nó vẫn chưa tỉnh. Cô à, cô xem ai tới này? Chữ toái toái chỉ vào Tần Lạc. Tần Lạc giờ mới biết, người phụ nữ già nua tóc bạc trắng lại là mẹ của Lăng Tiếu. Lần trước gặp bà vẫn là một người phụ nữ có nét ung dung quý phái, vẻ đẹp mỹ lệ làm rung động lòng người, thế mà. Quản tự, hắn không chỉ hủy hoại Lăng Tiếu, còn hủy hoại cả một gia đình. Chương 605, vô tình cứu người. Tần tiên sinh ngài đến rồi. Trên mặt bà đầy vẻ vui mừng. Bà biết Tần Lạc là bác sĩ đông y rất có tiếng tăm, tuy vậy cũng không thể rõ vị bác sĩ này liệu có thể chữa khỏi bệnh cho con gái bà hay không, nhưng mỗi lần thử là một hy vọng. Có một khoảng thời gian không gặp ngài rồi, nghe chữ toái toái nói ngài đi Paris rồi, ngài về lúc nào thế? Cháu về từ 2 ngày trước rồi, trong nhà có chút chuyện,
vì vậy đến bây giờ mới đến thăm Lăng Thiếu. Tần Lạc vừa cười vừa nói, hắn với ý Lăng Thiếu cũng không thể coi là bạn bè, thậm chí hai người còn có mấy lần xích mích với nhau, nhưng mà, hắn thấy mẹ Lăng Thiếu chỉ qua mấy tháng tóc đã bạc nhiều, trên mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn, quả thực trong lòng cũng cảm thấy ít nhiều xót thương. Đáng thương thay những tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tần Lạc đưa mắt nhìn rồi đứng bên cạnh chữ Toái Toái, nói bác à, cháu và Toái Toái, Lăng vẫn đều là bạn bè, bác gọi cháu là Tần Lạc là được rồi. Được, mẹ của Lăng Tiếu mỉm cười ôn hòa gật đầu rồi lại buồn rầu nói, nếu Tiếu Tiếu không có quen biết loại bạn như vậy, thì nó hẳn cũng chả thành thế này. Vừa nói xong vành mắt lại đỏ lên, bà vội vàng quay người, dùng khăn thấm những giọt nước mắt đang trực lăn xuống khuôn mắt già nua. Chữ Toái Toái vội vàng đến an ủi, cô nhẹ nhàng nắm tay bà nói, cô à, chuyện đã qua rồi, cô đừng buồn nữa, Tiếu Tiếu nhất định sẽ tỉnh lại thôi, có Tần đại ca ở đây rồi, chỉ băng mời anh ấy xem cho Tiếu Tiếu cô ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ Lăng Tiếu chợt nhớ ra mỉm cười Tần Lạc cháu có thể xem Tiếu Tiếu thì tốt quá, nó dùng thuốc một thời gian dài rồi, có lẽ đã có tác dụng rồi mới phải. Vâng, Tần Lạc đáp, sau đó đến bên Tiếu Tiếu bắt mạch cho nàng ta. Cơ thể Lăng Tiếu không gầy, làn da tái nhợt đi rất nhiều, đây là kết quả của việc nằm giường quá lâu. Tần Lạc cầm cổ tay cô ta, phát hiện mạch tương đối bình ổn, bệnh tình dần dần đã thuyên giảm, không có chút gì kỳ lạ, hơn nữa. Nhiệt độ cơ thể giống như người bình thường. Vậy thì, tại sao đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh? Kỳ thực, Tần Lạc chỉ cần chạm vào một tay của Lăng Tiếu liền đã hiểu được đại khái bệnh tình của cô ta, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của mẹ cô ta, Tần Lạc vẫn nên cẩn thận bắt mạch cả hai tay Lăng Tiếu chẩn đoán bệnh, có lẽ sự tận tâm của bản thân ít nhiều cũng có tác dụng an ủi bà. Thật không ngờ, Tần Lạc vừa mới chạm vào tay trái của Lăng Tiếu liền phát hiện chút dị thường. Lúc bắt mạch, cứ cách nửa phút mạch của Tiếu Tiếu lại nảy lên một lần, vô cùng hung mãnh, vô cùng mang lực công kích, giống như mạch máu mảnh mai này đang muốn phá rách ra sông thẳng ra ngoài. Lần bắt mạch thứ nhất còn bình thường, vậy thì nguyên nhân gì? Lòng hiếu kỳ của Tần Lạc liền nổi lên. Lần bắt mạch này Tần Lạc kiểm tra rất lâu, có lẽ cũng phải đến 5,6 phút, hắn phải xác định tần suất của loại mạch nhảy này rồi mới buông tay. Lăng Tiếu thời gian gần đây hay ăn những gì? Tần Lạc đứng dậy hỏi. Đều có ở trên mặt bàn, mẹ cô ta đứng một bên vừa nói vừa vội mang lại. Có thuốc dùng không có hiệu quả, liền đổi sang loại khác, những hộp này bác sĩ đều giữ lại. Tần Lạc nhận lấy một số bình thuốc và hộp từ tay bà ta, thận trọng đọc qua một lượt chữ in trên đó, trầm ngâm một lát liền cau mày nói, đại đa số đều là thuốc giải độc. Có vấn đề gì sao? Bà căng thẳng hỏi. Các loại thuốc này đều không có vấn đề gì, nhưng hiện nay Lăng Tiếu vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Thế nên khả năng bài tiết giải độc của cơ thể đều trong trạng thái chứng lại, vì vậy tốt nhất không cho cô ấy uống loại thuốc này, bởi vì trong thuốc ba phần là độc, chúng ta cứ nghĩ là cho cô ấy uống thì các loại kỳ độc trong cơ thể sẽ được giải, nhưng ngược lại còn làm tích tụ một số độc tố hỗn tạp trong cơ thể, những độc tố này một khi phát tác, thì Tiếu Tiếu rất khó có thể hồi phục lại. Nghĩ thấy lời nói của mình sẽ gây ảnh hưởng đến bà nên Tần Lạc không dám nói quá mức nghiêm trọng, nhưng mà quả thực nếu lần này không phải Tần Lạc đến thăm bệnh Tiếu Tiếu, thì chỉ cần độc tố tích tụ thêm mấy tháng nữa thôi, cơ thể Tiếu Tiếu sẽ trúng một lượng độc cực lớn mà có dùng bao nhiêu thuốc cũng quá muộn rồi. Nếu không dùng thì không phải Tiếu Tiếu lại càng không có hy vọng hồi phục sao? Chữ Toái trong lòng đầy lo lắng. Dùng thuốc không đúng, ngừng lại càng không được, Tần Lạc, vậy phải làm sao đây? Tiếu Tiếu nó vẫn còn trẻ, vừa mới 20, nó không thể nằm vậy cả đời được. Mẹ Lăng Tiếu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Tần Lạc lúng túng có phần có khó xử. Nói, chúng ta bây giờ phải bốc thuốc đúng bệnh mới được, cho thử bừa bãi càng nguy hiểm hơn cho Tiếu Tiếu, mọi người yên tâm, cháu nhất định sẽ nghĩ ra cách. Tần Lạc tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thực sự cũng chưa hề nghĩ tới. Quản tự đã chết, tên đại hồ tử đồng lõa từng gặp cũng đã chết, thân phận bọn chúng đều được làm giả, mà làm giả cũng rất thông minh, đến Long Tức cũng không thể nào tìm ra được sơ hở, tất cả manh mối đã bị gián đoạn, thì sao có thể tìm ra cái tổ tức thần bí kia? Điều mà hắn bây giờ có thể làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi kẻ khác đến tìm mình. Tần Lạc, đã làm phiền cháu rồi. Mẹ Tiếu Tiếu vô cùng xúc động nói. Không có gì đâu ạ. Tần Lạc nói tiếp, cháu trước tiên sẽ dùng ngân châm thúc độc tố trong cơ thể Lăng Tiếu phát ra bên ngoài. Thời tiết bây giờ ấm áp, nếu có thời gian, mọi người nên đưa cô ấy ra ngoài sưởi nắng, đối với sự phục hồi của cô ấy thực sự có lợi. Bác sẽ làm thế, bà liền đồng ý. Tần Lạc lấy ngân châm từ trong người ra,
rồi quay sang nói với Toái Toái, có miếng bông khử trùng không? Chữ Toái Toái đáp liền một tiếng, chạy lại ngăn thuốc trong tủ lấy ra miếng bông và cồn sát trùng. Tần Lạc sau khi khử trùng miếng bông, vén chăn lên, vén ống tay áo của Lăng Tiếu rồi dùng kim đâm vào cổ tay cô ta. Trong ngũ long châm pháp còn có một chiêu gọi là song long hí châu, không chỉ làm cơ thể phát sinh nhiệt ý, còn làm thúc đẩy khả năng trao đổi chất của cơ thể, cái này rất nhẹ nhàng, đối với các cơ quan trong cơ thể người bệnh như gan, thận hoàn toàn không có bất kỳ sự kích thích nào. Thái ất thần châm hoặc là cực lạnh hoặc là cực nóng đều rất bá đạo, nếu như không cần thiết, Tần Lạc sẽ không dễ dàng đồng ý sử dụng loại châm pháp này. Quả nhiên, sau một phút, sắc mặt Lăng Tiếu đã thay đổi, đỏ bừng lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, chữ Toái Toái muốn dùng khăn thấm bớt mồ hôi, Tần Lạc liền ngăn lại, không cần đâu. Mồ hôi ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lạnh, rất nhanh toàn thân Lăng Tiếu cứ như đang được dội nước tắm, quần áo trên người cũng đều bị thấm ướt hết. Để thoải mái, bệnh nhân sẽ được mặc quần áo rộng rãi, còn với Lăng Tiếu bên trong không mặc thêm bất cứ thứ gì. Cho nên bộ ngực trắng muốt như chim bồ câu của nàng lộ ra trước mặt Tần Lạc. Thiếu nữ đang hôn mê, thân thể ẩm ướt cùng bộ ngực, thoạt nhìn có một cảm giác rất quyến rũ. Cũng may Tần Lạc không có chút hứng thú gì với nàng, không chút nào để ý, giả bộ không phát hiện chuyện này. Còn mẹ Lăng Tiếu và chữ Toái Toái lại càng xấu hổ đi che mặt lại, sợ cử động làm Tần Lạc nghi ngờ. Sau khi Tần Lạc rút châm ra, Lăng Tiếu giống như đang ngâm mình trong nước, đến cả Tần Lạc cũng có mồ hôi. Chữ Toái Toái lấy khăn đưa cho Tần Lạc lau mồ hôi, hắn vươn tay cầm rồi nói với cô ta, không cần phải lo cho anh, mau dùng khăn nóng lau khô người cô ấy đi, không thể đợi mồ hôi lạnh được, như vậy tác dụng bài độc sẽ không còn. Chữ Toái Toái đáp một tiếng, liền theo mẹ của Lăng Tiếu. Tần Lạc ở lại cũng không hay, liền bước ra ngoài cửa. Đợi cho chữ Toái Toái ra ngoài, bọn họ đã làm xong chuyện Tần Lạc yêu cầu. Tần đại ca, rất cảm ơn A Hát, chữ Toái Toái thành khẩn nói. Không có gì, anh cũng không giúp đỡ được cái gì. Tần Lạc cười cười, đừng để bác lo lắng nữa, anh sẽ nghĩ ra cách giải được. Tốt quá, em sẽ đi khuyên cô, chữ Toái Toái nói tiếp. Chỉ là cô vô cùng yêu thương Tiếu Tiếu, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, chỉ có mấy tháng mà đầu cô đã bạc trắng, đều vì quá lo lắng. Lăng Vẫn thời gian này không đến sao? Tần Lạc hỏi. Anh ấy thường xuyên phải chấp hành nhiệm vụ, có một thời gian hay đến đây, hút vài điếu thuốc, tâm tình trầm mặc rời đi, Tiếu Tiếu thành thế này anh ấy cứ tự trách mình, năm đó nếu không có chuyện anh ấy và quản tự kết giao bạn bè thì Lăng Tiếu cũng sẽ không quen biết hắn. Tần Lạc nghĩ. Quản tự thật đúng là loại đàn ông mà phụ nữ say mê, Lâm Hoán Khê cũng bởi vì tình cảm hắn thay đổi mới lánh xa, Lăng Tiếu vì rơi sâu vào lưới tình của hắn, dẫn đến kết cục ngày hôm nay, có lẽ phải nói chuyện với Hoán Khê, quản tự tại Mỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Lạc nghe Lâm Hoán Khê kể hai người bọn họ lúc du học ở Mỹ mới quen nhau, vậy thì quản tự nhất định là lúc ấy bị khống chế hoặc xúi dục của tổ chức nào đó, đó là tổ chức thế nào chứ? Mấy ngày nữa anh và Lăng vẫn hẹn nhau uống trà. Anh sẽ khuyên nhủ hắn, thôi bây giờ anh còn rất nhiều chuyện, em hãy ở lại đây chăm sóc Tiếu Tiếu cho tốt. Tần đại ca, em sẽ tiễn anh, chữ Toái Toái nói. Không cần đâu, Tần Lạc ngăn lại. Cuối cùng chữ Toái Toái vẫn theo ra đến cùng, hai người đi song song với nhau trên con đường giải đá của viện điều dưỡng, ánh mặt trời đã không còn nóng rừng rực như buổi trưa nữa, nhưng cả người vẫn cứ cảm thấy uể oải, trời đẹp phong cảnh đẹp, làm người ta chỉ muốn kê một cái ghế ra đây nằm ngủ phơi nắng mà thôi. Trong lòng chợt dâng trào cảm xúc này, Tần Lạc tự nhiên có chút gì đó ngưỡng mộ Long Vương người trông viện. Tần đại ca, em biết anh định làm gì rồi. Chữ Toái Toái nói em không giúp được gì, nhưng hy vọng anh có thể chú ý cơ thể, đừng giống lần đi Paris trước, đúng là quá dọa người. Lúc nói những lời này, trong giọng nói cô dường như vẫn mang chút ít gì đó sợ hãi, sắc mặt rất khó xử. Anh sẽ chú ý, Tần Lạc mỉm cười gật đầu nhưng mà nhiều khi không có đường lui, lúc tại Hàn Quốc cũng vậy. Ở Paris cũng vậy, nếu lùi một bước, những thứ mà anh giữ gìn cũng sẽ phải lùi bước, thật sự lùi mà lại không thể lùi, nó cũng sẽ không có giá trị để tồn tại. Chữ Toái Toái cười ngượng nói, em hiểu rồi, nhưng vẫn rất lo lắng, từ lần đầu gặp anh, em đã cảm thấy anh là một người tốt, trên thế giới này có rất nhiều người xấu, mà người tốt thì lại cực kỳ ít, em không hy vọng anh xảy ra việc gì. Không để cho Tần Lạc nói những câu khách sáo khiêm tốn, chữ Toái Toái đột nhiên nói tiếp, đúng rồi, Tần đại ca. Em có một món quà muốn tặng anh, nhưng anh đừng nói chị Cửu Cửu, không chị ấy lại ghen. Chương 606, tôi không phải là Giê-xu, tôi là Linh Mục.
Đàn ông vung tiền như rác, không ngoài việc có được một người phụ nữ, mà phụ nữ sau khi lấy được vàng bạc châu báu, xe đẹp, cũng sẽ đáp lại một món quà của bản thân, cơ thể hoặc là một số bộ phận nào đó của cơ thể. Nàng muốn tặng món quà gì nào? Môi thơm. Trong lòng Tần Lạc có phần kích động lại có chút không yên. Người ta không thân cũng chẳng quen, nói chuyện với nhau cũng là bạn bè, mà nhận món quà như vậy của người ta thì có gì đó không hay thì phải. Nhưng nếu từ chối, liệu có làm tổn thương đến lòng tự trọng, thậm chí biết đâu cả một đời con gái người ta cũng khó mà có tình ý với người con trai khác. Giữa hai cái này thì chọn cái nhẹ hơn vậy, Tần Lạc quyết định khép mắt lại để nàng ta hôn nhẹ là được rồi, đây cũng chẳng có gì là ghê gớm, chả phải là người Âu Mỹ khi gặp nhau cũng ôm đi ôm lại vợ của bạn bè đó sao. Nhưng biểu hiện của chữ toái toái sau đó làm Tần Lạc có chút hụt hẫng. Nét mặt của nàng không có vẻ gì là thẹn thùng và trong đôi mắt cũng không có ẩn tình ướt át do hút mần nữ giới xuất ra quá đà. Mà nàng ta không hề kiễng mũi chân nhắm mắt lại. Nàng ta chỉ tháo vòng ngọc quan âm óng ánh trong suốt như băng rồi đeo trên cổ của Tần Lạc nói, mẹ nói là nam đeo quan âm nữ đeo Phật. Quan âm đại diện, vận làm quan, và cũng có ý nghĩa là quan vận. Vòng ngọc quan âm này được bà em tặng vào sinh nhật 18 tuổi, bà hy vọng em luôn mạnh khỏe. Em bây giờ tặng anh, hy vọng anh đeo nó sẽ phù hộ anh luôn mạnh khỏe. Không được, Tần Lạc liền từ chối anh làm sao mà có thể nhận món quà quý giá vậy được. Đây là món quà bà em tặng, nó có ý nghĩ rất đặc biệt. Không sao, chữ toái toái nở nụ cười xinh nói, không phải là nói rồi sao, nam đeo quan âm nữ đeo Phật. Em đã mua cho em miếng ngọc Phật, về đổi lại là được. Chữ toái toái nhanh chóng bỏ ngọc quan âm vào bên trong cổ áo của Tần Lạc, nói, anh hãy nhận lấy. Em thật sự rất biết ơn anh, không biết tặng anh cái gì cho tốt, chỉ bằng chúc anh khỏe mạnh và cũng sẽ không xuất hiện lần nữa như chuyện ở Paris. Quả thật là làm người khác rất sợ. Ngọc quan âm vừa mới rời xa khỏi cơ thể, vẫn còn mang ít nhiều hơi ấm và mùi hương cơ thể nàng, Tần Lạc vừa thưởng thức sự ấm áp lờ mờ đó vừa nói, cảm ơn em. Vậy món quà này anh sẽ nhận. Thì... Chữ toái toái vui mừng gật đầu nếu có thời gian, anh đến thăm Tiếu Tiếu nhiều chút được không? Mỗi lần anh đến là tăng thêm một tầng hy vọng. Ừ, Tần Lạc đồng ý thời gian này anh sẽ ở lại Yến Kinh. Chỉ cần có thời gian, anh liền đến thăm Lăng Tiếu. Đi ra từ viện điều dưỡng 106, Tần Lạc nói với đại đầu, sau khi đưa anh đến bệnh viện, cậu quay về nghỉ ngơi đi. Buổi tối chúng ta sẽ đi dự tiệc. Được, đại đầu đáp gọn, không hỏi thêm tham gia bữa tiệc thế nào. Bất kể Tần Lạc đến đâu, hắn sẽ đi đến đó. Đây là cam kết của hắn, chính là cam kết của một người đàn ông với một người đàn ông. Tần Lạc đành chịu vậy, hắn cảm thấy hầu như người bên cạnh mạnh mình không có ai giỏi về khoản nói năng. Điều này làm hắn giống như đang tự độc thoại một mình. Hoàng Thiên Trọng từ sau khi bị Long Tức trục xuất, vì để bảo vệ thể diện của mình liền lấy cớ bệnh nặng ở lại việc điều dưỡng Lan Đình. Hôm nay là ngày hắn xuất viện. Lũ bạn bè của hắn chắc chắn sẽ đi ăn mừng, nhưng cô gái kia mời hắn đến làm gì? Đại đầu không trả lời, Tần Lạc cũng không biết câu trả lời. Có lẽ, từ tối nay Yến Kinh sẽ không chỉ có Tam Kiệt. Giao Long nhập hải, liệu có Sung Thiên? Giê-xu khác với phần đông sát thủ khác, hắn rất thích đêm tối, nhưng ưa thích ban ngày hơn. Ban đêm để đi giết người, còn ban ngày đi độ người. Hắn lúc nào cũng bận rộn. Vì vậy từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy cô độc. Đêm Paris là một trong những cảnh sắc tuyệt nhất trên thế gian. Ít nhất Giê-xu cũng cho là như vậy. Hắn ta đang ngồi trong một chiếc xe đánh dấu, vị trí của chiếc xe ở một câu lạc bộ hội viên cao cấp nhất ở Paris. Sau khi đã điều tra, hắn biết Antoine đêm hôm nay sẽ ở đây chiêu đãi mấy người bạn trong ngành y dược. Hắn không phải là hội viên, cho nên không được phép đi vào. Trước mặt hắn là một quyển kinh thánh. Những lúc không có việc gì làm hắn rất thích đọc những câu chuyện trong này. Tinh thông nghề rồi mới có thể thuyết phục được nhiều người tin vào Thượng Đế. Cha của hắn là một tín đồ cơ đốc giáo, mẹ hắn cũng vậy, và mơ ước từ nhỏ của hắn chính là làm một linh mục. Cái cuộc sống chó đẻ này lại làm hắn trở thành một sát thủ. Say sưa đọc không biết thời gian qua rất nhanh, sau khi hắn đọc xong mấy câu chuyện đã là 2 tiếng. Giê-xu nhìn lại đồng hồ rồi khép lại kinh thánh. Hắn biết Antoine sắp ra. Quả nhiên đã chen chúc mấy chiếc xe Mercedes màu đen bong loáng, một chiếc xe đua Bugatti Veyron chạy đến. Antoine là gã đàn ông kiêu ngạo. Hắn không vì Antoine mà ngồi trên chiếc Mercedes trang bị đầy đủ công dụng chống đạn.
đương nhiên là chiếc Bugatti Veyron của hắn hoàn toàn là chế tác thủ công. Thân xe dùng hợp kim titan, cửa kính xe dùng vật liệu hang không mới đủ sức ngăn cản lại những viên đạn bắn lén và đạn dược bình thường. Cả chiếc xe giống như một pháo đài di động. Đoàn xe gầm rú đi qua bên cạnh Jesu, rất nhanh đã biến mất nhưng hắn vẫn không có hành động gì. 2 phút sau, liền có một chiếc xe Mercedes màu đen chậm chậm đi đến. Bọ ngựa bắt ve, vàng anh ngay sau. Người giàu đều sợ chết, bên cạnh bọn họ luôn có trùng trùng điệp điệp vệ sĩ. Hơn nữa bọn họ còn bố trí tầng theo dõi ở tuyến ngoài. Nếu như vừa rồi Giê-xu mà đi theo phía sau đoàn xe trước, nhất định sẽ bị chiếc xe phía sau kia phát hiện. Mới nghe nói thì thấy rất lạ nhưng Giê-xu đã quá quen rồi. Bởi vì kẻ hắn giết đều là những kẻ nhà giàu, mà những kẻ nhà giàu đều có chung cách thức như vậy. Có những lúc hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao bọn họ không thay đổi. Cho dù là một biến đổi nhỏ nhoi, nhưng không hề, từ trước đến nay là không. Đợi đến khi chiếc xe cuối cùng dần biến mất, hắn mới không nhanh không chậm khởi động chiếc xe của mình. Đúng vậy, mục tiêu của hắn là lần theo dấu vết của chiếc Mercedes màu đen kia. Đại lộ Triumphant, đại lộ Gatha sau đó quẹo vào khu biệt thự vườn hoa hồng của người giàu trên đường Champs-Élysées. Trong lòng Giê-xu hoan hỉ, Antoine không quay trở về khu nhà cao cấp vững như thành đồng mà đến nhà Winston, một trong những người tình của hắn. Như vậy Giê-xu có thể thoải mái tay chân một chút rồi. Có một điểm khác biệt rõ rệt giữa Giê-xu và các sát thủ khác. Đó là hắn không thích những mục tiêu quá khó, càng đơn giản càng tốt. Antoine có 7 người tình, Winston là một trong số đó. Nàng ta là một ca sĩ nổi tiếng ở châu Âu, dựa vào giọng hát ngọt ngào hình ảnh nhận được rất nhiều sự yêu mến. Nhưng không ai biết được nàng ta lại là người của trùm y dược nước Pháp. Khu biệt thự vườn hoa hồng cũng cần thẻ mới được vào. Nhưng bảo vệ ở nơi này hiển nhiên là không đáng để Giê-xu bận tâm. Hắn sau khi xác định vị trí mục tiêu, liền lái xe quay về, đi một vòng vườn hoa hồng, sau đó dừng lại trước một cửa hàng. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng bước xuống xe. Trèo qua bức tường thấp của hàng rào, hắn thành thạo tránh được hết thảy các thiết bị giám sát, sau đó đi đến bên cạnh biệt thự của Winston. Một hàng xe đỗ trước cửa biệt thự, rất nhiều những tên mặc đồ đen canh gác đang hút thuốc lá. Antoine đi vào với tình nhân, nhất định là không cho những tên vệ sĩ này cùng vào với hắn rồi. Sau vườn cũng có 2 tên vệ sĩ, đây mới là vấn đề gai góc. Đối với một sát thủ cao cấp, công việc của bọn hắn chính là giải quyết tất cả những vấn đề gai góc. Rút xung lục, 2 viên đạn nhanh chóng ghim vào chính giữa yết hầu của từng tên, thậm chí đến một tiếng rên đau đớn cũng không kịp phát ra. Và cũng không hề có tiếng nổ xung phát ra, bởi vì hắn đang rung xung hơi. Viên đạn bị bắn ra sẽ không thể phát ra tiếng nổ, mà lao vút đi cắm vào nạn nhân. Loại vũ khí này rất được hay dùng trong giới sát thủ. Hắn nhanh chóng vọt tới, tiến sát thân thể của 2 kẻ vừa ngã xuống. Rồi giống như đặt lại 2 đứa trẻ con, hắn để thân thể của bọn chúng dựa vào tường. Lúc hắn men theo đường ống thoát nước trèo lên, liền phát hiện có ánh sáng lờ mờ ở một căn phòng trên tầng 2. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ thỏ hồng đang quấn chặt mình quanh một cái cột bạc uốn éo theo điệu nhạc. Theo tài liệu điều tra được của Giê-xu, người phụ nữ kia chính là Winston, vừa là một đại minh tinh vừa là tình nhân của Antoine. Nếu mà chụp ảnh nàng ta lúc này, nhất định có thể bán ra một cái giá trên trời. Còn Antoine lúc này đang nằm trên chiếc giường lớn hồng, tràn đầy dục vọng ngắm nhìn tình nhân biểu diễn. Động tác của Winston càng ngày càng khiêu gợi, nét mặt đầy dục vọng. Cô ả bắt đầu liếm cột bạc. Antoine cũng không thể nằm yên được nữa, hắn đặt ly rượu xuống, rồi vẫy tay người đàn bà kia. Cô ả lập tức nhoài người xuống, giống như một con cẩu chạy đến bên Antoine. Tiếp đó cả 2 cùng quấn lấy nhau. Bằng! Đúng vào lúc này, Giê-xu nổ súng. Đúng lúc khí huyết Antoine đang bừng bừng, đột nhiên cảm thấy người đàn bà trong vòng tay mình hạ thân nhiệt. Điều này làm cho hắn có phần khó chịu hỏi, cái quái gì thế này? Không có ai trả lời, tay hắn vừa sờ một bãi chất lỏng nhầy nhụa. Nguy hiểm. Ai? Antoine hỏi. Giê-xu, tại sao lại là mày? Mày cầm tiền của tao rồi. Nhưng giờ tôi là linh mục, tất cả những vất vả của các người, những trọng trách lớn lao. Tôi đến đây rồi, tôi sẽ cho các người một nơi để quay về tìm sự bình yên. A, hắn muốn kêu cứu nhưng âm thanh bây giờ như đang nghẹn lại trong cổ. Bởi vì đầu của hắn có một lỗ máu. Đến lúc này, Giê-xu mới từ trong bóng tối chui ra. Bắt đầu từ hôm nay,
không còn ai là Giê-xu nữa, chỉ còn một người là linh mục. Giê-xu thở dài nói, một sát thủ phản bội người thuê, như vậy chẳng khác gì gạch tên mình trong giới sát thủ. Chương 607, hãy gọi tôi là Hương Xuất. Trời nhá nhem tối, Tần Lạc nhận được điện thoại của quả vương, nói là Tần Tung Hoàng đã được thả ra. Đây là chuyện ngoài dự liệu của Tần Lạc, vốn dĩ tưởng rằng hắn ta nhiều nhất cũng chỉ nằm trong sở cảnh sát một đêm. Ai ngờ Tần gia không có động tĩnh gì, thế nên hắn mới bị bắt giữ đến hôm nay. Cho dù Tần gia không nói gì, sở cảnh sát cũng phải đối mặt với áp lực trước giờ chưa từng có. Tần Lạc đưa đến 3 nhân chứng, nếu như không có chứng cứ rõ ràng tố cáo Tần Tung Hoành là kẻ chủ mưu đằng sau thì kết cục cuối cùng là phải lập tức thả người ra. Mấy giờ hắn ra? 5 phút trước, quả vương nói mã đào của sở cảnh sát đã gọi điện thông báo cho tôi chuyện này. Mã Duyệt sau khi bị văn nhân Mục Nguyệt tạm giữ ở viện điều dưỡng thì sản nghiệp của gia tộc văn nhân sẽ do trí não tam tổ của lão gia văn nhân Đình phụ trách, bao gồm những nhiệm vụ quan trọng như quản lý cuộc sống hàng ngày và bảo vệ văn nhân Mục Nguyệt. Nói cách khác, giờ phút này khắc này, trừ Tần Lạc thì quả vương chính là người được văn nhân Mục Nguyệt coi trọng nhất. Mục Nguyệt nói thế nào? Tiểu thư chỉ bảo tôi nói cho cậu biết thông tin này. Lời nói của quả vương rất gọn ghẽ. Có lẽ văn nhân Mục Nguyệt thư xê sự không nói cái gì. Cảm ơn, tôi biết rồi, Tần Lạc nói. Ngắt điện thoại, Tần Lạc liền quay sang nói với Lâm Hoán Khê, buổi tối anh phải tham gia một bữa tiệc, em và bối bối ăn cơm với ông nhé. Vết thương của Tần Tranh hồi phục khá tốt, bây giờ có thể tự đẩy xe ra ngoài phơi nắng được rồi, và cũng có thể ăn được một số đồ ăn nhẹ tiêu hóa dễ dàng. Thậm chí còn có thể chơi cờ cùng với Lâm Thanh Nguyên bàn luận hơn 2 tiếng đồng hồ. Theo dự đoán của Tần Lạc, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng hơn nửa tháng nữa là ông gần hết bệnh. Nhưng hai đầu gối của Tần Tranh đã bị vỡ nát, đây mới thực sự là vấn đề làm đau đầu Tần Lạc. Với kiến thức của y học hắn có, không có cách nào để hồi phục năng lực của xương đã bị đánh vỡ nát. Được, Lâm Hoán Khê nói, anh đi đi, ông nội lát nữa sẽ đến. Ai, như vậy càng tốt, Tần Lạc cười cười càng nhiều người càng náo nhiệt. Em có chuyện muốn nói với anh. Lâm Hoán Khê lấy khăn lau mặt cho Tần Lạc. Chuyện gì thế? Tần Lạc hỏi. Lâm Hoán Khê cả ngày lặng lẽ ít nói, nhưng xử lý công việc hàng ngày rất độc lập, rất ít dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình. Lâm Hoán Khê ngập ngừng rồi nói tiếp, được rồi, em vẫn muốn trực tiếp nói chuyện với nàng ấy. Sao? Tần Lạc càng thêm khó hiểu. Mau đi đi, đừng trễ đấy. Lâm Hoán Khê giúp Tần Lạc chỉnh lại cổ áo rồi nói. Tần Lạc tuy vẫn chút nghi hoặc, nhưng Lâm Hoán Khê đã đổi chủ đề không nói nữa, hắn cũng không tiện nhiều lời. Sau khi chào ông nội một tiếng, hắn bèn một mình đi xuống. Bữa tiệc được tổ chức nhằm chúc mừng Hoàng Thiên Trọng hồi phục sức khỏe xuất viện, không được tổ chức tại khu nhà cao cấp tư nhân của hắn, cũng không phải là Thiên Phủ Gia Viên xưng là tiểu khu tướng quân, mà được tổ chức tại danh viện hội vô cùng nổi tiếng tại Yến Kinh. Tần Lạc nhận được thiệp mời vô cùng bất ngờ, nghĩ thầm Cửu Yên mị nàng ta đích thực rất có năng lực. Bất kể là hạng người thế nào cũng đều bị nàng ta nắm được. Tần Tung Hoành và Hoàng Thiên Trọng đều là những công tử nổi tiếng nhất có thực lực nhất, đều có quan hệ thân thiết với nàng ta. Hắn và Cửu Yên Mị có thể xem như bạn bè. Lúc hắn và Cửu Trọng Mưu phát sinh xung đột, nàng ta còn đứng ra bảo vệ mình. Nhưng nàng ta bà Lệ Khuynh Thành lại có ân oán khó mà cởi bỏ sớm chiều được. Có lẽ lúc này ta mồ thời hai người con gái đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc Lệ Khuynh Thành vì báo thù mà dơ lên con dao mổ máu chảy đầm đìa, liệu Cửu Yên Mị sẽ ngồi yên nhìn lần lượt từng người Cửu gia bị đưa lên bàn mổ sao? Hai người con gái tranh chấp, tất có một người bị thương. Đến lúc đó, Tần Lạc cũng không cách nào không quan tâm đến. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Lạc đến danh viện hội. Lần đầu đến là do Vương Cửu Cửu đưa hắn tới. Lần đó quản tự vừa mới về nước, Lý Lệnh Tây không chết, mà Lăng Tiếu cũng chưa trở thành bộ dạng như bây giờ. Kỳ thực thời gian đó thật là đẹp. Người quen từng người rời đi, rốt cục không phải là chuyện làm người ta vui vẻ gì. Bảo vệ tài danh viện hội ngày hôm nay vô cùng chặt chẽ. Bên ngoài hết tầng này đến tầng khác cảnh giới tuyến do những người mặc đồ đen hung hãn tạo nên. Thường ngày đi đến thang máy là phải đưa thẻ hội viên ra, không ngờ ở đâu xuất hiện nhiều tên mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tần Lạc nói, tiên sinh thật xin lỗi, hôm nay danh viện hội không dành cho hội viên. Nếu nghĩa muốn tham dự bữa tiệc, xin mời đưa thiệp mời. Tần Lạc lấy thiệp mời đưa cho hắn. Bọn chúng sau khi kiểm tra cẩn thận mới nghiêng người nhường đường nói, Tần tiên sinh xin mời ngài. Nhưng người đi theo ngài không được phép vào.
anh ta là bằng hữu của ta. Tần Lạc nói, nếu anh ta không thể đi vào vậy tôi cũng không đi vào. Đại đầu cảm kích liếc nhìn Tần Lạc, nhưng không nói ra. Tần Lạc nhất định phải kéo theo đại đầu cùng vào. Một là bởi vì hắn thực sự muốn coi đại đầu là bạn bè, hai là hy vọng đại đầu có thể đi theo mở mang tầm mắt nhìn mọi mặt của xã hội. Ngoài ra cũng vì bản thân hắn, không biết Hoàng Thiên Trọng và lão bà yêu kia rốt cuộc muốn giở trò gì đây. Nếu không có đại đầu bên cạnh bảo vệ hắn lo rằng bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Người đứng đầu đội ngũ bảo vệ do dự một hồi, rồi nói vào điện thoại vô tuyến cái gì đó, nhìn như là để nhận được sự cho phép của ai đó, rồi quay sang làm một động tác mời Tần Lạc, Tần tiên sinh, ngài và bạn ngài đều có thể đi vào. Tần Lạc gật đầu, mới đưa đại đầu đi theo vào thang máy. Thang máy sau khi dừng lại mở cửa ra, liền xuất hiện hai người tiếp đón. Lúc này Tần Lạc phát hiện ra vài người quen. Người phụ trách tiếp đón là Trịnh Cồn Cảnh, người gầy gò giống như một trong hai ông thần giữ cửa. Trên mặt kẻ này mọc lên nốt ruồi bằng hạt đậu, chính là kẻ khẩu Phật tâm xà, bề ngoài ra vẻ đường hoàng, bên trong thĩ xấu xa không thấy đáy. Lúc trước ở Lanh Đình Tần Lạc đã được thưởng thức qua rồi. Vì vậy phải đặc biệt phải cẩn thận. Nhìn thấy Tần Ác và đại đầu đến, hắn một chút cũng không có gì bất ngờ. Có lẽ đội bảo vệ ở dưới vừa dùng vô tuyến điện báo với hắn, hắn ta đã sớm biết Tần Lạc đưa đại đầu theo. Hắn cười hi hi đến đón, vươn bàn tay phải ra nói, Tần thiếu gia, rất hoan nghênh. Lần trước ở Lan Đình hắn ta muốn bắt tay với Tần Lạc đã từ chối. Không ngờ lần này hắn ta vẫn dám thử lại. Xem ra, Hoàng Trọng Thiên và bà lão đó đã dặn dò hắn cái gì đó. Bằng không, với cốt cách kiêu ngạo của những tên công tử này, chưa chắc đã bằng lòng chịu khuất phục kẻ thù như vậy. Cho dù kẻ địch đó giờ đã trở thành một nhân vật lớn mạnh. Tần Lạc tạm thời không biết bọn chúng dở cho gì, bán loại dược liệu giả gì, cũng vươn tay ra nắm tay hắn, khuôn mặt ngây thơ vô cùng nói, đừng gọi Tần thiếu gia. Tần thiếu gia thực sự lát nữa mới đến kìa. Trịnh Tồn Cảnh cười sáng lạn hơn, da thịt trên cằm kéo căng ra hết cỡ, lộ ra hai hàm răng trắng, anh ta là Tần thiếu gia, còn anh cũng là Tần thiếu gia. Bây giờ ở Yến Kinh không ai là không biết song Tần. Tôi còn kém xa, không thể so sánh với anh ta được. Tần Lạc khiêm tốn nói, hắn thực sự không muốn trở thành song Tần cùng với Tần Tung Hoành, mà vẫn nhớ Vương Cửu Cửu đã đặt cho hắn cái tên Hương Xuất. Nếu được các anh hãy gọi tôi là Hương Xuất, Tần Lạc nói. Hương Xuất, Trịnh Tồn Cảnh sững sờ cả người. Đúng thế, người sợ nhất là kẻ bắt chước mình. Tần Lạc cười cười, Tần thiếu gia thực kia nhất định sẽ không hài lòng khi nghe thấy có người so sánh tôi và hắn ở cùng một vị trí. Tôi cũng rất đồng ý với cách nghĩ này. Do vậy tôi đã chuẩn bị một ngoại hiệu để mọi người gọi rồi, tránh lãng phí tâm tư và sức lực của mọi người đặt cho tôi một cái tên. Từ xưa đến nay, ngoại hiệu là một cách đùa vui do người khác đặt cho. Ví dụ Hải Trung Long Vương, Hoa Trung Cầm Thú, Lãng Tử Yến Thanh, Cập Thị Vũ. Đây đều là xuất phát từ tính cách, hoặc là chuyện bạn làm gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác, hoặc là đặc trưng của cơ thể nào đó. Tần Lạc muốn tốt hơn, bản thân vì bản thân mình mà tự đặt một ngoại hiệu. Hơn nữa lại là một ngoại hiệu rất dày mặt. Cái ngoại hiệu này truyền ra như vậy đó. Chuyện này sau khi truyền ra ngoài liền trở thành giai thoại một thời gian ở Yến Kinh. Đương nhiên bạn cũng có thể cho rằng đây chỉ là chuyện phiếm trà dư tửu hậu của mọi người thôi. Trịnh Tồn Cảnh giờ đã hiểu được liền cười lớn, hay, cái tên này Hương Xuất rất hay. Tần huynh đệ đúng là một dị nhân, tôi cũng ưa thích bình hương luận Mỹ, nếu có cơ hội, thực hy vọng cùng ngồi uống trà nói chuyện với Tần huynh đệ. Trở thành chi kỷ thật sự. Lời của Trịnh Tồn Cảnh một lần nữa bày tỏ thiện ý với Tần Lạc. Như vậy là thái tử đích thực có lòng cầu hòa rồi. Điều này làm trong lòng Tần Lạc có chút tự đắc, có thể làm cho thái tử kẻ hô phong hoán vũ ở Yến Kinh tự động đầu hàng. Thật đúng là chuyện không dễ dàng, mà Tần Lạc cũng đã từng tiếp xúc với hắn, thừa biết hắn cũng là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo. Nhưng đừng tưởng Tần Lạc là kẻ ngốc, với tính cách của thái tử, có chết cũng sẽ không cầu hòa với mình. Vậy thì, nhất định là do người phụ nữ đã gặp ở chỗ Long Vương đứng giữa thúc đẩy cục diện như bây giờ. Người phụ nữ này rốt cuộc có sức mạnh lớn tới mức nào? Nhớ tới khuôn mặt khi cười của nàng thật ngây thơ, Tần Lạc không hề cảm thấy tâm trí mình nhộn nhạo. Ngược lại từ sâu thẳm trong tâm trí lại có một cảm giác sợ hãi. Tôi cũng rất bằng lòng trở thành tri kỷ của Trịnh Đại Ca. Tần Lạc gật đầu nói, hắn lục lọi trong túi áo một lát, sau đó lấy ra tờ giấy màu vàng. Đưa lên trước mắt xác định rõ bên trong rồi cẩn thận gấp lại tờ giấy. Hắn để tờ giấy vào lòng bàn tay của Trịnh Tồn Cảnh,
nhỏ giọng vào sát tai hắn, đây là thang thuốc xuyên thì. Có thể làm cho đàn ông ở vài phương diện nào đó kéo dài thời gian gấp 4 đến 6 lần. Nếu anh có thể kiên trì được 1 phút, vậy thì có thể kéo dài đem được 3 phút. Nếu anh chỉ có thể giữ được 3 phút, thì có thể kéo dài được từ 9 đến 15 phút. Trong này có một số vị thuốc rất quý, cũng thường thấy. Nhưng vị thuốc hòa thái đầu bê ngoài không có đâu. Nếu Trịnh đại ca muốn, tôi còn có mấy lạng nữa. Lễ vật quý giá như thế này sao tôi có thể nhận đây? Trịnh Tồn Cảnh vừa mừng vừa lo. Tuy hắn với lời nói của Tần Lạc 1 phút 3 phút có chút ý kiến, nhưng cũng biết phương thuốc này rất quý. Bởi vì hắn đắm chìm trong nữ sắc nhiều năm và thể chất hắn thật sự là rất cần phương thuốc này. Đương nhiên nếu phương thuốc này thật sự có tác dụng thần kỳ giống như Tần Lạc nói. Nhưng điều làm hắn không hiểu là, đồ này lần trước nhảy qua lại trước mặt hắn, thậm chí cũng không muốn bắt tay với hắn. Sao lần này lại than mật vậy? Tuy lời mở đầu là hắn nói, cũng hy vọng kết thành tri kỷ bình thường luận mỹ với Tần Lạc. Tại sao chuyện này lại làm cho người ta có cảm giác kỳ quặc? Chương 608, một đám đàn bà. Sau khi khẳng định, Tần Tung Hoành rơi vào trầm tư, cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, không nhìn lại Bạch Phá Cục như là khẳng định rất chắc chắn phán đoán của mình, như là đang chờ đợi lời giải thích của Bạch Phá Cục. Bạch Phá Cục cũng hít vào nhả ra khói thuốc, không có ý giải thích hay là phủ nhận. Người không vội, kẻ cũng không gấp, hai người chăm chú vào khói thuốc, giống như điếu gấu mèo trên tay có sức hút như thuốc phiện của phương Tây. Hết một điếu, Bạch Phá Cục liền rúi rúi điếu thuốc vào gạt tàn, đầu ngón tay thô ráp ấn bao thuốc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tần Tung Hoành, tại sao không thể là người của văn nhân, tại sao không thể là những người khác? Anh đang coi thường trí tuệ của tôi sao? Tần Tung Hoành cười nhạt. Nhưng, anh biết thì sao? Bọn họ không tin. Không sai, bọn họ đúng là không tin. Tần Tung Hoành nói tiếp, bọn họ có hai đối tượng, một là tôi, hai là anh. Và có lẽ còn có những ai khác, đáng sợ là tất cả chứng cứ rất bất lợi cho tôi. Thậm chí tôi cũng không biết các anh làm thế nào mua chuộc được Vô Tâm Hòa Thượng, khiến lão đầu chọc có thể dùng cái chết của mình để hoàn thành trọn vẹn cục diện cho các anh. Nhưng tôi biết, chuyện này không phải do tôi làm, mục tiêu của tôi chỉ có một, chính là anh. Bạch Phá Cục cười ha hả, tôi không quan tâm anh nghĩ ra sao, cái tôi quan tâm là họ nghĩ thế nào. Hay là tôi đứng về phía anh nhỉ? Tần Tung Hoành không ngờ hắn ta có thể bộc trực không kiêng dè như vậy, liền chăm chú nhìn hắn, thấy hắn nửa cười nửa không mới nói, anh để tôi và văn nhân ra đối đầu nhau rồi làm ngư ông đắc lợi. Bạch Phá Cục nói, anh không ngốc, vậy anh thấy Mục Nguyệt ngốc sao? Còn thông minh hơn cả tôi, Tần Tung Hoành nói. Cho nên, nàng ta rõ rành rành hoài nghi anh là hung thủ nhưng lại lần nữa không hành động. Nguyên nhân không phải là đề phòng Bạch gia sao? Bạch Phá Cục tiếp tục nói, bất kể đứng ở phía nào, Bạch gia cuối cùng cũng muốn tham gia. Mà sự lựa chọn của Bạch gia, cũng chính là quyết định thắng thua toàn cục diện. Ít nhất, bây giờ Bạch gia cũng có sự tự do lựa chọn lập trường. Anh không có. Anh không sợ tôi sẽ liên kết với văn nhân để đối phó với anh. Tần Tung Hoành cười mỉm. Không thể, Bạch Phá Cục nói, Mục Nguyệt không ngốc, nàng ta nhất định sẽ ghi nhớ món nợ mới này. Văn nhân lão gia cũng không có hồ đồ. Ông ta nhất định sẽ tiết lộ vết sẹo của trước kia. Anh sẽ không có chọn lựa nào, chỉ có thể bị động ứng chiến và bị động lựa chọn. Tôi sẽ hết sức giải thích, tránh xung đột trực diện với Mục Nguyệt. Tôi nghĩ, sự tình một ngày sẽ lộ chân tướng. Tần Tung Hoành nói. Bạch Phá Cục nhìn Tần Tung Hoành, nói, tôi không thông minh bằng anh, về điểm này tôi thừa nhận. Nhưng anh có biết về điểm nào anh không bằng tôi không? Tôi không thẳng thắn bằng anh, Tần Tung Hoành nói. Sai, anh đúng là còn giả dối hơn tôi. Bạch Phá Cục nói tiếp, anh không thấy cả ngày nói những lời lừa gạt người khác, lừa gạt bản thân mình rất mệt sao? Hay cho là một chút cũng không mệt, lẽ nào anh chưa từng nói lời chân thật, có cơ hội hãy đứng trước gương mà luyện tập, cái cảm giác này thật đúng là rất rất thú vị. Cảm ơn lời đề nghị của anh, tôi sẽ thử. Tần Tung Hoành không thèm để ý đến lời mỉa mai của Bạch Phá Cục, rất bình tĩnh đáp lại. Bạch gia, Tần gia và Văn Nhân gia cùng đứng ở thế chân vạc. Nếu có thể duy trì xu hướng cùng phát triển, thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nếu một bên hoặc hai bên tụt hậu, tất sẽ xảy ra vấn đề. Sẽ có một nhà bị thâu tóm. Không phải là Tần gia thì Bạch gia, không thì Văn Nhân gia. Chẳng lẽ trong lòng anh chưa từng nghĩ đến việc thôn tính Bạch gia hay Văn Nhân gia? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc một nhà độc chiếm? Nghĩ hay không nghĩ, đó là chuyện của tôi, Tần Tung Hoành nói. Bạch Phá Cục đứng dậy, đối diện Tần Tung Hoành vỗ vỗ ngực mình,
có lẽ kẻ thắng lợi cuối cùng là anh. Nhưng anh biết không, anh đã thua 20 năm rồi. Bởi vì trong 20 năm trước khi anh thắng, mỗi ngày của tôi đều muôn màu muôn vẻ hơn anh. Tôi nói ra tất cả những lời tôi muốn nói, trong lòng tôi thấy rất sảng khoái. Anh vẫn là kiềm nén bản thân mình, không trở thành kẻ biến thái thì cũng trở thành kẻ tâm thần. Hy vọng anh trở thành kẻ thứ hai. Tần Tung Hoành dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào hắn, Bạch Phá Cục vẫn nghênh ngang rời đi. Tần Lạc không phải nhân vật quan trọng, cũng không phải là nhân vật chủ nhân đặc biệt yêu quý. Vì thế, cuối buổi tiệc lúc chưa kết thúc hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn đi, Vương Cửu Cửu và Hổ Nữ cũng tự nhiên đi theo. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt để Văn Nhân Chiếu thay mình chào Hoàng Trọng Thiên, rồi nàng cũng cùng rời đi với Tần Lạc. Mai em sẽ ở công ty đợi anh, Văn Nhân Mục Nguyệt nói với Tần Lạc. Được, mai anh sẽ tới công ty, Tần Lạc gật đầu. Hắn là trợ lý nam số 1 của Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt gọi hắn tới, nhất định là có chuyện quan trọng cần bàn bạc với hắn. Văn Nhân Mục Nguyệt tạm biệt Vương Cửu, sau đó liền kéo tay Văn Nhân Chiếu vào chiếc xe sang trọng có tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Vốn dĩ Văn Nhân Chiếu không muốn rời đi, nhưng mà có Hổ Nữ ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng không dám ở lại lâu, liền hô to tạm biệt anh rể, rồi nhanh nhẹn chui vào trong xe. Hổ Nữ nhìn theo hồi lâu rồi khuôn mặt dần dần ảm đạm. Nhưng cũng biết khuôn mặt, dáng người mình, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Em không cách nào điều khiển được hình dáng của mình, càng không cách nào khống chế được tình cảm của em với anh. Chị Cửu Cửu, em nhớ ra có chuyện cần đi bây giờ, không đi cùng chị được nữa. Hổ Nữ biết ý nói với Vương Cửu Cửu, chị hãy để Tần sư phụ đưa chị về nha. Nàng biết Vương Cửu Cửu luôn một lòng nhớ thương Tần Lạc. Thế nên mới tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở cùng nhau. Vương Cửu Cửu nắm chặt tay Hổ Nữ, nhìn đôi mắt trong veo ngây thơ trên khuôn mặt mập mạp của đứa trẻ này. Chị Cửu Cửu còn chuyện gì à? Hổ Nữ bị nàng ta xem như chip bông. Vương Cửu Cửu vươn tay ôm lấy Hổ Nữ, nói giọng nhỏ nhẹ bên tai, chị em chúng ta đều giống nhau. Nhưng chị vẫn kiên trì, em vừa mới bắt đầu đã bỏ cuộc rồi. Hổ Nữ xúc động ôm lấy Vương Cửu Cửu, vành mắt liền đỏ lên. Chị Cửu Cửu, cảm ơn chị. Nhưng em biết em không đủ tốt. Đủ hay không đủ không phải em nói là được, phải là đối phương nói mới được. Vương Cửu Cửu véo mà yêu Hổ Nữ, cười an ủi lái xe chị về đi. Nếu thấy tủi thân thì ôm gối khóc một hồi. Mỗi người con gái đều có quyền lau nước mắt mà. Vâng, Hổ Nữ gật đầu. Đến khi Hổ Nữ lái chiếc xe BMW màu hồng của Vương Cửu rời đi, Tần Lạc mới nhìn thấy Vương Cửu Cửu, cô bé thích Văn Nhân Chiếu. Có phải thấy rất lạ? Vương Cửu Cửu hỏi lại. Không, Tần Lạc nói tiếp, Văn Nhân Chiếu rất đẹp trai. Đúng vậy, Hổ Nữ ngoại trừ tướng mạo, còn về các phương diện thì đều rất tốt. Thật đáng tiếc, con người vẫn cứ luôn vì chuyện khó lựa chọn mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Dung mạo, xuất thân, còn có cả tình cảm. Vương Cửu Cửu nói ra cảm xúc từ đáy lòng mình. Tần Lạc không muốn nói về chuyện này nữa, liền muốn né tránh, Lôi Diệu Dương sẽ được thả. Hắn ta tuy đã đồng ý thả người, không nuốt lời thì mới tốt. Thả rồi, Vương Cửu Cửu nói, trong lúc khiêu vũ, em đã nhận điện thoại. Hắn ta bây giờ đã được đưa đến viện điều dưỡng 106. Thương thế rất nặng, Tần Lạc cau mày hỏi. Nếu như không bị thương, thì sẽ không vừa thả đã được đưa liền tới viện điều dưỡng quân dụng. Anh có thời gian không? Vương Cửu Cửu hỏi. Đi thôi, đi xem thế nào, Tần Lạc nói, hy vọng bọn họ đừng có vượt quá ranh giới làm người. Chiếc xe của Vương Cửu Cửu đã đưa cho Hổ Nữ. Hai người đành ngồi trên chiếc xe của Đại Đầu. Đại Đầu đã từng đến viện điều dưỡng, cho nên rất rành đường. Xe vừa mới đi vào bãi đỗ xe của viện liền có một người mặc đồ đen tới nghênh đón. Hiển nhiên là viện đã biết bọn họ sẽ tới. Người đàn ông đứng thẳng trước mặt Vương Cửu Cửu nói, tiểu thư. Lôi thiếu gia ở phòng 601. 601 là phòng dành cho người có bệnh nặng. Vương Cửu Cửu xoay người về phía Tần Lạc giải thích. Dưới sự hướng dẫn của người đàn ông kia, mấy người vào thang máy lên phòng 01 của tầng 6. Trong phòng đã bận rộn vài vị bác sĩ, có người đang lau chùi cơ thể người bệnh và khâu lại mọi vết thương lớn nhỏ trên người bệnh, người thì cầm máy móc trên thân người, còn có người chụp lại ảnh. Trên đầu quấn nhiều lớp băng gạc nên không rõ bộ dạng hắn ra sao. Nhưng nhìn những vết máu đỏ thẫm trên băng gạc thì rõ ràng những ngày này hắn phải chịu không ít oan ức. Thương thế thế nào? Vương Cửu Cửu hỏi. Không đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật Tôn Thiếu Phương đưa mọi thiết bị trên tay cho đồng nghiệp, đến trước mặt Vương Cửu Cửu nhưng, tình hình rất nghiêm trọng. Sao?
Vương Cửu Cửu nghi ngờ hỏi. Tôn Thiếu Phương chỉ vào đôi chân của Lôi Diệu Dương nói, hai chân đều bị đánh gãy. Vừa đưa bệnh nhân đi chụp, kết luận chân trái còn có hy vọng hồi phục, chân phải sợ là không thể dùng được nữa. Vương Cửu Cửu trợn cả hai mắt, đến âm thanh cũng biến đổi còn những bộ phận khác. Trong đầu tụ huyết, có thể là bị đánh, nhưng đây không phải là vấn đề, vết thương trên người cùng vết bầm không sao, dùng ít thuốc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ tốt thôi. Chỉ là, Tôn Thiếu Phương muốn nói lại thôi, vẻ mặt không được tốt lắm. Làm sao? Tần Lạc đến hỏi. Anh xem đi. Tôn Thiếu Phương kéo quần của Lôi Diệu Dương xuống cho Tần Lạc xem, trong miệng không ngừng nói, quá độc ác. Thật sự quá độc ác, những kẻ này, nói rõ là muốn đoạn tử tuyệt tôn người ta. Tần Lạc nhìn thấy phần dưới của Lôi Diệu Dương lờ mờ máu thịt. Trong lòng phải đè nén sự căm phẫn và bi thương. Giết người chỉ cần đạp người ta xuống đất, cần gì phải làm hại người ta đến mức này. Lôi Diệu Dương không phải là người tốt, lúc trước hắn bị thái tử sai đến dùng súng khiêu khích Tần Lạc. Nhưng sự trừng phạt này quả thật là tàn nhẫn. Con mẹ nó, Vương Cửu Cửu dùng chân đá vào tường, không thể nhịn được liền lớn tiếng nói tục. Hắn thiến của Lôi Diệu Dương, ta cũng phải đá vào cái dương vật của hắn. Tần Lạc liền ôm lấy nàng, không thể dễ dàng cho hắn vậy được. Chuyện này hãy để anh làm. Để đôi chân nhỏ nhắn của nàng ta đi đá vào cái bẩn thỉu của Hoàng Thiên Trọng, Tần Lạc thật sự là không nỡ. Chương 609, Bác sĩ Thiên Tài. Chương 610, tác giả, Liễu Hạ Huy. Nguồn, Siêu Tầm Đả Tự, Ơ Lôn, Lương Sơn Bạc. Hoàng Thiên Trọng mỉm cười quay đầu lại phía sau, nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở cửa ra vào, khóe miệng nhếch lên ra vẻ khó chịu, cất giọng mỉa mai, tại sao? Mới gặp hắn có một lần mẹ đã nhớ cõi trần rồi cơ đấy. Để mẹ chịu đựng làm quả phụ bấy nhiêu năm nay, thật là làm khó cho mẹ rồi. Con muốn chọc giận ta à? Bước chân uyển chuyển đi đến trước mặt Hoàng Thiên Trọng, đôi giày cao gót thạch anh bạc gõ xuống mặt thảm dày không phát ra chút tiếng động nào. Bộ lễ phục màu bạc chữ V bó sát này càng làm người phụ nữ nổi bật đường nét cơ thể kiều diễm và vong ba đầy đặn, để lộ bộ ngực trắng nõn như tuyết. Quả thật người phụ nữ này vô cùng quyến rũ người khác. Ít nhất từ vẻ ngoài không ai có thể tưởng tượng được đây là mẹ của người đàn ông hơn 20 tuổi này. Thậm chí hai mẹ con họ đứng cạnh nhau, nói là tình nhân cũng chả có ai nghi ngờ. Mẹ việc gì phải chế nhạo con? Hoàng Thiên Trọng nhìn khuôn mặt kiều diễm của mẹ mình không thể bắt bẻ được gì. Mẹ yêu thích đàn ông, con không ý kiến. Mẹ không nên hạ thấp thể diện của mỹ nữ đệ nhất hiến kinh năm đó. Con có thể giúp mẹ tìm người mẫu, minh tinh điện ảnh, quân nhân, trong nước ngoài nước đều được, nhưng tại sao phải là hắn ta? Một kẻ què bị bại liệt ngồi trên xe lăn muốn đi cũng không đi được. Kẻ què đó có thể bảo vệ con không bị bắt nạt ở hiến kinh này. Người phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn đứa con trai, đau lòng thương tiếc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng pha chút tiếc nuối. Nếu con cứ giữ cái tính tình vậy, thì mãi mãi con không thể trưởng thành được. Trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ông ta là người mà con cần, và ông ấy cũng bằng lòng đảm nhận như vậy. Nhưng con lại hận ông ấy. Con rất đồng ý lời của mẹ một, trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Con vẫn làm theo điều này, nhưng câu nói này với hắn ta thì hoàn toàn không có hiệu lực. Hắn là kẻ thù giết cha. Hắn trục xuất con khỏi Long Tức, hắn không để một chút thể diện nào cho con. Hắn còn bắt con ở cái nơi quỷ quái Lan Đình đó đến 5, 6 năm. Thế mà để che giấu cái sự thật này mẹ lại nói rằng con có bệnh. Con có bệnh sao? Con có bệnh tâm thần. Tốc độ lời nói của hắn ngày càng nhanh, ngữ khí cũng càng ngày càng gay gắt, cuối cùng giống như đã đứt hơi khản tiếng, gầm lên giận dữ, mẹ tại sao còn bắt con yêu thương lão đấy? Tại sao còn để con đi thân cận lão? Còn để con phải chấp nhận chuyện mẹ và hắn ta ôn lại tình xưa. Bốp! Bà ta đột nhiên giơ tay lên, một cái tát vào giữa mặt của Hoàng Thiên Trọng. Gọn gàng mà dứt khoát. Sau khi đánh xong, bà ta lập tức vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt hắn, dường như lo sợ vết đỏ trên mặt hắn trước bao quan khách sẽ rất mất mặt. Ông ta chỉ có thể sống được vài năm, con còn con đường rất dài để đi. Bà ta nhẹ giọng an ủi hắn, nếu con không học được cái khôn, con nhất định còn phải chịu nhiều thua thiệt. Con nói Tần Tung Hoành cơ trí có thừa, dã tính không đủ, xem Bạch Phá Cục lỗ mãng bị ổi không biết mưu lược, cũng không xem Tần Lạc ra gì, coi hắn như thằng đàn bà nương tử quân. Nhưng bọn họ đều có những ưu điểm mà con khó có thể với được. Bọn họ càng có thể nhẫn nại hơn con. Con tuy được phong làm thái tử, nhưng thực là không có đủ chí khí, không có phép tắc. Làm sao có thể tập hợp bên mình những kẻ sẵn sàng bán mạng sống vì mình?
Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục nổi lên, kết giao bạn bè ít nhất cũng làm nên trò trống gì đó. Còn tên Tần Lạc dựa vào y thuật hơn người, dựa vào sự nâng đỡ của đám đàn bà. Nhưng, thực lực của hắn thì không thể coi thường được. Thậm chí đã có dấu hiệu thành một thế lực mới. Thiên Trọng, còn bao giờ mới thực sự trưởng thành đây? Lúc nào mới trở thành người ta có thể tin tưởng đây? Trên đời này mẹ chỉ có mình con là người thân, con cũng vậy. Tất thảy những việc mẹ làm đều là muốn tốt cho con. Con không hiểu những việc mẹ làm có ý nghĩa gì sao? Không cần làm việc gì cả. Hoàng Thiên Trọng vươn tay nắm chặt tay mẹ con đã lớn rồi. Cái con cần, con sẽ tự mình đi lấy. Mẹ cứ yên tâm ở nhà uống trà đọc sách, ngâm mình trong sữa không phải là rất tốt sao? Mẹ biết không, con không thích người phụ nữ nào quá cơ mưu, kể cả đó là mẹ, cũng không ngoại lệ. Xem ra, chúng ta không cách nào có cùng suy nghĩ. Bà ta than nhẹ một cái. Nhưng, con rất cảm ơn những gì mẹ đã làm. Hoàng Thiên Trọng liếc nhìn hầu hết những nhân vật có máu mặt ở Yến Kinh xuất hiện càng ngày càng đông ở ngoài mặt kính kia, rồi cười nói, con sẽ sống tốt với bọn họ. Nếu bọn họ sẵn sàng, đừng có gây phiền phức cho Tần Lạc nữa. Mẹ hắn dặn dò. Ai, Hoàng Thiên Trọng nhẹ nhàng lắc đầu, con thực sự không muốn làm mẹ nghĩ con vẫn là một đứa trẻ đang ở giai đoạn ngỗ ngược chưa lớn. Nhưng mà, mẹ không nghĩ cho con, mẹ làm vậy lại càng làm con thêm tức giận. Con chỉ mới thua một lần, lẽ nào con thực sự kém hơn hắn chứ? Vua cũng thua thằng Liều. Bà ta nói ta đã từng tiếp xúc với hắn. Mặc dù quanh năm suốt tháng chỉ mặc áo dài bộ dạng hào hoa phong nhã, nhưng mà hắn còn có tính xảo quyệt lưu manh. Những chuyện hắn làm con không nhất định đủ sức làm được. Con là quý tộc, nhưng càng phải đề phòng trí khôn của tiểu thị dân. Số nhân vật lớn bị lật thuyền trong mương nhiều không kể xiết, mỗi kẻ này đều trở thành trò cười cho thiên hạ. Con còn không phải là đại nhân vật, nếu bị lật thuyền thì đến cả cơ hội để người ta cười cũng không có. Tính xảo quyệt và lưu manh. Hoàng Thiên Trọng nhìn qua tấm kính thấy gương mặt thanh tú của Tần Lạc khi bị đám con gái vây quanh dường như có chút ngại ngùng, bẽn lẽn, liền nói, xem ra chúng ta cùng một loại người. Được rồi, chuẩn bị đi rồi còn ra ngoài tiếp đãi khách nữa. Bà ta buông tay đứa con trai. Hoàng Thiên Trọng nhìn mẹ mình óng ngẹo vòng ba rời đi, nụ cười trên miệng càng ngày càng đậm, đôi mắt xinh đẹp híp lại, từ giữa khe hở mắt có thể nhìn thấy sự tàn độc. Ta không thích người khác giống ta, giọng nói cay nghiệt vang lên. Cửu Yên Mị là bà chủ của danh viện hội. Hoàng Thiên Trọng chọn nơi đây tổ chức tiệc đãi khách, nên nàng ta cũng tự nhiên kiêm luôn trọng trách nửa phần chủ nhân đi khắp nơi tiếp đãi khách. Hơn nữa, khách của tối nay đều có lai lịch lớn. Những mối quan hệ này cũng cần thiết cho danh viện hội. Vui cười tức mắng, tán thưởng nhẹ nhàng khoa trương, khiến cho mỗi một người khách tiếp xúc với nàng giống như đang được thưởng thức gió xuân. Đúng là mẫu người phụ nữ ưu tú, nữ cướp trong kinh doanh. Nàng ta và Lệ Khuynh Thành không giống nhau ở phương diện này, nhưng vẫn có rất nhiều điểm giống nhau. Nếu mà đôi hoa tỉ muội này bổ sung cho nhau, thì có lẽ sẽ trở thành giai thoại của Yến Kinh này. Nhưng nghĩ đến Lệ Khuynh Thành không thể cởi bỏ khúc mắc, Tần Lạc hiểu khả năng này thật sự là rất xa vời. Đại Sắc Lang, đang nhìn gì thế? Hổ Nữ nhìn thấy ánh mắt Tần Lạc đang dán chặt vào Cửu Yên Mị đứng ở giữa sảnh, không nhịn được phải lấy lại công bằng cho chị hai Vương Cửu Cửu của nàng. Vương Cửu Cửu thích sư phụ của nàng, đây đã không còn là tin tức mới mẻ gì ở quân khu đại viện nữa. Có thời gian, tin tức này còn được tranh cãi xôn xao, thậm chí còn đăng lên nhật báo Hoa Hạ. Không nhìn người, mà đang nghĩ vài việc, Tần Lạc cười cười nói. Cô bé Hổ Nữ này rất thẳng thắn, nhưng không hề làm người ta thấy ghét. Ngược lại còn đưa lại một cảm giác vô cùng đáng yêu ngây ngô. Tần Lạc không phải là đàn ông quá thông minh, càng không thể gọi là người cơ mưu. Nhưng sau khi đến Yến Kinh, hắn đã phải tổn hao rất nhiều trí lực còn hơn cả 20 năm trước cộng lại. Có lúc, hắn rất nhớ hồi còn ở Dương Thành đi dạo cùng ông nội uống trà, rồi có khi cả ngày ở tàng thư thất thỉnh thoảng mới ra ngoài, rảnh rỗi xem bệnh cho người ta. Cuộc sống như vậy, một đi không trở lại sao? Mới là lạ, Hổ Nữ nói tiếp thật không hiểu nổi lòng dạ xấu xa của lũ đàn ông. Lớn tuổi thì thích tiểu loli, những cô bé vẫn chưa trưởng thành, tuổi nhỏ thì lại thích bộ ngực lớn của chị. Chị Cửu Cửu cũng rất đẹp nè, tuy giờ bộ ngực không bằng, mông cũng không lớn cũng không vểnh o, không, nhưng mà chị Cửu Cửu còn trẻ. Về sau cũng có thể như vậy. Vẻ mặt Tần Lạc vô cùng kinh ngạc nhìn lại cô bé mập mà bị hắn gọi là, tư duy đơn giản, này, không ngờ một câu nói lại có thể trúng phóc vào đúng tâm tư của đàn ông. Lớn tuổi yêu thích tiểu loli, chính là để tìm lại năm tháng thanh xuân của mình.
chả trách các đại thúc yêu thích tiểu loli, đấy là chuyện thường tình của con người mà. Còn tuổi nhỏ thì yêu thích các chị các cô, đấy là bởi vì kết hợp với vẻ ngoài cơ thể trưởng thành với chút lưu luyến tình mẫu tử. Bản thân hắn thích thế nào nhỉ? Tần Lạc Phụng trộm nghĩ đỏ cả mặt. Hổ nữ không được phép nói lung tung thế. Vương Cửu Cửu ấn vào cánh tay của hổ nữ. Lúc ở Paris, thân thể hai người phóng khoáng tiếp xúc, nhưng tâm hồn thì rất trong sáng, tuy rằng thật sự không phát sinh chuyện gì. Nhưng mà, như vậy cũng hết sức mập mờ rồi. Bị hổ nữ vạch trần chuyện này, Vương Cửu Cửu mặc dù da dày lớn mật cũng hơi khó chống đỡ. Em có nói bậy đâu. Lúc chị thay quần áo em đâu phải là không nhìn thấy, bộ ngực của chị thật sự là không nhỏ mà. Hổ nữ phản bác lại. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu cùng nhìn nhau, sau đó rất ăn ý cười to lên. Tiếng náo nhiệt xôn xao vừa nãy tự nhiên biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh lạ thường. Theo suy đoán của Tần Lạc ắt hẳn là một đại nhân vật hoặc nhân vật nổi tiếng tới. Nhưng khi Tần Lạc nhìn hai người tiến vào, lại có cảm giác hãi hùng. Một kẻ mặc đồ vest trắng trông thật thô lỗ dũng mãnh là Bạch Phá Cục, còn người kia là mặc đồ tây đen vô cùng anh tuấn tuyệt luân, rất phong độ cử chỉ nhẹ nhàng. Cả hai người cùng nhau đi đến, lại vừa nói vừa cười giống như một đôi tri kỷ lâu năm. Bọn họ thế nào lại đi cùng với nhau? Tần Lạc nghĩ lẽ nào, hai người cùng tham gia bữa tiệc là muốn thông báo tin tức gì tới công chúng? Nếu như hai nhà Bạch Tần liên thủ với nhau, văn nhân Mục Nguyệt phải làm sao bây giờ? Thù của Mục Nguyệt và ông báo hay không báo? Không tự giác, Tần Lạc cũng bắt đầu dùng tư duy âm mưu luận để suy nghĩ từng chuyện. Chương 610, đàn ông không giống với số đông còn lại. Thân phận quyết định bè cánh, hạng người gì ở cùng hạng người gì, bạn bè của trăm vạn phú ông toàn bộ cũng là trăm vạn phú ông. Bạch Phá Cục và Tần Tung Hoành đến lập tức thu hút được số đông trở thành tâm điểm chú ý. Người biết người không biết cũng lũ lượt tiến tới hỏi thăm hai người. Sự xuất hiện đầy khí thế của hai người bọn họ xác thực được chú ý nhiều hơn Tần Lạc. Đương nhiên, theo lời giải thích bạn học Tần Lạc, đại ca là người đàn ông trầm tính. Thế nên hắn mới không thích cái kiểu khoe mẽ của Hắc Bạch song sát. Cửu Yên Mị tiến lên tiếp đón, cười hi hi rồi nói gì đó với hai người. Bạch Phá Cục đối với sự chào hỏi của người khác coi như không. Ngược lại Tần Tung Hoành nói chuyện với nàng ta rất vui vẻ. Ngưỡng mộ, Vương Cửu Cửu cười hi hi hỏi. Hai người bọn họ có lẽ là nhóm người duy nhất không lên trước hỏi han Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục. Những người khác bất luật là yêu thích Tần Tung Hoành hay là Bạch Phá Cục, thì rốt cuộc cũng lên lôi kéo hỏi thăm. Có gì đáng để ngưỡng mộ nào? Tần Lạc cười nói, không phải là mỗi người đều có thể trở thành người vượt trội sao? Làm tốt bản thân mới là bổn phận. Anh cũng là người vượt trội, Vương Cửu Cửu cười nói, bọn họ được yêu mến trong này, còn anh được yêu mến ở bên ngoài. Bọn họ được những người này nịnh nọt, nhưng cũng rất nhanh rồi sẽ bị quên lãng. Những người được anh trị bệnh, những người theo anh du lịch ở châu Âu, những con người của Hoa Hạ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên anh. Quần chúng cũng dễ quên, Tần Lạc cười nói, mọi người có thể nhớ, đều là những nhân vật được tô đậm bằng ngòi bút lịch sử. Rất đúng, quần chúng cũng dễ quên, một giọng nói lớn cất lên. Trong lúc hai người nói chuyện, Bạch Phá Cục đã phát hiện ra hai người bọn họ, còn chủ động đi đến chào hỏi. Hành động này của Bạch Phá Cục một lần nữa đẩy Tần Lạc vào con mắt của mọi người. Còn người con gái xinh đẹp có thể khiến người đàn ông bên cạnh trở thành kẻ thù chung của tất cả. Những người đàn ông có năng lực đều có chung cách nghĩ vậy. Nhìn lại xem sự tranh giành của quyền thần qua các triều đại rồi sẽ rõ, có vô số kẻ hao tổn tâm cơ tranh đoạt không phải đều là muốn một vị trí bên cạnh hoàng đế đó sao? Việc anh làm rất nhiều, nhưng chỉ cảm động nhất thời, nhưng không làm cảm động được cả một thời. Anh hùng cũ già đi, anh hùng mới sẽ lại xuất hiện. Bọn họ không nhớ nhiều, củi gạo muối ăn mới là vấn đề bọn họ để tâm đến. Bạch Phá Cục nói tiếp, mặc dù anh biết được tâm tư của bọn họ, tại sao còn muốn lựa chọn thành một anh hùng? Có thể lưu danh vào sử sách chỉ có hai loại người, anh hùng và gian hùng. Có người nói tôi nhất nhất không được làm gian hùng, do vậy chỉ có thể nỗ lực làm một anh hùng tốt thôi. Tần Lạc cười nói rất hay, tôi rất thích cái suy nghĩ ngốc nghếch này. Bạch Phá Cục vỗ vỗ vai của Tần Lạc cười lớn lúc nhỏ, tôi cứ nghĩ mắng ai là ngốc liền mắng kẻ đó là ngốc. Lớn rồi, tôi cả ngày bị kẻ ngốc nghếch gọi là ngốc. Cẩn thận suy nghĩ lại, quả thực làm một người ngốc cũng rất tốt. Có rất nhiều người cổ vũ kẻ khác đi làm chuyện ngốc nghếch, bản thân chỉ dám nấp sau mà phất cờ hò reo. Đến khi kẻ ngốc đó ngã rồi, thì bắt đầu dậu đổ bìm leo. Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào Bạch Phá Cục. Hắc hắc,
tiểu công chúa vương gia, tôi rất thích. Bạch Phá Cục nhếch miệng cười, tôi cũng giống với Tần Lạc, làm một kẻ ngốc vui vẻ. Chủ đề mọi người nói chuyện thật thú vị, Tần Tung Hoành đứng ngay bên cạnh Bạch Phá Cục nói cười ha ha. Đã ra rồi, Tần Lạc cười cười hỏi. Ra rồi, Tần Tung Hoành đáp. Tuy biết kết quả là vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi tiếc nuối. Không sao cả, thất bại chính là mẹ của thành công. Chứng cứ lần sau phải đầy đủ hơn mới được, nhất định mới có thể đưa tôi vào đại lao lần nữa. Tôi sẽ cố gắng. Cố gắng lên. Hai người này vừa gặp nhau đã đấu nhau rồi, không khí lúc này chợt trở nên kỳ dị. Nhưng vẻ mặt của hai người vẫn giữ một nụ cười điềm đạm và khoan khoái, không thể nào nhìn giống như cừu địch của nhau. Bạch Phá Cục nhép nhép miệng, rồi rút từ trong túi ra một điếu xì gà ngậm vào miệng, nhưng không lập tức đốt luôn nói, trận chiến này rất có ý nghĩa. Nếu là đàn ông không bằng ra ngoài đánh một trận, kẻ mắng qua người mắng lại thế này thì chả ai thiếu một miếng thịt cả, còn quá lãng phí nước bọt. Em gái nói có đúng không? Vương Cửu Cửu chỉ cười, cô nói gì? Nàng biết, làm một người con gái thông minh, lúc người đàn ông của mình làm việc bản thân có thể không giúp, nhưng nhất định không nên xen vào. Chúng tôi chỉ đang thảo luận kinh nghiệm thất bại trước, Tần Lạc cười cười đâu có đánh qua đánh lại đâu, lại nói, cái chuyện đánh nhau tôi không thể nào bằng các anh được rồi. Nhưng tôi lại nghe người ta nói anh là thành viên ngoài biên chế của Long Tức. Giọng điệu của Tần Tung Hoành giễu cợt nói, đến cô quét rác ở Long Tức sau khi đi ra cũng có thể đánh khắp Yến Kinh mà chả có ai là địch thủ. Tần huynh đệ phải chăng là quá khiêm tốn rồi. Nếu đánh không lại, chúng ta sẽ uống rượu. Bạch Phá Cục gọi bồi bàn bưng rượu ở giữa đại sảnh tới, nâng lên hai ly rượu đỏ. Một ly đưa cho Vương Cửu Cửu, còn ly kia một hơi uống hết sạch nói tiếp, đánh nhau không vui sướng, uống là vui sướng nhất. Làm người đơn giản chỉ cần hai chữ mưu cầu vui sướng. Đúng vậy, Tần Lạc cũng bưng lên một ly rượu đỏ vì sự vui sướng. Mấy người cùng hưởng ứng, đều tự bưng rượu đỏ chạm cốc. Trời ạ, nàng ta vậy mà đến đây. À, đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Quả nhiên khí chất bất phàm. Quá đẹp, không phải là nàng ta rất ít khi đi dự yến tiệc sao? Còn nhớ lần trước đã gặp nàng ta ở đại lễ thượng thọ Tần lão gia 80 tuổi không? Theo quy luật, lúc có nhân vật quan trọng đến, lúc đầu rất yên tĩnh giống như có người đang dùng thuật ma quỷ nào đó. Sau đó một đám người sẽ bước đến hỏi thăm, lần này không giống những lần khác. Khi nàng ta đến, không có yên tĩnh cũng không có sự ngừng nghỉ nào, giống như mỡ đang sôi đổ vào một chậu nước vậy. Toàn đại sảnh càng sôi sùng sục. Đến mấy vị công tử lão luyện và mấy nàng thục nữ đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ và ngạc nhiên. Vừa nghe tiếng kinh hô này biết ngay là Mục Nguyệt đến đây. Bạch Phá Cục cười ha hả nói. Hắn liếc nhìn Tần Lạc rồi lại Tần Tung Hoành. Hắn biết hai vị họ Tần đây cảm tình mập mờ với văn nhân Mục Nguyệt. Bây giờ vai nữ chính đã tới, bọn họ sẽ có biểu hiện thế nào? Trong lòng Bạch Phá Cục âm thầm mong đợi chờ xem. Hắn một khi mà kích động thì cực kỳ thích uống nhiều rượu. Cho nên đây là lần thứ 6 bồi bàn nhận ly rượu không từ hắn. Hắn không thích bình luận về phẩm cấp rượu, càng không thích uống mà nhâm nhi, hắn chỉ thích cụng ly. Tần Tung Hoành không nói lời nào, chỉ nhìn theo nữ thần của mình đang chậm rãi đi vào. Tần Lạc cũng không nói gì, chỉ có điều nụ cười trên mặt hắn trông rất khổ sở. Bởi vì tay của Vương Cửu Cửu đang dịu dàng vuốt ve cánh tay hắn. Tần Lạc rất muốn hỏi nàng, văn nhân Mục Nguyệt đến thì có quan hệ gì với mình? Tại sao muốn trừng trị mình? Chú Tâm suy nghĩ 2 phút, cảm thấy vấn đề này thực sự rất ngu xuẩn. Do vậy thôi, đã là phụ nữ như Vương Cửu Cửu, nhìn thấy văn nhân Mục Nguyệt nhận được nhiều kinh hô hoan nghênh, thì tức khắc trong lòng cũng chả có chút tư vị gì. Huống chi người phụ nữ này với người đàn ông mình thích có quan hệ không rõ ràng. Nàng ta véo Tần Lạc không phải là có ý kiến với văn nhân Mục Nguyệt mà là có ý kiến đối với Tần Lạc hoặc có lẽ đối với cả hai đều có ý kiến. Loại cảm tình này rất tế nhị lại rất phức tạp, một người đàn ông rất mạnh đầy cơ bắp như Tần Lạc rất khó lý giải nói hết được loại cảm tình này. Văn nhân Mục Nguyệt không mặc lễ phục hoặc cũng có thể nói nàng ta mặc bất kỳ loại quần áo nào thì trong mắt mọi người cũng đều là lễ phục cả. Thân trên mặc một chiếc áo màu đen mỏng, vạt dưới áo được nhét gọn gàng vào chiếc quần cạp cao màu trắng. Không dùng thắt lưng, bên ngoài mặc một áo vest tằm trắng. Phối hợp đen trắng kinh điển, rất nổi bật phong cách trung tính, nét đẹp lạnh lùng. Nhưng, bộ quần áo này được mặc trên người nàng lại đầy vẻ phong tình xinh tươi. Nàng sẽ khiến đàn ông yêu mến, và cũng khiến phụ nữ yêu mến. Cho dù không thích nàng, thì tuyệt đối cũng không bài xích nàng.
Vẻ đẹp của nàng quả thật kinh thế hãi tục, không thể ngưỡng mộ và cũng không thể ghen ghét, giống như nữ thần trong chốn phàm nhân, những người phụ nữ khác còn cách khá xa. Đi bên cạnh nàng là văn nhân chiếu cũng phải chú tâm ăn mặc, áo sơ, mi trắng kết hợp cùng nơ bướm đen, làm hắn giống như một tinh linh vương tử. Phía sau đầu dùng dây màu tím buộc thành cái đuôi ngựa, trông rất ưa nhìn, có thể làm cho bất kỳ người con gái nào nhìn thấy cũng phải điên cuồng. Hai chị em tay nắm tay cùng sánh vai bước vào, giống như đang thấy kim đồng và ngọc nữ. Thật đúng là cảnh đẹp say sưa ngắm nhìn không chán. Nét mặt của văn nhân Mục Nguyệt không màng danh lợi bình thản, không cao ngạo mà cũng không dễ để lại gần, giống như là trong đại sảnh này ngoài mình ra không còn có ai khác. Nàng không cố gắng biểu hiện vẻ kiêu ngạo, bởi vì nàng khinh thường. Nàng không cố gắng làm ra vẻ dễ gần, bởi vì nàng không biết. Ngược lại ánh mắt của văn nhân chiếu đảo qua đảo lại khắp đại sảnh, dường như là đang tìm ai đó. Tiếp đó, trái tim của tất cả mọi người như đã tan vỡ từng mảnh khi tiếng gọi đó cất lên. Anh rể kia rồi. Văn nhân chiếu chỉ hướng Tần Lạc đang đứng, vẻ mặt vui sướng. Văn nhân Mục Nguyệt vậy mà cũng không sửa lại lời của em trai, cứ thế nắm tay văn nhân chiếu đi về hướng Tần Lạc. Mục Nguyệt hôm nay thật xinh đẹp, Bạch Phá Cục cười ha hả nói. Cảm ơn, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Bộ quần áo này rất hợp với em, Tần Tung Hoành cũng híp mắt nói. Cảm ơn, văn nhân Mục Nguyệt một lần nữa gật đầu. Khí sắc rất tốt, xem ra độc tố trong cơ thể đã bị bài trừ sạch sẽ rồi. Tần Lạc cười nói. Ừ, phương thuốc của anh rất có hiệu quả. Văn nhân Mục Nguyệt dịu dàng nói. Toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều chỉ chăm chăm nhìn vào vẻ đẹp của em. Chỉ có anh là quan tâm đến sức khỏe của em. Chương 611, thứ quan trọng hơn cả sức khỏe và tính mạng.